Không, không chung, thiếu nữ tóc vàng hoảng loạn nói. Rõ ràng vừa rồi nàng còn ngồi xổm điếm trưởng nhà quầy thu ngân xuống, chỉ chớp mắt lại đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Hướng phía dưới nhìn lại thời gian, phòng ở đều chỉ có một chút điểm lớn, chung quanh gió có chút lớn, có chút lạnh. Điếm trưởng quả nhiên có được lấy di chuyển tức thời các loại siêu năng lực. Ngoại trừ quái vật thân thể, cường đại sức chiến đấu bên ngoài, còn có được lấy di chuyển tức thời siêu năng lực, điếm trưởng thủ đoạn tốt phong phú. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, nàng nhìn thấy điếm trưởng vậy mà chân đạp hư không, liền giống như đứng ở trên đất bằng. Không phải trôi nổi ở không trung, mà là chân đi trên đất bằng, dẫm ở không trung. Cái này vậy là cái gì loại hình siêu năng lực? Điếm trưởng đại thúc, là thần sao? Thiếu nữ tóc vàng đột nhiên lại run rẩy một chút. Vừa rồi chỉ chú ý đến không gian chuyển cùng điếm trưởng chân đạp hư không sự tình, thiếu chút nữa đều quên chính nàng có chứng sợ độ cao. Không được, vừa nhìn thấy dưới chân cái kia gần 300 mét độ cao, nàng cũng cảm giác được tráng váng đầu, muốn ói, mềm chân. Điếm trưởng ta có chút không được, ta sợ độ cao, thiếu nữ tóc vàng lắp bắp nói. Lúc này, uy nghiêm điếm trưởng ôn nhu nói, trên không trung lúc, đừng nói sợ độ cao loại này đáng sợ sự tình. Thiếu nữ tóc vàng, yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta sẽ cười nhạo ngươi, bởi vì ta cũng có chút sợ độ cao, chúng ta tám lạng nửa cân. Điếm trưởng nghiêm túc nói. Thiếu nữ tóc vàng, nguyên bản cảm giác thành thục đáng tin điếm trưởng, đột nhiên ý phảng phất có điểm không đáng tin lên. Muốn tới, Tống Thư Hàng nói khẽ. Trên bầu trời, thiên kiếp uy áp không ngừng ngưng tụ. Cái gì muốn tới, thiếu nữ tóc vàng một mặt nghi hoặc. Tống Thư Hàng đưa tay chụp tới, mực bạo quân song đao hiển hiện. Lần này, hắn không dám chân đạp hai thanh đao, mà là lợi dụng trong đó một chuôi thi triển ngự đao phi hành phương pháp, một cái khác chuôi theo sát tại bên người. Tống Thư Hàng mang theo thiếu nữ tóc vàng, nhanh chóng bay khỏi Lan Tây đảo hướng biển rộng ở chỗ sâu trong bay đi. May mắn nơi này là hải đảo, chỉ cần bay xa một chút, có thể tại trong biển rộng tiến hành độ kiếp. Điếm trưởng, ta cảm giác được gặp nguy hiểm sẽ rơi xuống trên người chúng ta. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng kêu lên. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, gặp nguy hiểm muốn buông xuống. Không phải chúng ta, là trên người của ngươi, Tống Thư Hàng nói. Thiếu nữ tóc vàng, không xong, quên đem bạch tiền bối pho tượng mang đi ra. Ta vừa rồi có lẽ đem bạch tiền bối mang đi ra, dạng này chúng ta có lẽ sẽ có may mắn. Tống Thư Hàng nói. Thiếu nữ tóc vàng cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, điếm trưởng cách tư duy quá nhảy, chủ đề ngẫu nhiên tại đổi. Cùng điếm trưởng câu thông thời gian, rất cố hết sức. Tống Thư Hàng mang theo thiếu nữ tóc vàng lại đã bay một khoảng cách về sau, rút cuộc tìm được một chỗ điểm dừng chân. Đó là một chỗ hải nham nhi đảo nhỏ, rất nhỏ. Tống Thư Hàng bay nhanh đáp xuống, đem thiếu nữ tóc vàng phóng tới trên hải đảo. Mà lúc này, trong hư không kiếp vân đã bắt đầu ngưng tụ. Đen kịt kiếp vân bao phủ thiếu nữ tóc vàng đỉnh đầu, càng lúc càng lớn. Chỉ sợ một hồi sẽ qua, lôi kiếp đánh đến nơi. Tống Thư Hàng xoa nhẹ thái dương, có chút buồn rầu. Nếu như là 5 tháng trước, Tô Thị A thập lục độ kiếp chính là cái kia thời kỳ, thiên kiếp còn không có sinh ra dị biến. Khi đó, nếu như đệ tử không có độ kiếp nắm chắc, trưởng bối thế nhưng là sư trưởng có thể bán hàng ra, đem thiên kiếp đánh tan. Thông qua loại phương pháp này, có thể kéo dài một thời gian ngắn. Mà bây giờ, thiên đạo thay đổi sắp tới, thiên kiếp dị biến thăng cấp. Giống như lúc ấy Tước Yêu tiểu thải thiên kiếp coi như là bị phong ấn, bị đánh tan, đều rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Đã không cách nào thông qua đánh tan thiên kiếp phương thức, ngăn cản thiên kiếp. Mà thiếu nữ tóc vàng thiên kiếp, Tống Thư Hàng nếu như nhúng tay lời nói, thiên kiếp uy lực sẽ trực tiếp tăng lên củng cố đến ngũ phẩm trở lên. Thậm chí khả năng bởi vì Tống Thư Hàng người mang thánh ấn nguyên nhân, thiên kiếp uy lực trực tiếp tăng lên tới tiếp cận bát phẩm huyền thánh kiếp mức độ cũng không biết ngoài ý muốn. Nhúng tay người khác thiên kiếp, một mực bị tu chân giới vô cùng tìm đường chết sự tình một trong. Tống Thư Hàng nhớ tới thụ yêu Mễ Lộ Lộ. Mễ Lộ Lộ lần kia thiên kiếp, Tống Thư Hàng thậm chí đều không có trực tiếp nhúng tay, chỉ là thông qua thánh ấn đem dư thừa năng lượng truyền lại cho Mễ Lộ Lộ. Lúc ấy, tiếp thu đến Tống Thư Hàng năng lượng lúc, dầu hết đèn tắt thụ yêu Mễ Lộ Lộ phấn khởi dư dũng, phản kháng thiên kiếp, giống như thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng cuối cùng, thiên kiếp uy lực tăng gấp đôi, Mễ Lộ Lộ cuối cùng độ kiếp thất bại. Cuối cùng nàng có thể lưu lại,
chỉ có một mảnh kia đang đắp bá tống thánh ấn cành khô, còn có tân sinh cây giống. Tân sinh cây giống hôm nay còn đang ở tống thư hàng hạch tâm thế giới. Cho dù có hoạt tuyền tưới nước, kèm theo các loại quý giá phân bón, mễ lộ lộ có thể hay không trùng sinh, là một không biết bao nhiêu. Đã liền lúc trước, khôi lỗi tiên tử tại thiên kiếp thế giới đằng sau hậu trường hiệp trợ tống thư hàng mấy người, lấy ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế sống quá thiên kiếp đạn hạt nhân thời gian, xuống một sóng, thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực đồng dạng tăng lên tới tiếp cận cửu phẩm mức độ. Đánh tan cũng không được, trực tiếp nhúng tay thiên kiếp cũng không được, vì vậy, đến cùng phải làm sao? Tống thư hàng thở dài. Thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời bên trong kiếp vân, điếm trưởng, ta có phải hay không muốn chết rồi? Nàng có thể cảm giác ra, cái này đen kịt đám mây cùng ẩn chứa trong đó lấy lôi điện, là muốn hướng về phía nàng tới đây. Lôi điện vì sao có thể tập trung một người? Quả thực giống như là vũ khí. Loại này hoàn toàn không khoa học sự tình, tại tiếp xúc đến kỳ quái điếm trưởng về sau, nàng nhưng bây giờ dần dần có chút có thể đã tiếp nhận. Trước mắt khoa học không cách nào giải thích tất cả, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì mọi người đến bây giờ đều không có đem khoa học nghiên cứu thấu triệt. Mọi người hiện tại nắm giữ khoa học có lẽ chỉ có nhà trẻ trình độ. Dùng nhà trẻ trình độ, đương nhiên không cách nào giải thích tiến sĩ cấp vấn đề cùng sự kiện. Đây là thiên kiếp, nhằm vào tu luyện giả kiếp nạn. Nếu là có thể vượt qua, người có thể chính thức có được tam phẩm sức mạnh. Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp, vừa nghe liền là rất huyền từ ngữ. Nhưng hiện tại, thiếu nữ tóc vàng không kịp đi sâu lý giải càng nhiều. Làm sao độ, thiếu nữ tóc vàng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, đánh hắn. Thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu nhìn qua cái kia kiếp vân, làm sao đánh. Nàng tuy rằng thân thể đã có 40% trở lên diện tích tiếp nhận qua cải tạo, nhưng nàng còn không có phân phối vũ khí. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không phải là võ trang loại hình máy móc cải tạo người. Còn có những biện pháp khác sao? Thiếu nữ tóc vàng lên tiếng hỏi. Đối mặt thiên kiếp, nàng tổng thể bên trên còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Trong cơ thể IC, có thể làm cho nàng tâm tình tổng thể bên trên ở vào ổn định. Có, đem trong cơ thể ngươi hạch tâm lò phản ứng lấy ra. Tống Thư Hàng nói. Thiếu nữ tóc vàng cảnh giới đột nhiên tăng lên, nguyên nhân ngay tại ở cái này hạch tâm lò phản ứng. Xét đến cùng, thiếu nữ tóc vàng cảnh giới cũng không phải tăng lên mà là hạch tâm lò phản ứng năng lượng, cởi bỏ phong ấn, phóng xuất ra. Hạch tâm lò phản ứng trong, vốn là ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là Tống Thư Hàng tại người ẩn hình số 3 ổ e trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh. Mà bị chứa vào thiếu nữ tóc vàng thân thể về sau, hạch tâm lò phản ứng năng lượng. Một mực ở vào quan bế trạng thái, chỉ là toát ra cực kỳ hơi yếu một phần nhỏ. Mà lúc trước, thi triển xóa đi trí nhớ pháp thuật thời gian, Tống Thư Hàng tinh thần lực như là một cái kíp nổ, kích hoạt lên hạch tâm lò phản ứng, khiến nó bên trong ẩn chứa lực lượng, bắt đầu phóng thích. Thiếu nữ tóc vàng cảnh giới tăng lên, cũng không phải là bởi vì Tống Thư Hàng bị hấp thu tinh thần lực nguyên nhân. Hắn bị hấp thu đi tinh thần lực, cũng chính là như vậy một đám một chút. Nói cách khác. Cùng hắn nói là thiếu nữ tóc vàng muốn độ kiếp, chẳng bằng nói là trong cơ thể nàng hạch tâm lò phản ứng muốn độ kiếp rồi. Thiếu nữ tóc vàng chỉ là làm ra vẻ túc chủ, bị cuốn vào đến thiên kiếp bên trong. Nếu như nàng có biện pháp đem hạch tâm lò phản ứng cho lấy ra lời nói, thiên kiếp sẽ nhằm vào hạch tâm lò phản ứng xem nhẹ thiếu nữ tóc vàng bản thân. Thế nhưng là, không lấy ra tới đây, thiếu nữ tóc vàng cười khổ nói, ta trốn tới thời gian. Một mực đang nghĩ biện pháp muốn đem hắn lấy ra. Thế nhưng, muốn đem hắn lấy ra cần một trận đại thủ máy. Hơn nữa, ta cùng hắn liền cùng một chỗ đã quá lâu. Thời điểm này, nếu như Diệt Phượng tiền bối tại thì tốt rồi. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Diệt Phượng công tử vỡ vụn trên đất đi thiên phú, mới có thể đem thiếu nữ tóc vàng nhục thân chuyển hóa làm dịch thể hình thức. Nói không chừng đến lúc đó, có thể đem hạch tâm lò phản ứng cho tách ra tới đây. Không ổn, thiếu nữ tóc vàng bản thân 40% trở lên thân thể trải qua cơ giới hóa. Cái kia bộ phận thân thể, chỉ sợ cũng không cách nào bị hóa lỏng. Rồi biến mất này 40% trở lên cơ giới hóa thân thể ủng hộ, thiếu nữ tóc vàng một khi khôi phục hình người, nói không chừng liền xong đời. Điếm trưởng, người có biện pháp nào không đem hắn lấy ra? Thiếu nữ tóc vàng nhìn qua Tống Thư Hàng, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói, điếm trưởng, người không gì làm không được. Ngươi đem hắn lấy ra,
ta liền đem hạch tâm lò phản ứng đưa cho điếm trưởng có được hay không? Chính nàng căn bản cũng không muốn cái này hạch tâm lò phản ứng. Hơn nữa, điếm trưởng tựa hồ có thu thập các loại kỳ quái đồ vật sở thích, lúc trước còn theo vị kia người vạm vỡ trong tay mua cái kia năng lượng hạch tâm các loại đồ vật. Ta không phải khoa học hệ, ta cũng không phải là y học hệ, làm giải phẫu loại chuyện này, ta cũng không biết. Tống Thư Hàng nhào nặn mi tâm. Đột nhiên, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Ngươi tin tưởng ta không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng điếm trưởng. Thiếu nữ tóc vàng vỗ lồng ngực cam đoan nói. Hoàn toàn tín nhiệm ta. Tống Thư Hàng tiến lên một bước, đưa tay thăm dò vào hạch tâm thế giới. Tại thiếu nữ tóc vàng trong mắt, điếm trưởng tay phải thăm dò vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Điếm trưởng hình tượng biến cao thâm mặt chắc. Ta hoàn toàn tín nhiệm điếm trưởng. Thiếu nữ tóc vàng gật đầu nói. Tay của Tống Thư Hàng theo hạch tâm thế giới duỗi ra. Trong tay hắn, hơn nhiều một mai kim sắc tiền xu. Đem hắn cái này tiền xu giao cho thiếu nữ tóc vàng, bắt lấy hắn, không muốn buông tay. Phục sinh kim tệ, lục phẩm phía dưới tu sĩ tử vong về sau, cũng có thể thông qua hắn phục sinh, điều kiện tiên quyết là, tại phục sinh phía trước không nên bị nhân thần loại đều diệt. Tỷ như, không thể chết được tại thiên kiếp bên trong. Chết ở dưới thiên kiếp tu sĩ, 99.999% đều là thần hình đều diệt, không còn có phục sinh cùng chuyển sinh cơ hội. Thiên kiếp đại lão, vốn chính là như vậy sâu tồn tại. Thiếu nữ tóc vàng dùng sức bắt lấy kim tệ, ta chết cũng sẽ không buông ra hắn. Đúng, chết cũng không muốn buông ra, Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cánh tay phải như đao, đâm về thiếu nữ tóc vàng phần bụng. Thiếu nữ tóc vàng yếu ớt thân thể. Căn bản không cách nào chống cự tay của Tống Thư Hàng cánh tay. A a a, thiếu nữ tóc vàng hai mắt trợn trừng to lớn, thống khổ đến cực điểm. Thiếu nữ tóc vàng trước mắt xuất hiện đèn kéo quân hình ảnh, nhân sinh của nàng như hỏa cuốn mở rộng, bay nhanh tại trước mắt nàng lướt qua. Tiếp đó, nàng phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Xem dĩ vãng, nhân sinh của nàng quả thực là bi kịch. Từ lúc còn nhỏ lên, nàng liền một mình sinh hoạt tại kỳ quái trong phòng. Bị người truyền thụ đủ loại máy móc cải tạo tri thức. Tiếp đó, là tẩy não kiểu giáo dục. Lại cuối cùng, đợi nàng tuổi thích hợp về sau, đã bị đưa vào được giải phẫu phòng, tiến hành một lần lại một lần máy móc cải tạo. Thương cảm nàng năm đó bị tẩy não quá độ, còn ngây thơ cho rằng máy móc cải tạo là chuyện rất thú vị. Nhưng trên thực tế, máy móc cải tạo sau có rất nhiều chỗ không thích hợp. Tỷ như thân thể của nàng cao là một cái vấn đề lớn. Trải qua cải tạo về sau, đã nhiều năm thời gian, nàng đều không có lại mọc cao. Nàng hiện tại, nghĩ đưa tay với đến chút cao bàn phải điểm lấy mũi chân. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cả đời đều điểm lấy mũi chân đi với bàn cao. Về sau, thật vất vả trốn ra được, lại muốn lo lắng bị tới từ khoa học hệ ẩn hình chiến sĩ đuổi bắt. Rốt cuộc đi tới một nhà hàng, gặp được một vị nhìn như đáng tin, thành thục. Sức chiến đấu bạo biểu điếm trưởng đại thúc. Làm nàng thật vất vả cổ động bản thân, lại để cho tự mình lựa chọn đi tin tưởng vị đại thúc này lúc. Nàng bị đại thúc cho tiêu diệt. Ngay dưới lồng ngực, bị chọc cái động lớn, máu chảy trên đất a. Nếu như hiện tại nàng còn có một chút khí lực lời nói, nàng thật là muốn đứng lên, phẫn nộ mà lật bàn. Không làm, dạng này bi kịch nhân sinh nàng từ bỏ. Thậm chí... nhân sinh của nàng cũng không thể dùng bi kịch để hình dung. Bi kịch thường thường còn có chứa văn nghệ sắc thái đây, tại ở phương diện khác vẫn còn rất cao lớn hơn, có thể thôi người rơi lệ. Bi kịch đại sư có thể truyền lưu thiên cổ. Mà nhân sinh của nàng, có lẽ dùng hành hạ nhân vật chính để hình dung. Cùng bi kịch so với, nhân sinh của nàng một chút cũng không có đáng giá người rơi lệ địa phương. Sẽ chỉ cảm giác, à đây là cái gì đồ chơi. Hoàn toàn lên không đến kích thích nước mắt tác dụng, hành hạ nhân vật chính lúc không thể đổi lại đa dạng sao. A a a kêu thảm sau đó, thiếu nữ tóc vàng ầm ầm ngã xuống đất. Ngực hạch tâm lò phản ứng bị điếm trưởng đại thúc rút đi ra. Hạch tâm lò phản ứng bản thân còn có được một mảnh dài hẹp sợi tơ, những thứ này sợi tơ đồ vật là năng lượng thông đạo, cũng chính là nguyên bản dưa hấu lớn vỏ ngoài. Những năng lượng này thông đạo. Kéo dài tại thiếu nữ tóc vàng thân thể các nơi máy móc cải tạo vị trí, thậm chí có bộ phận sợi tơ còn nối lại lấy nhục thể của nàng. Mà bây giờ,
những thứ này sợi tơ bị điếm trưởng đại thúc cưỡng ép kéo ra ngoài. Ngẫm lại cũng cảm giác đau không được. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Nắm chặt kim tệ, lúc này, điếm trưởng cái kia thanh âm ôn nhu tại nàng bên tai vang lên. Thời điểm này, còn muốn ta nắm ngài tiền, ta kế tiếp đối với ngươi thi triển trì dũ thuật, nếu như thất bại, ngươi sẽ thấy một khối kim tệ ở trên xuống lơ lửng. Ngươi cái gì đều không cần nghĩ, chỉ dùng lựa chọn bỏ tiền là được rồi. Điếm trưởng tiếp tục nói. Đang khi nói chuyện, điếm trưởng tay phải đặt tại trên người của nàng. Một loại rất thoải mái năng lượng tràn vào thân thể của nàng. Giống như người khát lâu ngày gặp gỡ cam lộ, thân thể nàng loại đau khổ này biến mất không thấy gì nữa. Chỉ dũ thuật, liền loại này thần kỳ thủ đoạn đều có. Như vậy, nàng là không phải còn có hy vọng sống sót. Thiếu nữ tóc vàng run rẩy lên tiếng hỏi, điếm trưởng. Ta còn có thể cấp cứu một chút không? Không biết, vì vậy vì bảo hiểm để đạt được mục đích, người muốn nắm chặt kim tệ. Tống Thư Hàng ôn nhu trả lời. Hắn cũng không có thể xác định móc ra hạch tâm lò phản ứng lời nói, thiếu nữ tóc vàng còn có thể hay không sống sót. Nếu như có thể sống sót tự nhiên tốt nhất, trước dùng chỉ dũ thuật kéo lại cái mạng nhỏ của nàng, đến lúc đó đem nàng đưa đến dược sư tiền bối chỗ đó. Lấy dược sư tiền bối thủ đoạn, nhất định có biện pháp đem nàng chữa cho tốt. Nếu như ngộ nhỡ chết lời nói, vậy có phục sinh kim tệ giữ gốc, thiếu nữ tóc vàng còn có thể phục sinh. Bất quá rút cuộc là 10 tháng phục sinh còn là 10 năm phục sinh, liền nhìn vận khí của nàng. Nghe được Tống Thư Hàng cũng không cách nào cam đoan nàng có thể hay không sống sót, thiếu nữ tóc vàng thở dài. Ta, còn có, Di Ngôn, ít nhất chết phía sau, ta nghĩ lại để cho thân thể của mình, lại không bị cầm lấy đi nghiên cứu. Thiếu nữ tóc vàng run rẩy nói, điếm trưởng, ta cho mình lấy trong đó văn tên, ngươi xem Lăng Tiêu cái tên này như thế nào đây. Tống Thư Hàng, nổi danh lời nói, mới tốt lập mộ bia không phải sao. Tên của ta nhất định phải sửa lại, nếu không sợ bị người đào mộ. Điếm trưởng, người dùng ta chung văn tên cho ta lập cái mộ bia được không? Thiếu nữ tóc vàng nói. Nhiều lần qua chỉ dũ thuật, nàng trạng thái tựa hồ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nói chuyện đều trượt rất nhiều. Bất quá. Đối lập, trên người nàng sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Là hồi quang phản chiếu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, kế tiếp chuẩn bị tốt bỏ tiền đi. Còn nhớ rõ ta trong tiệm bạch tiền bối pho tượng sao? Bỏ tiền phía trước trong lòng nhiều mặc niệm một chút bạch tiền bối pho tượng, lại bỏ tiền, ngươi sẽ có vận khí tốt. Tống Thư Hàng nói. Thiếu nữ tóc vàng miệng vết thương, chỉ là biểu hiện ra khôi phục. Nhưng nội bộ thương thế cũng không có kín miệng. Tóc vàng thanh âm của thiếu nữ lần nữa run rẩy lên, điếm trưởng, chúng ta có thể. Không trò chuyện tiền. Cái đề tài này sao? Nàng phát hiện, tại đối mặt tử vong lúc, trong nội tâm nàng vậy mà không có e ngại ý tứ. Rõ ràng ngay từ đầu, vừa nghĩ tới bản thân muốn chết lúc, trong lòng còn rất không bình tĩnh. Nhưng theo điếm trưởng đại thúc mấy cái chỉ dũ thuật đi xuống thời gian, nàng không chỉ thân thể đã hết đau, cũng không sợ hãi. Hơn nữa, rõ ràng là điếm trưởng đại thúc tại trên người nàng chọc cái máu lỗ thủng, nhưng nàng hoàn toàn không có hận điếm trưởng ý tưởng. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thiếu nữ tóc vàng một tay nắm thật chặt phục sinh kim tệ tay kia lặng lẽ giữ chặt Tống Thư Hàng quần áo, thấp lẩm bẩm nói, điếm trưởng đại thúc, nếu như có thể sớm chút gặp gỡ ngươi, vậy hẳn là có bao nhiêu tốt. Nếu như nàng có thể sớm một chút gặp gỡ cường đại điếm trưởng, nhân sinh của nàng sẽ không phát sinh cải biến. Nếu, ta cũng có thể giống như điếm trưởng cường đại như vậy lời nói, vậy hẳn là có bao nhiêu tốt. Nghĩ như vậy lấy. Thiếu nữ tóc vàng ý thức triệt để yên lặng. Cùng một thời gian, trong tay nàng nắm thật chặt phục sinh kim tệ, tản mát ra hào quang. Thấy phục sinh kim tệ có hiệu lực về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, tự đợi đến 10 tháng hoặc là 10 năm về sau, chờ thiếu nữ tóc vàng một lần nữa sống lại. Trước đó, trước đem nàng thu vào hạch tâm thế giới đi. Tống Thư Hàng đưa tay phất một cái, thiếu nữ tóc vàng cùng phục sinh kim tệ. Toàn bộ bị đưa vào đến đông điện trong phòng. Kế tiếp, còn có thứ này phải xử lý. Tống Thư Hàng cầm lấy hạch tâm lò phản ứng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Tại thiếu nữ tóc vàng tử vong lúc, trên bầu trời nguyên bản sắp phủ xuống kiếp vân, liền dừng lại, cùng bắt đầu tiêu tán. Hạch tâm lò phản ứng cộng thiếu nữ tóc vàng, mới tương đương một cái 2 tấn 3 tu sĩ. Hiện tại, cả hai phân chia, túc chủ thiếu nữ tóc vàng sinh mệnh khí tức biến mất.
thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Khá tốt, nếu không lại để cho hạch tâm lò phản ứng trực tiếp đối mặt thiên kiếp lời nói không chừng sẽ bị đánh thành cặn bã đi. Tống Thư Hàng nói, phảng phất là cảm ứng được thiếu nữ tóc vàng tử vong, hạch tâm lò phản ứng những cái kia năng lượng sợi tơ toàn bộ thu nạp. Trong nháy mắt, hắn tại Tống Thư Hàng trong tay một lần nữa biến thành dưa hấu lớn nhỏ. Đã liền lúc trước bị Tống Thư Hàng tinh thần lực dẫn dắt đi ra lực lượng, cũng một lần nữa thu liễm. Bất quá, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, cái này hạch tâm lò phản ứng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn không kém gì trong cơ thể hắn thứ hai kim đan. Nói cách khác, cái đồ chơi này bên trong lực lượng hoàn toàn bị kéo đi ra lời nói, liền tương đương với một cái tu sĩ kim đan sao. Trước đem hắn mang về đi, nói không chừng có thể phát lên công dụng. Loại này khoa học hệ mân mê đi ra rồi lại hoàn toàn không khoa học đồ vật, bạch tiền bối có lẽ sẽ rất có hứng thú. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tung tung cái này dưa hấu lớn nhỏ hạch tâm lò phản ứng. Trọng lượng rất nhẹ, giống như bóng bay, nhẹ nhàng ném đi cũng cảm giác hắn muốn tung bay lên. Ngay tại Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vứt lên hạch tâm lò phản ứng lúc, trong hư không có một cái móng vuốt dò xét đi ra, trực tiếp chụp vào hạch tâm lò phản ứng. Căn này móng vuốt đằng sau, nối lại lấy một cây thật dài dây xích. Tống Thư Hàng nhanh chóng đưa tay, trước giờ một bước bắt lấy hạch tâm lò phản ứng. Ý niệm khẽ động, đem hắn thu vào lắc tay pháp khí bên trong. Đồng thời, hắn tay kia bắt lấy cái kia căn móng vuốt phía sau bổ sung xiềng xích bên trên, mạnh kéo một cái. Trên bầu trời, phảng phất có một tầng kính hình dáng vật thể nghiền nát ra, có một chiếc to lớn mâm tròn hình dáng máy phi hành, bị Tống Thư Hàng man lực cho kéo ra ngoài. Biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, ba đại thối thể công pháp mang cho Tống Thư Hàng ngang ngược lực lượng. Cái này đầu máy phi hành, lúc trước tại một tầng kính hình dáng vật thể che giấu xuống, một mực ở vào ẩn hình trạng thái. Đã sớm phát hiện các ngươi, lén lén lút lút trốn ở một bên, tại trên thân thể che tầng cái chụp, liền thật coi bản thân ẩn thân nữa a. Các ngươi cho rằng trên người mình cái chụp là cái gì cũng có thể bán đại lão chăn đơn a. Tống Thư Hàng cánh tay phát lực. Trên bầu trời, viên kia vòng hình dáng phi hành pháp khí phun ra năm khí lưu, muốn chống cự Tống Thư Hàng man lực. Thế nhưng, phi hành pháp khí đã đem công suất thêm đến lớn nhất, còn là một chút bị kéo hướng đảo nhỏ. 3. Sốt cuộc, cái kia nhìn như cứng rắn xiềng xích đứt gãy ra. Phi hành pháp khí chủ động cầm dây trói ngăn ra, miễn cho bản thân thật bị kéo rơi xuống. Tống Thư Hàng bình tĩnh kéo qua này xiềng xích, lắc lắc phía trên kim loại móng vuốt. Chất liệu không tệ, tại hắn toàn lực lôi kéo phía dưới, này móng vuốt dây thừng cũng không có muốn đứt gãy bộ dạng. Nói không chừng về sau có thể phát lên công dụng. Vậy là, Tống Thư Hàng đem hắn nhận được hạch tâm thế giới. Dù sao hạch tâm thế giới lớn như vậy, không lo không có địa phương thả. Đinh 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 phi hành pháp khí bên trên, phát ra dồn dập tiếng cảnh báo. Sau một khắc, phi hành pháp khí bên trên chiết khấu cabin che mở ra. Một đạo lại một đạo thân ảnh, theo phi hành pháp khí bên trong chui ra. Xiết 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 xiết, bất trung người. Xiết xiết xiết, bất hiếu người, xiết xiết xiết, điện thoại của Tống Thư Hàng tiếng chuông vang lên. Phảng phất là tại vì đám người kia xuất hiện phối âm. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, phát hiện là một cái lạ lẫm điện thoại cố định. Này, người nào a? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không phải quảng cáo bán hàng đa cấp đi. Thư Hàng, vị trí của ngươi chỗ, có cái gì tới gần? Khôi lỗi tiên tử thanh âm theo trong điện thoại truyền ra hẳn là nàng dùng phòng ăn điện thoại. Có thể là lúc trước ngươi vị kia sở tiền bối nói thiên nhân giới chủng tộc, ngươi chú ý né tránh một chút. Tống Thư Hàng, hả, tín hiệu không tốt sao? Khôi lỗi tiên tử hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng, không, đã muộn, đã muộn, đã gặp được, khôi lỗi tiên tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, ừ, ta đưa bọn họ kéo xuống. Ta nói đây, bọn người kia lén lén lút lút núp trong bóng tối, ngắm lấy trong tay của ta hạch tâm lò phản ứng ném móng vuốt. Nguyên lai là những thứ này kim đan kẻ săn thú bọn họ là nghĩ đoạt trên tay của ta lò phản ứng. Hạch tâm lò phản ứng, có thể đem thiên kiếp câu dẫn đến. Từ loại nào mức độ mà nói, cũng chính là hắn đã nhận được chính thức chứng thực, được thiên kiếp làm cho thừa nhận. Đã được thừa nhận, như vậy đem hắn nhìn thành là một viên biến dị kim đan cũng không có lông bệnh. Vì vậy, kim đan kẻ săn thú sẽ nhắm vào hắn, nghĩ cướp đi hắn, cũng liền có thể hiểu được.
nén bi thương, Khôi Lỗi tiên tử nói, người bây giờ một bụng kim đan, ấn người vị kia Sở tiền bối lời nói, đối với cái này cái chủng tộc người mà nói, người thuộc về người gặp người thích loại hình. Nếu như có thể quét sạch ngươi, một hơi có thể kiếm ra vài tấm kim đan, chuỗi cùng một chỗ đều có thể làm chuỗi đeo tay. Hắc, nếu như ta đem tất cả trong đan điền đều ngó một viên đan đến lúc đó trong cơ thể ta đan móc ra, đều có thể xuyên thành dây chuyền. Tống Thư Hàng dương dương đắc y nói. Chúc ngươi may mắn, ta là không giúp được ngươi. Ta hiện tại thân thể là dùng lộn xộn tài liệu chắp vá, hầu như triển khai không có bao nhiêu sức chiến đấu. Khôi Lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng, yên tâm đi, ta cũng không phải là thua thiệt người. Đánh bất quá, ta còn sợ không nổi sao. Ta nếu như nghĩ sợ lời nói, hạch tâm thế giới lớn như vậy, ai cũng ngăn không được ta. Khôi Lỗi tiên tử, treo, để ta nhìn xem những thứ này kim đan kẻ săn thú bổn sự. Tống Thư Hàng dứt lời, tắt điện thoại di động. Trên bầu trời, cái kia mâm tròn phi hành pháp khí bên trên, một người tiếp một người thiên nhân tộc thành viên leo ra. Nho nhỏ mâm tròn phi hành pháp khí bên trong, vậy mà gạt ra 51 cái thiên nhân tộc thành viên. Quá tải quá khoa trương đi, cái này vòng tròn nhỏ máy phi hành, bội thực mà chết cũng liền một cỗ phổ thông 7 chỗ lớn nhỏ, cái này hơn 50 người thiên nhân tộc đều là luyện xúc cốt công. Cái này đều có thể chen vào đây. Hơn nữa, người điều khiển còn chưa có đi ra đây. 50 cái thiên nhân tộc thành viên theo phi hành pháp khí bên trong bò ra về sau, trên không trung tản ra đứng vững. Đã dám chạy đến săn bắn kim đan, vậy bọn họ tự nhiên có tương ứng sức mạnh. Tất cả thành viên đều có thể lăng không mà đứng, một nước ngũ phẩm cảnh giới trở lên. Trong đó có một cái hình thể đặc biệt to lớn thiên nhân tộc, càng là có được lấy lục phẩm chân quân sức mạnh. Chỉ là bởi vì tu luyện hệ thống khác nhau, chúng nó trong cơ thể cũng không có ngưng tụ kim đan. Khả năng đúng là bởi vì này nguyên nhân, chúng nó hâm mộ khát vọng có được kim đan, mới chạy ra đi săn bắn tu sĩ cùng yêu loại đan. Hình thể to lớn thiên nhân tộc thành viên vươn ra hai tay, một mặt uy nghiêm hình dáng. Trên cổ của hắn, treo hai quả sáng loáng kim đan, cái này hai quả kim đan đã bị luyện chế thành pháp khí, có thể vì hắn cung cấp thêm vào linh lực. Tiếp đó còn sót lại 50 cái thiên nhân tộc thành viên phần mặt hai hàng, đứng ở bên cạnh hắn. Thiên nhân tộc hình thái trên cơ bản cùng nhân loại tương tự, bất quá tướng mạo của bọn hắn hầu như lớn lên giống như đúc. Có thể phân chia bọn hắn chỗ bất đồng, có lẽ chỉ có bọn hắn mi tâm phù văn cùng hình thể. Từng cái thiên nhân tộc thành viên mi tâm, đều có một cái phức tạp phù văn thoạt nhìn liền cùng mã hai chiều. Ngũ phẩm cảnh giới kim đan, ồ, nhiều như vậy kim đan. Cái kia lục phẩm thiên nhân tộc thành viên nhìn qua Tống Thư Hàng, dùng chúng nó chủng tộc ngôn ngữ nói. Thân là kim đan kẻ săn thú, bọn hắn nghiên cứu ra một loại phương pháp đặc thù, có thể cảm ứng được mục tiêu kim đan trạng thái. Lục phẩm thiên nhân tộc thấy Tống Thư Hàng thời gian, cảm ứng được Tống Thư Hàng trong cơ thể, vây mà có 4 cái kim đan nguồn phản ứng. Nhất định phải đưa hắn bắt lại, đem hắn là ta năm nay tốt nhất chiến lợi phẩm. So với ta qua vài năm săn giết lấy được phu tộc phu thần huyết còn muốn quý giá. Lục phẩm thiên nhân tộc hưng phấn nói. Bọn hắn săn bắn tu sĩ cùng yêu tộc, thu hoạch kim đan cùng yêu đan. Bất quá có đôi khi, bọn hắn cũng sẽ săn bắn đồng đẳng với kim đan, yêu đan bảo vật. Tỷ như vừa rồi Tống Thư Hàng tay bên trong hạch tâm lò phản ứng đồng đẳng với kim đan cũng sẽ dẫn tới thiên nhân tộc hứng thú. Vì vậy, ngoại trừ tu sĩ cùng yêu tộc bên ngoài, có đôi khi bọn hắn cũng sẽ đối với cổ vu hệ tu luyện giả bán hàng ra, cướp lấy ngũ phẩm cổ vu trong cơ thể ngưng tụ ra tới đây vu thần huyết. Thậm chí bọn hắn còn sẽ đối với cửu u tà ma động thủ, cướp lấy cửu u tà ma trong cơ thể ma hạch. Theo lục phẩm thiên nhân mệnh lệnh, 50 cái ngũ phẩm thiên nhân tay lấy ra trương cường cung, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Thiên nhân tộc săn bắn ngũ phẩm tu sĩ thời gian, yêu thích nhất nhiều ăn hiếp ít người. 50 cái ngũ phẩm cấp đội ngũ đồng loạt ra tay, đối phương cho dù là cảnh giới kim đan người nổi bật, cũng muốn trở thành con mồi. Lúc này, 50 chuôi cường cung tập trung Tống Thư Hàng. Không có nhận ra ta đến. À, lại quên mất, ta thiên hạ không người không biết quân hiệu quả bởi vì phục sinh nguyên nhân, suy yếu. Hiện tại, nếu như Tống Thư Hàng không chủ động đem thánh ấn, mà ấn tế ra tới, thiên hạ không người không biết quân hiệu quả cũng sẽ không được phát động. Lại thêm những thứ này thiên nhân tộc nhìn nhân loại thời gian, có mặt hoang chứng vì vậy không có trước tiên đem Tống Thư Hàng cùng bá Tống Huyền Thánh liên hệ cùng một chỗ. Dù sao, dưới tình huống bình thường,
người nào sẽ đem một vị ngũ phẩm tu sĩ cùng nghìn năm đệ nhất thánh liên lạc với cùng một chỗ. 50 cái ngũ phẩm, một cái lục phẩm, nếu như không mời ra Xích Tiêu kiếm tiền bối lời nói, chính diện đánh khẳng định đánh bất quá. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, cũng không có muốn sợ mức độ, cái kia một thân tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng không phải là ăn chay. Bắn, lục phẩm thiên nhân vung tay lên. Siêu 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 vô số cung tiễn hướng phía Tống Thư Hàng mãnh liệt bắn tới. Những thứ này cung tiễn bên trên bổ sung lấy ngũ phẩm cấp linh lực quấn quanh tại đầu mũi tên bên trên, bổ sung các loại pháp thuật hiệu quả. Kim Sư Vương giả bức tường, Tống Thư Hàng đưa tay triệu hoán. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí Kim Sư Vương giả bức tường hiển hiện, ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt. Đinh 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 mũi tên đuôi lông vũ toàn bộ được vách tường ngăn trở. Đã sớm muốn thử xem loại này phòng ngự phương thức, Tống Thư Hàng nói. Hiệu quả cùng hắn trong tưởng tượng tốt. Tổ hợp pháp khí vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành mặc dù sẽ đưa hắn chủ nhân này ném tới ngoài thành, nhưng phân tán sử dụng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thời gian, có thể cho đến hữu hiệu phòng ngự hiệu quả. Bất quá, mũi tên đuôi lông vũ được ngăn trở một sóng về sau, đợt thứ hai mũi tên đuôi lông vũ chủ động quẹo cua, vượt qua Kim Sư Vương giả bức tường hướng Tống Thư Hàng phóng tới. Kèm theo truy tung công năng, Tống Thư Hàng bên người, Vương Bát chuyên gia thuẫn chủ động hiển hiện, đem tất cả tiễn chi ngăn lại. Nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói, ta chỉ muốn tế ra tứ vương giả bức tường cộng miêu yêu tiên cơ thần môn, có thể nằm bên trong để đi ngủ. Tống Thư Hàng nói, căn bản không phá phòng. Trước cho bọn hắn tới đây nhớ kỹ chơi. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, công đức xà mỹ nhân hiển hiện. Nàng tay trái duỗi ra. Hướng Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên nhấn tới. Tống Thư Hàng con mắt được lấy ra. Tạo hóa tiên tử trở lại tạo hóa pháp vương trên thân đi, vì vậy lần này, đem nho ra thánh nhân chi nhãn nhiệm vụ cũng từ công đức xà mỹ nhân hoàn thành. Xà mỹ nhân đầu ngón tay nhấn một cái, nho ra thánh nhân chi nhãn được chứa vào Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Tuy rằng Tống Thư Hàng bản thân cũng học xong nhìn là mang thai bất quá độ thuần thục không cao. Từ hắn ánh mắt của mình tới đây thi triển lời nói, chỉ có thể đối với cảnh giới thấp hơn mục tiêu của hắn sử dụng, cho dù có thánh ấn, linh quỷ, pháp khí, công đức ánh sáng các loại gia trì, bình thường cũng liền đối với lục phẩm có hiệu lực, hơn nữa tiêu hao có thể so với lớn hơn, trước mắt còn chỉ có thể một trọi một sử dụng. Mà nếu như chất lên nho ra thánh nhân chi nhãn, cái kia nhìn là mang thai liền biến đáng sợ. Càng trọng yếu chính là, còn có thể không giới hạn trong một trọi một. Có thể biến thành phạm vi sử dụng. Chất lên thánh nhân chi nhãn về sau, Tống Thư Hàng mở chừng hai mắt hắn phát hiện mình càng ngày càng thích ứng cái này con mắt. Trên bầu trời, thiên nhân tộc gặp mũi tên đuôi lông vũ được ngăn lại về sau, mũi tên đuôi lông vũ tạm ngừng lại. Bọn hắn bắt đầu đổi lại cường cung, đổi thành uy lực càng lớn công thành nỏ. Thừa dịp bọn hắn đổi vũ khí lúc, Tống Thư Hàng đem Kim Sư Vương giả bức tường rời. Hắn chắp tay tại sau lưng. Niệm hai câu lời kịch, như thế nào là yêu thương? Như thế nào là hiếu thuận? Không có huyền thánh giảng pháp phiên dịch công năng, thiên nhân nhóm nghe không hiểu Tống Thư Hàng tại niệm cái gì. Thế nhưng, Tống Thư Hàng tại niệm lời kịch thời gian tư thái, còn có cái loại này khí chất, đều khiến bọn hắn cảm giác được nhìn quen mắt. Dù cho trong đầu còn không có đem Tống Thư Hàng nhận ra, nhưng thân thể của bọn hắn đã sinh ra một ít không khỏe phản ứng. Tỷ như bụng dưới bắt đầu run rẩy. Ẩn ẩn có chút căng cảm nhận sâu sắc. Dù cho trong đầu không nhớ được, nhưng thân thể của bọn hắn còn là rất thành thật. Thể nghiệm một chút tình thương của mẹ đi, Tống Thư Hàng mắt trái phóng xuất ra quỷ dị hào quang. Bây giờ Tống Thư Hàng sử dụng nhìn là mang thai thời gian, không hề áp lực tâm lý. Đối với hiện tại hắn mà nói, nhìn là mang thai chỉ là suy yếu địch nhân tốt nhất thủ đoạn. Thánh nhân chi nhãn bên trong cái loại này quỷ dị hào quang lóe lên rồi biến mất. Rơi vào những ngày kia người trên thân. Ngày hôm nay, thiên nhân nhóm rốt cuộc nhớ lại đã từng huyền ma giảng pháp thời gian, được bá tống huyền thánh nhìn là mang thai sắp đặt sợ hãi, cùng 10 tháng hoài thai sinh nở mang đến thống khổ. Đối thủ của ngài, bá tống huyền thánh hướng ngài đã phát động ra cực kỳ tàn ác kỹ năng nhìn là mang thai, kỳ hiệu quả là 10 giây mang thai thể nghiệm cộng nửa canh giờ sinh nở thể nghiệm. Chú thích, này kỹ năng lấy cấp bậc của các ngươi, không cách nào miễn dịch. Không cách nào chống cự, không cách nào tránh né, chỉ có nghiến răng gượng chống. 10 giây mang thai thể nghiệm bắt đầu, mỗi một giây bụng căng lớn hơn một tháng phân lượng. Sau một khắc,
thiên nhân nhóm bụng nhanh chóng bành trướng, 10 giây về sau, bụng của bọn hắn đã tăng tới 10 tháng hoài thai phu nhân lớn nhỏ. Nhưng đây là đầu bắt đầu. Mang thai nỗi khổ cũng liền 10 giây. Phía dưới dài đến nửa canh giờ sinh nở nỗi khổ mới thật sự là muốn chết. Nửa canh giờ sinh nở thể nghiệm bắt đầu, kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn đem thể nghiệm đến thế gian vô cùng cực hạn thống khổ đẳng cấp là 12 cấp. Thiên nhân nhóm hai chân như nhũn ra, quỳ trên đất. Kịch liệt sinh nở nỗi khổ, để cho bọn họ sắc mặt trắng bệch. Có người đưa tay, tại trong hư không cầm lấy, giống như làm như vậy có thể giảm bớt nổi thống khổ của bọn hắn. Ngươi là ai, tại sao biết nhìn là mang thai? Lục phẩm thiên nhân lớn tiếng kêu lên. Hắn mà nói Tống Thư Hàng nghe không hiểu. Bất quá vui đùa một chút xem biểu tình đoán câu nói lời nói, chắc là có thể minh bạch ý của hắn. Xem biểu tình, kết hợp với thực tế, đối phương đang nói cái gì lời nói, trên cơ bản có thể đoán cái hơn phân nửa. Nhìn lục phẩm thiên nhân một mặt thống khổ bộ dạng, ánh mắt lại một mực nhìn mình chằm chằm, thần tình hoảng sợ, nghi hoặc. Sẽ không sai hắn hẳn là tại cảm tạ bản thân lại để cho hắn thể nghiệm tình thương của mẹ niềm vui thú đi. Ừ, tuy rằng cảm tạ phương thức khả năng không quá hài hòa. Tống Thư Hàng phảng phất từ lục phẩm thiên nhân con mắt cùng trên hàm răng, đều thấy được MMP mấy cái chữ. Không cần cảm ơn ta, các ngươi không phải kim đan kẻ săn thú sao. Tuy rằng kim đan ta không thể cho các ngươi, coi như là ta kim đan tương đối nhiều, cũng không có thể đào lấy chơi có phải không. Vì vậy, đưa mỗi người các ngươi một cái nguyên anh, không cần khách khí. Theo đẳng cấp mà nói, nguyên anh so với kim đan cao hơn cấp. Tống Thư Hàng khua tay nói quyết định rồi, về sau nhìn là mang thai sửa cái tên, liền kêu đưa ngươi nguyên anh đại pháp nghe càng có khí thế, hơn nữa sẽ có loại lão phu muốn truyền thụ cho ngươi nguyên anh cấp công lực cao lớn bên trên cảm giác. Lục phẩm thiên nhân cũng nghe không hiểu Tống Thư Hàng tại nói cái gì. Sách đến thời gian sử dụng mới hận ít. Ngôn ngữ không thông ở lúc mấu chốt lộ ra đặc biệt bắt gấp. Gia hỏa này cũng biết nhìn là mang thai, nhưng chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Hơn nữa, có được lấy vượt xa hắn cảnh giới cường độ bản mệnh pháp khí. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Gia hỏa này là tu nhị đại, là bá Tống Huyền Thánh con trai. Vì vậy, hắn có thể nắm giữ bá Tống Huyền Thánh độc môn nhìn là mang thai hơn nữa bỏ qua đẳng cấp chênh lệch, ngay cả ta cũng biết chúng chiêu. Hắn những cái kia cường hãn bản mệnh pháp khí, nhất định cũng là bá Tống Huyền Thánh cho hắn phối trí. Lục phẩm thiên nhân trong đầu hiện lên như vậy cái ý niệm trong đầu. Sẽ không sai, gia hỏa này nhất định là bá Tống Huyền Thánh con trai, hơn nữa là con ruột. Sẽ không sai, gia hỏa này là bá Tống Huyền Thánh thân nhi tử, giết chết hắn. Đào hắn kim đan, móc ánh mắt của hắn. Làm xong vụ này, chúng ta lập tức trở về thiên nhân giới. Lục phẩm thiên nhân ôm bụng của mình, trầm giọng nói. Bá Tống Huyền Thánh quá mạnh mẽ, bọn hắn đánh bất quá, cũng không thể trêu vào. Quan trọng nhất là, bá Tống Huyền Thánh đã không có kim đan. Không có kim đan sẽ không có giá trị, bọn hắn không thích. Chúng nó chỉ yêu thương kim đan, những thứ khác cũng không yêu thương. Mà bá Tống Huyền Thánh thân nhi tử, cái này giá trị liền lớn hơn bởi vì, đây là bá Tống Huyền Thánh con trai a. Chỉ cần đem thi thể của hắn mang về, thiên nhân giới rất nhiều thần bí đại lão, liền sẽ mở cờ trong bụng. Huyền ma giảng pháp thời gian, thiên nhân giới 80% trở lên thành viên toàn bộ mang thai. Trong đó liền bao gồm rất nhiều thiên nhân giới thần bí đại lão. Đột nhiên xuất hiện mang thai sỉ nhục, những đại lão này nhóm ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này, nếu như phía dưới có tộc nhân đem bá Tống Huyền Thánh thân nhi tử săn thú. Cái kia khen thưởng gì gì đó, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Làm xong vụ này, chúng ta trở về, mọi người đều có cơ hội tăng lên một cái cảnh giới. Lục phẩm thiên nhân lớn tiếng kêu lên. Trên lý luận mà nói, bọn hắn bây giờ đội hình, quét sạch bá Tống Huyền Thánh con trai tuyệt đối không có vấn đề. Giết chết hắn về sau, chỉ cần lui lại tốc độ nhanh một chút, tránh về thiên nhân giới, liền không cần lo lắng bá Tống Huyền Thánh đến báo thù. Coi như là nghìn năm đệ nhất thánh, nếu là dám vì báo thù đuổi vào thiên nhân giới, cũng chỉ có một con đường chết. Theo hắn kích động, tất cả thiên nhân giấy giụa lấy bỏ lên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, châm lại ý chí chiến đấu, trên mặt càng là lộ ra một loại báo thù vui vẻ cảm giác. Xiết 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 xiết, thiên nhân nhóm nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, cùng kêu lên quát.
Bọn hắn tại não bổ đem bá Tống Huyền Thánh con rùa tàn nhẫn sát hại hình ảnh. Mang thai nỗi khổ, sinh nở nỗi khổ, dựa vào cường đại ý chí có thể sống quá đi, quan trọng nhất là, dù sao đã không phải lần đầu tiên. Lần thứ hai, chung quy là có chút sức miễn dịch. Cỡ lớn cung nỏ nhắm ngay Tống Thư Hàng, đưa hắn tập trung. Mặt khác một đống thiên nhân để cung tên xuống, lấy ra quấn quanh lấy lôi đỉnh cây lao. Sau một khắc, cự nỏ, cây lao, còn có lục phẩm thiên nhân tự tay thi triển kim sắc vòng tròn, hướng phía Tống Thư Hàng giáng xuống. Nhìn là mang thai đều có thể nghiến răng chống đỡ, bất quá vẫn chưa xong, Tống Thư Hàng nói khẽ. Phóng thích xong một phát nhìn là mang thai về sau, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mắt phải phôi thai ngưng thị đã vận sức chờ phát động. Nhìn là mang thai cùng phôi thai ngưng thị thế nhưng là tổ hợp thiên phú. Phôi thai ngưng thị đối tượng, đương nhiên mạnh nhất cỡ lớn lục phẩm thiên nhân. Tống Thư Hàng đang chờ đợi thời cơ. Đinh 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 cự nỏ, cây lao như mưa rơi rơi xuống. Công đức xà mỹ nhân trong miệng thốt ra xích tiêu kiếm, một cái khác phung vẩy lấy theo Tống Thư Hàng cái kia mượn tới tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hắc báo thống soái cờ xí. Hắc báo thống soái cờ xí, là cờ cũng là thương. Trái cờ phải kiếm, nhanh chóng vung vẩy, quấy chọc. Tất cả bắn về phía Tống Thư Hàng tiễn, thương toàn bộ bị công đức xà mỹ nhân ngăn lại. Hoặc là ngăn lại, hoặc là đẩy ra, hoặc là dùng huyền diệu góc độ, trực tiếp đem công kích chọn trở về, phản công trên bầu trời thiên nhân. Tuy rằng thân thể cường độ chỉ có lục phẩm trái phải cường độ, nhưng công đức xà mỹ nhân thi triển đi ra đao thuật cùng thương pháp, có được lấy vượt xa lục phẩm ý cảnh. Xích tiêu kiếm tiền bối mặc dù là kiếm, nhưng hoàn toàn có thể làm đao đến sử dụng. Giờ khắc này, nghiêm túc triển khai thực lực công đức xà mỹ nhân, lại đẹp trai lại xinh đẹp. Trên bầu trời, thiên nhân nhóm không ngừng phát ra kêu thảm. Trong bọn họ, có người bị công đức xà mỹ nhân chọn trở về cây lao cùng cự nỏ bắn bị thương, có bộ phận thành viên tại chỗ đã mất đi sức chiến đấu. Thảm nhất một vị thiên nhân tiểu ca, hắn 10 tháng hoài thai bụng bị cây lao trực tiếp ghim trúng. Bụng bay hơi, phát ra thanh âm kỳ quái. Thế nhưng, bởi vì nhìn là mang thai hiệu quả còn không có tản đi, bụng bị ghim phá về sau, cũng không có thu nhỏ trở về. Ngược lại có loại lực lượng đang không ngừng nạp lớn bụng của nó. Tổng thể bên trên như là một trái bóng da bị đâm cái lỗ nhỏ, bắt đầu bay hơi. Nhưng lúc này còn có một bệ công suất lớn máy bơm hơi đang không ngừng hướng bóng da trong bơm hơi. Kể từ đó, thiên nhân trong bụng huyết dịch giống như suối phun tuôn ra, rừng đều ngăn không được. Chỉ dũ thuật cũng không có tác dụng. Cái này công đức ánh sáng cường đại như vậy. Hơn nữa nhìn đi lên, có chút nhìn quen mắt. MMP, đây không phải bá Tống Thánh công đức nữ đế sao? Ngay cả mình công đức chi thân người phái ra cho con của mình làm hộ vệ. Lục phẩm thiên nhân trong lòng nghẹn khuất. Nhưng đột nhiên, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Cái này xà mỹ nhân công đức ánh sáng, sức mạnh cũng chỉ có lục phẩm trái phải mức độ. Chẳng lẽ là bá Tống Huyền Thánh công đức ánh sáng tiểu phân thân các loại tồn tại? Nếu là như vậy, còn có cơ hội. Hắn đằng sau hậu trường thúc giục bản thân một mai kim luân, khiến nó hóa thành phổ thông cây lao, chuẩn bị đem hắn xen lẫn tại thiên nhân nhóm trong công kích, hướng bá Tống Huyền Thánh con trai đánh lén. Không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng mở ra mắt phải, tập trung lục phẩm thiên nhân. Trên bầu trời, không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có bị công đức xà mỹ nhân ngược lại tổn thương, cũng có động tổn thương quá lớn kéo đến 10 tháng mang thai bụng dưới, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên thế giới, cuồng đao tam lãng chỉ có một cái. Cũng không phải mỗi người đều có thể nâng cao cái phình bụng, còn có thể triển khai bình thường sức chiến đấu. Ít nhất, ngũ phẩm thiên nhân sẽ làm không đến. Đột nhiên, bốn tiếng ngẩng cao tiếng kêu vang lên. Là bá Tống Huyền Thánh thân nhi tử tiếng kêu thảm thiết. Bốn tiếng kêu, lộ ra tương đối có tiết tấu, một tiếng cao hơn một tiếng, lộ ra hết sức thống khổ. Ồ! Có người bắn trúng hắn, thiên nhân tộc thành viên, lập tức trong lòng vui vẻ. Tại thiên nhân nhóm ánh mắt hưng phấn bên trong. Công đức xà mỹ nhân chậm rãi nghiêng người ngã xuống đất, chết rớt. Chết mất lúc trước, nàng còn không có quên đem cái đuôi của mình cuộn lên, đem bản thân cùng Tống Thư Hàng đều bao bọc ở cái đuôi bên trong. Còn sót lại những cái kia cây lao, cự nỏ đều ghim tại cái đuôi của nàng bên trên. Ngũ phẩm thiên nhân, ha ha. Hắn công đức ánh sáng không chịu nổi,
Chúng ta thành công sắp tới. Lục phẩm thiên nhân mừng rỡ kêu lên, thêm chút sức, đem công đức ánh sáng bạo chết. Tống Thư Hàng, tỷ, ta tỷ, người thì thế nào? Vừa rồi chiến đấu không phải rất đẹp trai sao? Trái cờ phải kiếm, thương thuật cùng kiếm thuật cao siêu, ta đều bị ngươi sợ ngây người, làm sao đột nhiên lại muốn chết rồi? Trên thực tế, công đức xà mỹ nhân hiện tại rất đau khổ. Khổ sở muốn chết rồi. Bởi vì, nàng không có kẹt thời cơ. Ban đầu lúc trước, làm Tống Thư Hàng chắp tay tại sau lưng, chuẩn bị thi triển nhìn là mang thai thời gian, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cướp tại Tống Thư Hàng lúc trước, đọc lên như thế nào là yêu thương, như thế nào là hiếu thuận lời kịch. Nhưng hôm nay Tống Thư Hàng mở miệng đặc biệt nhanh, lúc ấy thiên nhân nhóm cung nỏ cũng đã kéo nhanh, nếu như Thư Hàng không thoải mái một chút, thiên nhân nhóm sợ là sẽ không cho hắn niệm lời kịch thời gian, trực tiếp liền một nỏ bắn bạo hắn. Tống Thư Hàng tiết tấu nhanh hơn, dẫn đến công đức xà mỹ nhân không có kẹt thời gian. Đoạt lời kịch thất bại. Tiên tử tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật là muốn chết. Cho nên nàng liền chuẩn bị chết bên trên một chết. Đương nhiên, nàng cũng không có thể nói chết thì chết. Dù sao hiện tại Tống Thư Hàng tại cùng người giao chiến bên trong, tùy tiện chết lời nói, quá trò đùa. Coi như là muốn chết, nàng cũng phải bắt thời cơ. Tỷ như hiện tại. Tống Thư Hàng mắt phải bên trong phôi thai ngưng thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng vừa vặn bắt lấy thời gian chết một thanh. Lấy nàng cao siêu hành động, chấn trụ toàn trường, đem toàn trường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người nàng. Kể từ đó, liền tương đương với cho Tống Thư Hàng đánh cho cái phối hợp. Thừa dịp địch nhân lực chú ý bị hấp dẫn, đúng lúc là Tống Thư Hàng triển khai phôi thai ngưng thị thời cơ tốt nhất. Tống Thư Hàng bắt được cơ hội này. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Mỗi một cái cơ hội đều trôi qua tức thì. Phôi thai ngưng thị thành công phóng xuất ra đi, mục tiêu đúng là lục phẩm thiên nhân. Trước đó lần thứ nhất, Tống Thư Hàng phối hợp với mặt trời nhỏ số hiệu T233 quỹ đạo đả kích, đối với một cái thần quốc ngụy thần phóng ra nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị tổ hợp. Thần quốc ngụy thần biến thành một cây đại thụ, nở hoa, kết quả. Cuối cùng. Hắn thần quốc hạch tâm viễn cổ thiên đình số 111 nhà ăn hóa thành hạt giống, rớt xuống. Hiện tại, cái này viễn cổ thiên đình nhà ăn hạt giống, còn đang ở Tống Thư Hàng trong hạch tâm thế giới, không biết khi nào mới có thể nảy mầm kết quả. Hắn lấy bạch tiền bối giải thích, nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị hiệu quả, là cướp đoạt. Chỉ cần vận khí tốt, có thể từ đối phương trên thân cướp đoạt đến đầy đủ đồ tốt. Vô luận là vật gì, chỉ cần là đối phương trên người có. Thì có tỷ lệ bị lược đoạt đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục phẩm thiên nhân cả kinh nói. Hắn không có hóa thành đại thụ, mà là nhanh chóng hóa đá, trở thành một pho tượng. Ồ, vậy mà không phải hóa thành đại thụ, Tống Thư Hàng nói. Bình thường mà nói, không phải có lẽ dài ra đại thụ, nở hoa kết quả, rơi xuống hạt giống. Hạt giống bên trong thì ẩn chứa Tống Thư Hàng thiên phú năng lực cướp đoạt chiến lợi phẩm sao. Biến thành pho tượng về sau. Chiến lợi phẩm muốn làm sao đi ra? Đừng nói cho ta muốn tượng đá mang thai sinh con a. Hóa đá pháp thuật, thả, lục phẩm thiên nhân điên cuồng thúc giục bọn hắn thiên nhân tộc công pháp, ý đồ khu trừ trên người mình hóa đá. Thế nhưng, thân thể của hắn hóa tượng cùng hóa đá pháp thuật hoàn toàn không phải một cái nguyên lý. Hắn càng là dốc sức liều mạng vận hành công pháp, thân thể hóa tượng tốc độ ngược lại nhanh hơn. Một lát sau, hắn liền biến thành một cái thạch điêu. Hai tay của hắn về phía trước duỗi thẳng, một mặt hoảng sợ hình dáng, bụng dưới cao cao nổi lên. Pho tượng cứ như vậy lơ lửng tại trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh ngũ phẩm thiên nhân nhóm ngây ngẩn cả người. Đừng phát sững sờ, bắn chết bá Tống Huyền Thánh con trai. Hắn lấy kinh nghiệm của ta, này chủng loại giống như nguyền rủa hóa đá pháp thuật, chỉ cần đem thi thuật giả quét sạch, có thể cởi bỏ. Lúc này, một cái kinh nghiệm phong phú ngũ phẩm thiên nhân kêu lên. Bụng phệ ngũ phẩm thiên nhân lần nữa đối với Tống Thư Hàng mở rộng điên cuồng công kích. Thư Hàng đừng đùa, đem cái kia tôn hóa đá pho tượng đoạt lấy tới đây, cái kia đồ chơi tại phát sinh rất thú vị biến hóa, đừng để cho chúng nó chạy trở về. Lúc này, Xích Tiêu kiếm tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Thú vị biến hóa, phải đổi ra bảo bối gì tới rồi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, dứt lời hắn xoay người, theo công đức xà mỹ nhân trong tay nhặt lên Xích Tiêu kiếm tiền bối. Công đức xà mỹ nhân phối hợp buông ra cầm kiếm tay. Muốn sử dụng ngươi sao?
Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích Tiêu Kiếm ha ha cười một tiếng, nếu như ngươi dùng ta thi triển phần thiên hỏa diễm đao lời nói, kém cỏi nhất đều là bát phẩm cấp bậc công kích. Một đao xuống dưới, bọn người kia toàn bộ hóa thành cho bụi, bao gồm pho tượng kia, cũng đừng nghĩ lưu lại. Cái kia có đao thật thương thật đi lên đánh. Tống Thư Hàng dứt lời, trong tay trái tổ vu chúc phúc pháp khí bên trên không gian kỹ năng kích hoạt. Sau một khắc, Tống Thư Hàng hư không tiêu thất tại chỗ. Hiện thân thời gian, hắn đã ở vào thiên nhân nhóm chính giữa. Phân thân, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Tống Thư Hàng theo phía sau hắn bước ra, hai tay của hắn đeo mộc ngưu kiếm khách ái tâm thủ sáo cầm trong tay vô hình đao cổ. Hắc thiết khôi giáp hiện thân, bao trùm tại Tống Thư Hàng trên thân. Ngay sau đó, phân thân lại kích hoạt lên đao ý khôi giáp. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong vương bát chuyên gia thuẫn lơ lửng tại hắn quanh thân, lại để cho hắn triệt để hóa thành thành lũy chiến đấu sắc bén. Chỉ là đứng đấy chỗ đó bất động, thiên nhân nhóm đều rất khó đánh mở trên người hắn tầng tầng phòng ngự. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng á. Tống Thư Hằng nói, đồng thời hắn đưa tay một chút, đem tôm hùm thần chiến xa triệu hoán đi ra, cung cấp công đức xả mỹ nhân thúc dục. Thiên tử theo dưới đất bò lên, tay nàng cầm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hắc báo thống soái cờ xí lấy cờ là thương, điều khiển lấy tôm hùm thần chiến xa, mấy cái lập lòe liền chui vào đến trong nhóm thiên nhân. Chiến xa trùng kích, phối hợp công đức xà mỹ nhân thương thuật, quả thực như mãnh hổ vào bầy dê, hơn nữa là một đám mang thai chạy không nổi dê béo. Đồng thời, Tống Thư Hàng bản thể vẫy tay, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong âm ảnh xà vương thứ, lửa tiên tông sư phất trần, cự lộc lão quân cung, cửu vĩ thiên hồ nỏ, lang nha tê liệt tiễn, mực bạo quân song đao, lão viên thánh sư lợi kiếm, cá heo âm ba cự pháo lần lượt xuất hiện, hiển hiện quanh người hắn. Dã chư phách giả chàng giác từ không trung mà đáp xuống, tại trong nhóm thiên nhân mạnh mẽ đâm tới. Tống Thư Hàng bản tôn toàn lực thi triển ba đại thối thể công pháp. Một đoàn thánh viên phù hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng, trong tay của bọn hắn nâng, lên nho ra bảo điền, bắt đầu vì chủ nhân nỗ lực lên gieo hò khen hay. Mỗi một cái thánh viên, đều có thể mang cho Tống Thư Hàng thánh viên long tượng lực lượng. Nguyên bản liền đang có mang thiên nhân, bị đánh bốn phía tán loạn. Không có khả năng, phổ thông ngũ phẩm không có khả năng cường đại như vậy. Có thiên nhân kêu thảm. Cái này không phải ngũ phẩm tu sĩ, cái này hoàn toàn là viễn cổ bạo long, cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập. Thiên nhân nhóm chỉ có buông tha cung tiễn, cự nỏ, ngược lại sử dụng cận chiến loại hình thủ đoạn cùng Tống Thư Hàng quần chiến. Nhưng bởi vì bọn họ hiện tại đều là có thai chi thân, cận chiến đối với bọn họ mà nói rất bất lợi. Xoẹt, công đức xà mỹ nhân bằng vào tôm hùm thần chiến xa siêu cường trùng kích, trong tay chiến kỳ huy động, một thương đâm vào một cái thiên nhân yết hầu. Tiên huyết phun ra. Cái vị này thiên nhân, đã trở thành lần này trong khi giao chiến, cái thứ nhất chết mất thành viên. Ngay tại hắn chết mất trong nháy mắt, cái kia tôn lục phẩm thiên nhân biến thành trong pho tượng, có một cỗ huyết sắc xúc tu kéo dài đi ra, đâm vào chết mất thiên nhân trong thân thể. Chết mất thiên nhân thân thể, trong nháy mắt bị rút khô, nghiền nát ra, hóa thành một mả óng ánh mảnh vụn, giống như là kính vỡ. Mà pho tượng bên trên huyết sắc xúc tu, phảng phất là một cây cành, nảy mầm, mọc lá, sinh trưởng ra nụ hoa tới đây. Tống Thư Hàng phân thân huy động vô hình đao cổ, dựa vào trên người mình cái kia dày đặc phòng ngự, cứng rắn treo lên công kích của đối thủ. Tới gần đối thủ về sau, một đao kết liễu đối thủ, loại này phương thức tác chiến vô cùng làm cho người ta tuyệt vọng. Đúng lúc này, cái kia tôn lục phẩm pho tượng lại duỗi thân ra một cái mới xúc tu, đâm vào đến ngũ phẩm thiên nhân trong thân thể. Trong nháy mắt, liền đem ngũ phẩm thiên nhân rút khô, hóa thành mảnh vụn. Làm rút lấy thứ hai tôn thiên nhân năng lượng về sau, thạch điêu tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Trong tích tắc, có vài chục tiên huyết xúc tu duỗi ra, điên cuồng ghim hướng mỗi một cái ngũ phẩm thiên nhân. Chỉ cần là trên người có miệng vết thương, xúc tu liền sẽ trực tiếp vào đi. Thiên nhân phát ra rên rỉ. Tống Thư Hàng nhíu mày, thân hình hướng lui về phía sau đi. Phân thân đồng dạng tránh đi. Chỉ có công đức xà mỹ nhân, căn bản không thèm để ý những cái kia huyết sắc xúc tu, nàng điều khiển lấy Hà Long thần chiến xa, tại trong nhóm thiên nhân giết bảy vào bảy ra. Nàng lại không xuất thủ chém giết thiên nhân, mà là dùng hắc báo thống soái cờ xí tiện tay huy động,
dựa vào cao siêu thương pháp, tại thiên nhân trên người chúng kéo lê từng đạo miệng vết thương. Chỉ cần thiên nhân trên thân xuất hiện miệng vết thương, thạch điêu bên trên kéo dài đi ra huyết sắc xúc tu liền sẽ không bỏ qua thiên nhân. Mà giống như có thể phân biệt bằng hữu, máu góc xúc tu sẽ chủ động tránh đi công đức xà mỹ nhân. Mục tiêu của nó, chỉ là thiên nhân. Xích tiêu kiếm tiền bối, đây chính là ngươi nói thú vị biến hóa. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm, cùng ta tưởng tượng có chút khác nhau. Những thứ này huyết sắc xúc tu là vật gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm ha ha cười nói, cổ vu thần huyết, đây là một vị vu lực lượng căn nguyên. Từng tại viễn cổ thời đại lúc trước, cổ vu truyền thừa rất là phồn vinh. Bởi vì thiên địa biến hóa, tăng thêm huyết mạch đoạn tuyệt, cổ vu truyền thừa hôm nay đã còn thừa không nhiều. Vu tu hành so với tu chân cũng muốn chậm chạp gấp mấy lần, khó khăn gấp mấy lần. Cổ vu không tu kim đan, không tu nguyên anh, bọn hắn tu luyện huyết mạch, tu luyện nhục thân, cho nên đối với cổ vu mà nói, huyết thống vô cùng trọng yếu. Ta nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị đem thứ này cho cướp đoạt đi ra. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm nói, không có sai, nguyên bản cái này cổ vu thần huyết bị tầng tầng phong ấn, bị cái vị này lục phẩm thiên nhân siêu tầm lấy. Mà bởi vì thiên phú của ngươi năng lực tác dụng, cổ vu thần huyết phá phong mà ra. Cổ vu nắm giữ lấy quỷ dị vu thuật, cho dù chết về sau, bọn hắn còn có thể trên người của mình, trong huyết mạch lưu lại nguyền rủa. Cái này cổ vu khi còn sống bị thiên nhân chém giết, hắn tại bản thân cổ vu thần huyết bên trong lưu lại, hẳn là nhằm vào thiên nhân nguyền rủa. Đang khi nói chuyện, thạch điêu bên trên duỗi ra huyết sắc xúc tu, đã đem tất cả thiên nhân đều đâm một lần. Tất cả thiên nhân đều vỡ vụn trên đất. Mà thiên nhân nhóm di vật, đều bị Tống Thư Hàng phân thân nhặt lên. Một ít linh thạch, dược phẩm, còn có một loại cùng loại một tấc thu nhỏ túi trang bị như vậy. 50 cái ngũ phẩm thiên nhân, mỗi người đều có như vậy một loại trang bị. Nhìn qua là cái chai hình dáng bộ dáng, có thể đem vật phẩm thu nhỏ tồn trữ đến trong đó. Mỗi chỉ trong bình, đều chứa đống lớn linh thạch, đan dược, cung tiễn, cây lao. Cái này đội thiên nhân hẳn là mới ra tới đây săn bắn, còn chưa tới kịp thu hoạch chiến lợi phẩm, những thứ này trong bình nhỏ không có kim đan tồn tại. Cũng liền chỉ có lục phẩm thiên nhân trên cổ treo hai quả kim đan đến lúc đó phải nhớ phải hái xuống. Tống Thư Hàng đem linh thạch cùng 50 cái bình nhỏ thu vào. Tại tu chân giới, không gian loại hình chữ vật pháp khí rất đáng tiền. Không ít ngũ phẩm tu sĩ cũng không nhất định có thể lấy được pháp khí không gian. Vì vậy, đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, sử dụng cùng loại một tấc thu nhỏ túi các loại pháp khí. Loại này pháp khí, cũng rất đáng tiền. 50 chỉ bình nhỏ, là một bút tài phú. Năm nay lễ mừng năm mới thời gian, cho các đệ tử phát tiền mừng tuổi không cần buồn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó lễ mừng năm mới thời gian, cho đệ tử mỗi người phát một chỉ bình nhỏ. Nếu như thi loli, chúc loli cùng tiểu quả quả cũng đến chúc Tết lời nói, cũng cho cái này mấy tiểu tử kia phát một cái. Dù sao có 50 chỉ nhiều. Hắn mình bây giờ có hạch tâm thế giới cổng chuỗi đeo tay không gian, còn có một chỉ quý giá thỏ hình dáng một tấc thu nhỏ túi loại này cái chai hình dáng pháp khí hắn lấy ra cũng không dùng. Ồ, cái này chỉ phi hành pháp khí bên trong không có điều khiển nhân viên. Không người điều khiển. Lúc này, Tống Thư Hàng phân thân lại nhìn thẳng này chỉ máy phi hành. Hắn cảm giác cái này máy phi hành rất đẹp trai. Không kém tu chân giới lưu hành tiên thuyền kém. Tống Thư Hàng đã sớm muốn một chiếc thuộc về cá nhân tiên thuyền, cái này máy phi hành cải tạo một chút, có thể phát lên công dụng. Cũng có lẽ là người điều khiển cũng là nhân viên chiến đấu, đã cúp. Tống Thư Hàng bản thể suy đoán nói. Hắn đưa tay vung lên. Đem chiếc này phi hành pháp khí trực tiếp kéo vào đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới lớn, chính là như vậy tùy hứng. Thứ tốt cũng có thể hướng bên trong lắp. Thu thập xong chiến trường về sau, Tống Thư Hàng, phân thân, công đức xà mỹ nhân, xích tiêu kiếm tiền bối vây quanh cái kia tôn thạch điêu quan sát. Thạch điêu hấp thu xong 50 vị thiên nhân năng lượng về sau, 50 hộp tay toàn bộ nảy mầm, mọc lá, mọc nụ hoa. Nhìn qua. Lại vẫn rất có nghệ thuật cảm giác. Liền là vị này lục phẩm thiên nhân hóa đá thời gian biểu lộ kinh khủng điểm, ảnh hưởng tới mỹ cảm. Kết thúc, có lẽ muốn kết quả. Xích tiêu kiếm nói. Hắn vừa dứt lời, tất cả cảnh cũng bắt đầu dung hợp được.
cành dây dưa, cuối cùng dung hợp thành một đóa to lớn đóa hoa. Hoa nở một cái chớp mắt, rất nhanh liền điều rơi. Hoa rơi sau đó, để lại một mai óng ánh hạt giống. Hạt giống bên trong, ẩn chứa một giọt kim sắc thần huyết. Đây là hấp thu 50 tôn thiên nhân lực lượng về sau, biến dị cổ vu thần huyết. Đây chính là Xích Tiêu Tử tiền bối nói cổ vu thần huyết rồi a. Tống Thư Hàng vươn tay ra, cái này mới hạt giống rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng, cùng lúc trước phiến cổ thiên đình nhà ăn, bởi vì bị hạt giống bao vây lấy, hắn không cách nào bình thường trực tiếp sử dụng. Muốn đem hắn tìm một chỗ gieo xuống, lại đợi hắn sinh trưởng. Tống Thư Hàng đem hắn thu vào bản thân hạch tâm thế giới, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lục phẩm thiên nhân trên thân. Lục phẩm thiên nhân còn bảo trì thạch điêu trạng thái. Bất quá, theo nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thì hiệu quả tản đi, thạch điêu hóa cũng ở đây giải trừ. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên người nó, trực tiếp đem hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới đông điện phòng tối trong. Mặt khác, vị kia bị sở sở cây Âu, hôn mê chú thuật sư cũng bị Tống Thư Hàng chuyển rời đến đông điện bên trong. Đông điện bên trong, liền thất phẩm tôn giả đều chạy không ra, đem chúng nó nhốt tại trong này, Tống Thư Hàng rất yên tâm. Xử lý xong hai cái tù binh về sau, ánh mắt của hắn lại rơi vào vị kia thiếu nữ tóc vàng trên thân. Chính nàng cho mình lấy trung văn tên là Lăng Tiêu đi. Lại nói, nàng thật biết cái tên này ý nghĩa sao? Không phải giống như rất nhiều ngoại quốc bạn bè như vậy, thấy mấy cái lớn lên tương đối xuất sắc chữ trung, liền kéo qua làm bản thân trung văn tên hoặc hoa văn tại trên thân thể. Tỷ như gì? Thiếu nữ tóc vàng như trước hôn mê bất tỉnh, thân thể của nàng bị phục sinh kim tệ hào quang làm cho bao phủ. Rút cuộc là 10 tháng đây, còn là 10 năm, hay hoặc là, vận khí nghịch thiên, kim tệ đứng lên. Tống Thư Hàng trong lòng nói. Đem hắn ý thức của mình theo hạch tâm thế giới chuyển đi ra ngoài. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, đem ánh mắt của ta đổi về đến đi. Tống Thư Hàng nói. Nho ra thánh nhân chi nhãn rất sâu, nhưng chứa ở trong hốc mắt lời nói, sẽ cảm giác có áp lực. Luôn cảm giác nhìn nhiều người khác liếc, người khác liền sẽ mang thai. Công đức xà mỹ nhân trở lại bên cạnh hắn, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái bên trên. Chuẩn bị gỡ xuống Tống Thư Hàng trong mắt nho ra thánh nhân chi nhãn. Bất quá đột nhiên, Tống Thư Hàng lại đưa tay, ngăn trở công đức xà mỹ nhân lấy con mắt động tác. Công đức xà mỹ nhân một mặt nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Về trước đi, ta cảm giác trong lòng có loại linh cảm hiện lên. Tống Thư Hàng bụng lấy bản thân mắt trái, kim đan cấu đổ linh cảm. Lần này linh cảm, cùng nho ra thánh nhân đề tài có quan hệ. Tống Thư Hàng hôm nay đã sáng tác hai chương tiếp cận hoàn thành kim đan diễn đồ. Như cũ là vĩnh viễn không ẩn rơi thánh thành. Cái kia là thế giới mang đến trung yên thánh kiếm. Người trước là đứng ở hiện thế góc độ, chủ đề là phòng ngự. Khắc họa tại thứ hai kim đan. Người sau là đứng ở cửu u góc độ, chủ đề là tiến công. Khắc họa tại thần khí bảy màu yêu đan. Hai chương kim đan diễn đồ cũng có thể xưng bên trên là đại khí bàng bạc. Có thể nói là kim đan diễn đồ bên trong tinh phẩm. Bất quá lời nói trong nội tâm lời nói, cái này hai loại phong cách vẽ, còn không phải Tống Thư Hàng đáy lòng rất muốn nhất phong cách vẽ. Tống Thư Hàng sâu trong đáy lòng còn không có triệt để hết hy vọng, hắn còn có chút mơ ước áo trắng kiếm khách theo kiếm giang hồ tiêu sái, nhà nho học sinh học đạo thụ nghiệp nho nhã. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Mà bây giờ, cơ hội tới. Trong lòng của hắn mới liên tục không ngừng hiện lên linh cảm. Là một loại cùng nho ra có quan hệ linh cảm, cùng nho ra thánh nhân có chút quan hệ. Lần này, nói không chừng có thể vẽ ra rất tuyệt kim đan diễn đồ tới đây. Đi, nhanh lên trở về, ta khả năng cần bế cái tiểu quan, minh tưởng một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Tống Thư Hàng nói, kim đan diễn đồ linh cảm cùng đốn ngộ giống nhau, không thể bỏ qua. Tống Thư Hàng đem phân thân thu hồi. Mà công đức xà mỹ nhân đưa tay đem Xích Tiêu kiếm tiền bối nắm lên, một cái nuốt vào. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Sau đó, công đức xà mỹ nhân bám vào Tống Thư Hàng sau lưng, ra chỉ tình trạng của hắn. Tống Thư Hàng lấy tốc độ nhanh nhất, trở về nhà kia phòng ăn. Trong nhà ăn không có cái mới khách nhân, hai cái chịu trách nhiệm làm món điểm tâm ngọt người ẩn hình ngồi xổm trong phòng bếp ngẩn người. Bọn họ ký ức bị khôi lỗi tiên tử xóa đi. Hiện tại bọn hắn đang một mặt mộng bức, không biết mình tại sao biết tại đây nhà trong nhà ăn làm món điểm tâm ngọt thầy.
Phòng ăn đã bị khôi lỗi tiên tử sửa chữa đổi mới hoàn toàn, lại quét dọn một lần. Thấy Tống Thư Hàng sau khi trở về, khôi lỗi tiên tử lên tiếng hỏi, sự tình giải quyết xong. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, giải quyết xong, sau đó ta cũng cần bế quan một chút. Muốn tấn cấp, khôi lỗi tiên tử nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng truyền âm nói, ta muốn tiến hành kim đan diễn đồ. Tốt, cái kia đem Sở Sở cho ta mượn, ta lưu lại tiếp tục mở phòng ăn, chờ ngươi đi ra. Khôi lỗi tiên tử gật đầu nói. Tống Thư Hàng cười truyền âm nói, Sở Sở còn đang ở tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, như vậy đi, ta trước tạm thời cho ngươi tùy ý ra vào hạch tâm thế giới quyền lợi, nếu có cần ngươi tiến nhập hạch tâm thế giới tìm Sở Sở đi. Bàn giao hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng tiến nhập hạch tâm thế giới. Chân ngã minh tưởng pháp vận hành, hắn chủ động tiến nhập minh tưởng trạng thái. Một lát sau, ý thức của hắn chuyển rời đến đệ tam đan điền, viên kia công đức toàn hình cầu bên cạnh. Lần đầu lạ, lần hai quen. Tống Thư Hàng đây đều là hồi ba tiến hành kim đan diễn đồ, nếu như tính luôn nhập mộng thiên đế trí nhớ, cái này trở về liền là lần thứ tư kim đan diễn đồ. Quen thuộc không thể lại quen thuộc. Công đức toàn hình cầu đồng dạng tại Tống Thư Hàng trong ý thức biến to lớn, thuận tiện hắn tiến hành kim đan cấu đồ. Tống Thư Hàng đưa tay điểm tại công đức toàn hình cầu bên trên. Toàn cầu không có long văn, bất quá hắn cái kia sáng lạn công đức ánh sáng hội tụ ở tại tay của Tống Thư Hàng bên trong, hóa thành kim đan cấu đồ thuốc màu. Như vậy lần này, muốn vẽ cùng nho ra có quan hệ đề tài. Tống Thư Hàng nói khẽ. Đang vẽ cùng nho ra có quan hệ diễn đồ phía trước, hắn đầu tiên phải muốn trong đầu lối suy nghĩ một chút cùng nho ra có quan hệ sự kiện, cảnh tượng. Tỷ như lần trước đi hàng hỏa chân quân Bạch Vân Thư Viện thời gian, nhìn thấy nho ra thánh địa Vạn Thư Sơn cùng với thánh tịch trì, còn có cái kia hùng vĩ Bạch Vân Thành. Tống Thư Hàng giới hạn vào đối với nho ra trong hồi ức. Ngay sau đó, xuất hiện với hắn trong trí nhớ, là Bạch Vân Thành phi kiếm giới hạn số phi hành hôm nay chỉ tên cửa hiệu phi kiếm giới hạn bay, ngày mai quốc tên cửa hiệu phi kiếm giới hạn bay, ngày kia tề tên cửa hiệu phi kiếm giới hạn bay. Bất quá giới hạn số phi hành không cần sợ, Bạch Vân Thành bên trong còn có tiên tiến vụ vụ phi kiếm phục vụ lão tài xế Bạch mang ngươi ngao du bầu trời. Vạn Thư Sơn hắn mọc chân á, còn biết đùa trồng cây chuối đây, tiếp đó hắn hai cái cánh tay quá nhỏ, trồng cây chuối lúc nứt rời á. Thánh tịch trì trong ẩn núp chư thiên vạn giới lớn nhất bí mật, tại đó có thể nhìn thấy nho ra thánh nhân nhân sinh một lát, thánh nhân sinh ra thời gian rất sâu, khi còn nhỏ rất sâu, thiếu niên thời gian còn là sâu, bước vào tu hành phía sau sâu nổ trời, cảnh giới sau khi tăng lên sâu nổ. Những năm kia, chư thiên vạn giới rút cuộc tìm không ra người nào so với nho ra thánh nhân càng sâu. Tóm lại, thánh nhân bằng sâu phát nổ. Nho ra kim liên thế giới quá bổng, Tống Thư Hàng đều nhớ không rõ bản thân ngày đó chết bao nhiêu lần, nhớ tới còn có bóng ma trong lòng. Tống Thư Hàng xoa nhẹ thái dương. Ni mã, vì sao ta nhớ bên trong cùng nho ra có quan hệ trí nhớ đều như vậy hiếm thấy? Là ta mở ra trí nhớ phương thức không đúng. Muốn chút đừng a. Trên người mình còn có cái gì cùng nho ra có quan hệ trí nhớ? Đáp án tự nhiên là có. Hắn linh quỷ bị nho ra kiếp tiên Lưu Ly Thư Sinh bắt đi, hơn nữa biến mất không thấy. Tâm nhét. Hắn tu luyện nho ra thần công nho ra kim cương thân, vì sao nho ra sẽ có kim cương thân như vậy không phù hợp phong cách vẽ công pháp? Tâm nhét. Hắn thánh viên long lực thần công một nhóm kia hầu tử, mỗi người đều có một quyển nho ra kinh văn. Mỗi lần cùng người đánh nhau thời gian chúng nó liền sẽ mở ra nho ra kinh văn, lớn tiếng vì chủ nhân niệm 666. Tâm nhét. Hắn còn nếm qua nho ra quân tử kim liên hạt sen, đã nhận được một cái dị năng thiệt sán liên hoa. Mỗi lần thi triển đi ra thời gian, có thể biến ra một đóa đặc biệt ăn ngon hoa sen. Phối hợp đao ý thông huyền thảo thời gian, còn có thể biến ra ăn ngon hạt sen. Tâm nhét. Trên người hắn còn có nho ra rất sâu thánh nhân con mắt. Lão Ngưu bức, đeo nó lên, chư thiên vạn giới dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Thư Hàng con mắt mọi người không có mấy cái. Tâm nhét. Lật bàn. Vì sao lại như vậy? Đã nói rồi đấy, nho ra nho nhã quân tử phong cách vẽ đây. Vì sao nho ra bảo vật xuất hiện ở trên người hắn về sau, liền biến thành ghim tâm phong cách vẽ? Không được, mấy thứ này cũng không thể xuất hiện ở kim đan cấu đồ bên trên. Ta muốn vẽ càng cao hơn lớn hơn đồ vật. Tâm bình khí hòa. Đào móc ta sâu trong tâm linh liên quan tới nho ra chân thật nhất hồi ức tốt đẹp. Xuất hiện đi, ta nghĩ muốn nho nhã thư sinh, quân tử bức vẽ.
Tại trong một tích tắc, Tống Thư Hàng trong lòng cái loại này kim đan cấu đổ linh cảm bạo tạc, hắn mở to mắt, ngón tay nhanh chóng tại công đức toàn hình cầu bên trên vũ động. Thánh nhân truyền đạo, chấp trong đó, hay tại duy tinh duy nhất. Quyết định chính là cái này. Thánh nhân giảng pháp, chúng sinh nghe thấy đạo đồ. Chủ đề đã định, kim đan cấu đổ bừng bừng tại giấy. Theo Tống Thư Hàng ngón tay huy động. Núi cao, rừng trúc, ao sen. Một vị khuôn mặt mơ hồ thánh nhân ngồi ở dưới cây, hắn cầm trong tay quyển sách, con mắt hơi trầm xuống, làm giảng pháp hình dáng. Rất tốt, cùng ta muốn hình ảnh giống như đúc. Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Sau đó, tại thánh nhân phía dưới, một vị lại một vị nghe pháp người bị khắc đi ra. Có nhân loại, có yêu tộc, có hải tộc, có tinh quái, thậm chí có cùng loại linh quỷ hư ảo tồn tại. Không chỉ có là dưới đất, trên bầu trời trong tầng mây, cũng ẩn núp từng đạo thân ảnh, ở bên tai lắng nghe thánh nhân giảng pháp. Thậm chí tại trong hư không, có một chút nhuộm tà ác khí tức sinh linh, cũng lặng lẽ ẩn núp, nghe nói ra thánh nhân lời nói. Thánh nhân giảng pháp, chư thiên vạn giới ai cũng có thể tới nghe, mặc kệ chủng tộc, mặc kệ sinh tử, mặc kệ thân phận. Phàm là có tai, phàm là nguyện ý, cũng có thể tới nghe. Cái này tấm kim đan cấu đồ chủ đề đã rõ ràng là dạy học. Tên của nó, cũng đã phù hiện ở Tống Thư Hàng trong lòng. Đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm, hôm nay đã thành thất truyền. Bộ dạng này kim đan cấu đồ, đem trở thành ta vô cùng diễn ý một tấm. Tống Thư Hàng trong lòng vững tin lấy điểm này. Hắn ngón tay còn đang ở không ngừng vẽ phác thảo lấy. Một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện ở nghe pháp người trong đám người. Chỉ cần còn như vậy tiếp tục nữa, hắn hoàn toàn có thể vẽ ra khổng lồ nghe pháp người đội hình, đem chọn khối công đức toàn hình cầu cho nhồi vào. Thời gian cực nhanh. Đại công cáo thành, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Cuối cùng, hắn đưa tay điểm hướng thánh nhân con mắt. Đây là vẽ rồng điểm mắt một bước cuối cùng. Lúc này đây kim đan cấu đồ có loại làm liền một mạch cảm giác. Hoạch định cuối cùng vẽ rồng điểm mắt bút thời gian, cũng không có ngừng tiết cảm giác. Lại thêm hiện tại, trong cơ thể hắn 4 hạt nhân kim đan, mang đến cuồn cuộn không dứt linh lực ủng hộ. Lấy hắn bây giờ linh lực, coi như là vẽ xong cái này một bộ phức tạp kim đan cấu đồ, tiêu hao phương diện cũng hoàn toàn chống đỡ được. Thậm chí hắn cảm giác mình bây giờ linh lực đặc biệt dồi dào, vẽ xong một bộ lại vẽ một bộ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như hiện tại, hắn có thứ 5 kim đan lời nói không chừng có thể hoàn thành 2 đan tổng cộng vẽ hành động vĩ đại. Trạng thái rất tốt, viên này công đức tinh đan rất có thể sẽ trở thành ta đệ nhất bộ vẽ rồng điểm mắt hoàn thành kim đan cấu đồ. Tống Thư Hàng trong lòng có như vậy một loại dự cảm. Ngón tay của hắn kiên định điểm hướng thánh nhân cái kia hơi trầm xuống con mắt. Vẽ rồng điểm mắt xong sau, viên này công đức tinh đan có thể tấn thăng làm lưu ly kim đan, xuống lần nữa một bước liền là độ cái kia lục phẩm thiên kiếp, tấn chức chân quân. Bất quá ta bản mệnh kình đan vẫn chưa hoàn thành kim đan diễn đồ, nếu như công đức tinh đan trước một bước độ kiếp lời nói, có thể hay không dẫn phát cái gì dị biến. Cái kia đến lúc đó, ta có thể hay không độ thiên kiếp. Ta đến lúc đó độ thiên kiếp lời nói. Là một đan một độ đây. Vẫn phải là chờ tất cả đan đều hóa thành lưu ly kim đan về sau, mới có thể độ. Điểm, tay của Tống Thư Hàng chỉ thuận lợi điểm tại thánh nhân mắt trái. Rất thuận lợi điểm lên, như trước không có một tia ngừng tiết cảm giác. Hơn nữa trong cơ thể hắn linh lực như trước dồi dào vô cùng. Lại điểm một con ngươi. Không, coi như là lại điểm cái 100 con ngươi cũng không thành vấn đề a. Ha 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 ha. Cái này sóng ổn. Tống Thư Hàng nhấp lên ngón tay, dùng sức hướng thánh nhân mắt phải điểm đi. Đúng lúc này, công đức tinh đan bên trên thánh nhân, đầu khẽ hướng bên cạnh một bên tránh được Tống Thư Hàng vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút. Tống Thư Hàng, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi, vừa rồi ta công đức tinh đan bên trên thánh nhân, có phải hay không động? Tống Thư Hàng ngẩn người, hắn lần nữa đưa tay, hướng thánh nhân mắt phải điểm đi. Công đức tinh đan bên trên, thánh nhân đầu lần nữa nghiêng một cái, lại tránh được Tống Thư Hàng vẽ rồng điểm mắt bút. Tống Thư Hàng, năm thảo, thật tránh được. Hắn không có nhìn lầm. Hắn hiện tại thế nhưng là tu sĩ, thị lực có bổng. Vừa rồi, vẽ bên trong thánh nhân thật động, còn rất tiêu sái tránh được hắn ngón tay. Công đức tinh đan bên trên bức vẽ, sẽ động.
ta vẽ chính là kim đan cấu đổ đi, là bức vẽ, không phải anime đi, Tống Thư Hằng nói. Nếu là bức vẽ lời nói, vì sao gia hỏa này sẽ động a? Cuối cùng một bút, ta hiện tại linh cảm bạo tạc, không có ngừng tiết cảm giác, trong cơ thể linh lực sung túc. Để ta điểm lên a, Tống Thư Hằng nói. Đúng lúc này, trong tấm hình thánh nhân lại động. Hắn quyển sách trên tay cuốn hơi động một chút, tiếp đó, tại sau lưng của hắn lăng không hiện lên một ít đồ án, đó là từng trích hầu tử bức vẽ, mỗi một cái hầu tử trong tay còn bưng lấy một cuốn nho gia kinh thư. Những thứ này hầu tử miệng lưỡi lúc mở lúc đóng, tuy rằng im ắng, nhưng Tống Thư Hằng giống như đã nghe được một chuỗi 666 tại hắn bên tai vang lên. Sự thật chứng minh, coi như là thánh nhân sau lưng hầu tử, cũng biết hô 666. Tống Thư Hằng, ta nhớ được bản thân không có ở thánh nhân sau lưng vẽ hầu tử đi. Từ đầu tới đuôi, ta sẽ không vẽ qua những thứ này hầu tử đi. Vậy tại sao những thứ này thánh viên sẽ xuất hiện? Ngay sau đó, trong tấm hình, thánh nhân lại há mồm phun một cái, nhiều đóa óng ánh hoa sen hiển hiện, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Tống Thư Hằng, hầu tử xuất hiện, hoa sen cũng xuất hiện, cái kia tiếp được còn có đồ vật gì đó muốn xuất hiện. Lúc này, thánh nhân nguyên bản nửa rủ xuống mắt trái, dùng sức mở ra. Thánh nhân trong ánh mắt, có quỷ dị hào quang hiển hiện. A, à, cái này quen thuộc, quỷ dị hào quang. Đây là yêu hào quang. Nhìn xem thánh nhân mở ra mắt trái, Tống Thư Hằng bên tai giống như vang lên thánh nhân cái kia thanh âm uy nghiêm, như thế nào là hiếu thuận. Như thế nào là yêu thương, bá Tống tiên sinh trong lòng vọt lên một loại bất an dự cảm. Vì sao lại như vậy? Công đức tinh đan kết cấu đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm trong tấm hình, thánh nhân mắt trái quỷ dị hào quang, bao phủ cả tấm kim đan cấu đồ. Yêu hào quang, truyền bá đến chư thiên vạn giới. Vô luận là người, là yêu, là tinh quái, là thực vật, thậm chí là thạch đầu, vô luận là trên bầu trời bay còn là dưới đất bò, hay hoặc giả là trong biển bơi, vô luận là già còn là ít, vô luận là hiện thế còn là cửu u, vô luận đã là cao quý chính là còn là đê tiện. Tại đây đạo yêu hào quang xuống, chúng sinh bình đẳng, người người công bằng. Đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm bên trong, kẻ nghe đạo nhóm bụng, như bóng bơm hơi, im hơi lặng tiếng bành trướng. Quá trình này, như cũ là anime. Kẻ nghe đạo nhóm bụng bành trướng quá trình, như là domino cốt bài hiệu ứng. Theo tiếp cận nhất thánh nhân cái kia một vòng kẻ nghe đạo là khởi điểm, hiện lên một vòng tròn hình dáng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Từng trích bụng bành trướng, tiếp đó đến phiên phía sau hắn tiếp sức, tiếp tục bành trướng. Lại phảng phất là nụ hoa tại mở ra. Một đóa tiếp nối một đóa nụ hoa, có thuận lợi nở rộ. Rất hùng vĩ. Cái giám, một lát sau, kim đan cấu đổ bên trong tất cả kẻ nghe đạo, ôm bụng trên mặt đất, quỳ trên đất. Vẽ im ắng, thế nhưng từng tiếng rên rỉ, rồi lại giống như trực tiếp xuất hiện ở Tống Thư Hằng bên tai, xuất hiện ở linh hồn của hắn, thật lâu không thôi. Tống Thư Hằng, ni mã, ném, vì sao kim đan cấu đổ sẽ theo tranh vẽ biến thành anime? Đây là cái gì nguyên lý? Kim đan cấu đổ tại sao biết động, vì sao? Ta tu chân thời gian ngắn, ngươi cũng đừng gạt ta. Cái này tu luyện giới, liền chưa từng nghe qua sẽ động kim đan cấu đổ được không? Đây không phải là tu chân, cũng không khoa học. Bộ dạng này bức vẽ ý nghĩa đã khẩn trương. Đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm. Không tồn tại. Bộ dạng này kim đan cấu đổ tên có lẽ cải thành run rẩy đi, thế giới cùng bụng dưới. Tiếp nhận thánh nhân yêu thương đi. Làm tất cả mọi người mang thai hoàn tất về sau, công đức tinh đan kết cấu tạm dừng đi xuống. Anime chấm dứt, hình ảnh dừng lại. Tống Thư Hằng cảm giác ý thức của mình đều hư thoát. Tâm tính thiện lương nhét, mệt mỏi quá. Cảm giác bị ghim thấu, hoặc là vạn tiễn xuyên tâm ghim thấu. Cái này tấm kim đan cấu đổ nội dung, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, tuyệt đối. Tống Thư Hằng trong lòng âm thầm thề. Đang lúc hắn suy tư thời điểm. Công đức tinh đan bên trên đồ án lại giống như thời gian rút lui, khôi phục được lúc ban đầu hắn vẽ tốt đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm bức vẽ. Trong tấm hình, thánh nhân vẫn không nhúc nhích. Phía sau hắn không có hồ 666 hầu tử, trong mồm cũng không có phun ra hoa sen tới đây. Thánh nhân hai mắt như trước khẽ buông xuống. Mắt trái bên trong, đã điểm lên con mắt, mắt phải bên trong, còn là trống rỗng. Tống Thư Hằng,
muốn tiếp tục điểm xuống dưới sao? Hắn cảm giác mình linh lực còn rất dồi dào, kim đan cấu đồ linh cảm cũng không có chấm dứt. Trên lý luận mà nói, hắn còn có năng lực đem cái này tấm ảnh bổ sung xong. Điểm, làm gì vậy không điểm, dù sao tâm cũng đã bị ghim thấu, sợ cái gì? Tống Thư Hàng nói. Tiếp đó, hắn đưa tay lại một lần nữa hướng vẽ bên trong thánh nhân mắt phải điểm đi mắt trái đều giờ, mắt phải không điểm lời nói chẳng phải là rất không đối xứng. Rất khó chịu, hắn tay vừa mới vươn đi ra, trong tấm hình thánh nhân lại bắt đầu chuyển động. Đầu hắn nghiêng một cái, tránh thoát Tống Thư Hàng vẽ rồng điểm mắt ngón tay. Ngay sau đó, đầu hắn lại nghiêng một cái, giống như đang gây hấn với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, liên tục lệch ra ba lượt đầu về sau, cả tấm đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm bức vẽ lại bắt đầu động. Cùng bên trên một sóng. Vốn là sẽ hồ 666 hầu tử hiện thân, tiếp theo là thiệt sán liên hoa. Sau đó là tình thương của mẹ ngưng mắt nhìn mắt. Cuối cùng, liền là như domino cốt bài hiệu ứng, bay nhanh mang thai nghe một chút đạo quần chúng. Tống Thư Hàng, một đoạn này động tác, phát ra hoàn tất về sau, lại một lần nữa như dòng nước thối lui, khôi phục là lúc ban đầu đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm bức vẽ. Trong tấm hình, thánh nhân con mắt buông xuống. Mắt trái có mắt, mắt phải nhưng không có quả thực muốn giết chết bắt buộc chứng. Thánh nhân vẻn vẹn là ngồi ở chỗ kia, Tống Thư Hàng đều cảm giác hắn tại không ngừng hướng bản thân khiêu khích. Tới đây điểm ánh mắt ta a, tới đây điểm ánh mắt ta a, điểm chúng cho ngươi ban thưởng, điểm không chúng ta muốn lại đến một đoạn tình thương của mẹ nhìn là mang thai anime. Điểm con em ngươi điểm, Tống Thư Hàng buông tha cho. Trong lòng của hắn đã minh bạch. Có thể là vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một chút thời cơ còn chưa tới. So với việc lúc trước hai khỏa kim đan cấu đồ, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Đệ nhất bước vẽ như cũ là vĩnh viễn không ẩn rơi thánh thành, Tống Thư Hàng đến bây giờ cũng không có lý giải, bản thân thiếu khuyết cái kia một bút đến cùng ở đâu. Thứ hai bước vẽ cái kia là thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm, hắn mơ hồ biết thiếu khuyết chính là cuối cùng boss, nhưng thân là chấn chàng boss muốn dùng như thế nào một bút đến vẽ xong. Hắn hoàn toàn không có đầu mối. Mà cái này đệ tam bước vẽ đã từng tại viễn cổ có 102 thánh nhân âm đã rất rõ ràng, thiếu khuyết một chút liền là thánh nhân mắt phải. Có tiến bộ liền tốt, nói rõ ta không phải dậm chân tại chỗ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Hắn đây là ở tự mình an ủi. Mượn tiến bộ lấy cớ, an ủi một chút bản thân cái kia bị ghim thành tổ ong tâm. Ta thế nhưng là đạo tâm cứng rắn giống như sắt thép nam nhân. Ta có được mấy trăm năm hành sinh, mấy trăm năm hóa thành trình lâm mảnh vụn bị nghiên cứu cô tịch nhân sinh, còn có cái kia lần lượt nhập mộng trải qua. Ta cũng không phải là dễ dàng như vậy bị ghim tâm người. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, ý thức của hắn kiên định rời khỏi kim đan không gian. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, thứ ba. Một ngày mới bắt đầu. Sáng sớm, Lan Tây đảo bên trên mây đen răng đầy. Có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Tống Thư Hàng theo hạch tâm thế gian bên trong đi ra. Cửa phòng ăn còn đóng, còn không có mở ra. Khôi lỗi thiên tử cùng sở sở cũng không gặp mặt bóng dáng. Trong phòng bếp hai vị người ẩn hình chiến sĩ món điểm tâm ngọt thầy cũng không tại. Kỳ quái, đi đâu rồi? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Các nàng cũng không có trở về hạch tâm thế giới. Chẳng lẽ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Ba trong lúc đang suy tư, trong hư không có không gian chấn động truyền đến. Sau đó, có một đạo thân ảnh chật vật chui ra. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Xuyên qua không gian mà đến, đúng là bạch tiền bối phân thân. Lúc này, thân hình của hắn có một nửa đều bằng gỗ hóa, còn dài ra cành mầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sông bí cảnh thời gian, không cẩn thận kích hoạt lên một cái trận pháp. Kỳ quái, lần này vận khí không tốt lắm a. Bạch tiền bối phân thân lẩm bẩm nói. Dứt lời, đem hắn một khối điện thoại hình dáng đồ vật đưa cho Tống Thư Hàng, cái này trước giao cho ngươi tới bảo quản, tiếp đó, Thư Hàng. Về sau nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Nói xong, bạch tiền bối cái vị này phân thân, ba một tiếng, vỡ vụn ra tới đây. Đây là bạch tiền bối phân thân bản thân chủ động giải trừ phân thân. Tống Thư Hàng trong tay cầm lấy cái kia nhìn như điện thoại đồ vật, ước lượng, rất nặng. Lấy bạch tiền bối phân thân vận may còn sẽ ở cái kia trong bí cảnh chịu thiệt.
Cái kia bí cảnh đáng sợ như vậy. Tống Thư Hàng nói thầm. Bạch tiền bối phân thân, mặc dù không có bản tôn như vậy nghịch thiên vô địch số mệnh, nhưng vận may cũng là cao đến không hợp thói thường. Vì vậy, nguyên nhân nên chỉ có một cái. Nhất định là vậy lần phân thân, đem bạch tiền bối bản tôn văng ra làm dò đường khí cụ ác báo. Nói trở lại, bạch tiền bối phân thân thật sự là hiếm thấy. Tựa hồ mỗi lần phân ra tới đây phân thân, tính cách đều có chút khác biệt nhỏ. Có thành thục đáng tin, tỉ như tại thiên kiếp thế giới bên trong xuất hiện mấy cái, có cực độ tìm đường chết, chuyên môn tại bản tôn trên thân tìm đường chết, có mặt không biểu tình, tiếng kêu thảm thiết tuyến cũng không mang chấn động, cũng có hoàn toàn không đáng tin loại hình, tỉ như lần này cái vị này. Mỗi lần phân thân, ngoại trừ lớn lên cùng bạch tiền bối, có được bạch tiền bối tất cả năng lực bên ngoài, tính cách phương diện giống như là đổi một người khác. Mặt khác, vừa rồi cái vị này phân thân cuối cùng câu nói kia, lại để cho Tống Thư Hàng có chút để trong lòng. Nếu có duyên, chúng ta gặp lại, còn sẽ có cơ hội gặp lại sao? Chẳng lẽ, bạch tiền bối phân thân kỳ thật có rất nhiều tính cách loại hình dự phòng. Mỗi lần đi ra, đều là ngẫu nhiên theo rất nhiều tính cách loại hình bên trong rút một cái, lấy ra. Tống Thư Hàng não bổ ra một cái khổng lồ máy bắt em bé. Bên trong chất đầy bạch tiền bối các loại hình tính cách con rối nhỏ. Mỗi lần bạch tiền bối phân thân lúc, tay cơ giới liền sẽ từ trung gian bắt một ra tới đây. Phân thân sau khi kết thúc, lại thông qua máy móc nhét trở về. Lần tới có rảnh hỏi một chút bạch tiền bối đi, Tống Thư Hàng nói. Nói lên bạch tiền bối. Tống Thư Hàng tại trong nhà ăn tìm, bạch tiền bối pho tượng cũng không thấy. Khôi lỗi thiên tử đem bạch tiền bối pho tượng cũng mang đi. Chẳng lẽ là Điền Thiên đảo chủ phái người đã tới, đem các nàng đều đón đi. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, leo lên Cửu Châu nhất hào quần. Hôm nay Cửu Châu một đám trong, rất náo nhiệt. Trong nhóm nói chuyện phiếm ghi lại nhanh chóng đổi mới. Cuồng Đao Tam Lãng, lại nói, các ngươi cũng gặp gỡ tập kích. Ta lúc ấy cùng Dược Sư cùng một chỗ, hai người chúng ta mọi người bị không hiểu thấu tập kích. May mà Dược Sư trên người có một cái mới luyện chế kịch độc pháp khí, dựa vào cái này pháp khí, chúng ta bước lui kẻ tập kích. Giang Tử Yên dùng Dược Sư tài khoản phát biểu nói. Lệ Chi Tiên Tử nói, ta đây vừa cũng thế, không hiểu thấu bị công kích. Ta là cùng hai vị môn phái sư muội cùng một chỗ về môn phái trên đường, bị tập kích. Bất quá kỳ quái chính là, đối phương ngay từ đầu đối với lấy ta hai cái sư muội tấn công mạnh, giống như căn bản không muốn cùng ta tiếp xúc. Chúng ta tại chém giết 6 cái kẻ tập kích về sau, bọn người kia trốn về bọn họ máy phi hành, trốn. Ta hai vị sư muội chịu chút ít tổn thương, ta liền không có truy kích. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, ta đây vừa là ở động phủ bên cạnh, nhận lấy tập kích. Lúc ấy Chu Ly ở bên ngoài tu luyện, bị đột nhiên xuất hiện ra hỏa tập kích. Đột kích người từ 12 vị ngũ phẩm cấp thành viên kết thành. Bị ta toàn bộ chém giết, Bắc Hà tán nhân, ta thật không có gặp gỡ tập kích. Bất quá, ta trước khi đến kiếm cốc chuẩn bị rèn luyện một chút bản mệnh kiếm hoàn uy lực. Trên đường, có một vị ngũ phẩm tán tu đột nhiên nhận lấy tập kích. Lúc ấy ta khoảng cách hắn có đoạn khoảng cách, kẻ tập kích cũng là 12 vị nhiều. Vị kia ngũ phẩm tán tu không có kiên trì bao lâu, đã bị tập sát. Làm như ta đi đến thời gian, những cái kia kẻ tập kích chỉ là nhìn ta liếc, liền vội vàng trốn, cái kia máy phi hành bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Ta không có tới kịp đi đuổi theo. Thất sinh phù phủ chủ, ta tại chạy tới Lan Tây đảo trên đường, cũng nhận được tập kích. Bất quá, kẻ tập kích mới ra tay một sóng, đột nhiên lại thu tay lại, nhanh chóng trốn, toàn bộ hành trình không hiểu thấu. Ta lúc ấy liền thề, nhất định phải đem bọn người kia cho bắt đi ra, treo lên đánh dừng lại, xem bọn hắn rút cuộc là mấy cái ý tứ. Mã, phát xong thề ta liền đã hối hận, không có việc gì phát cọng lông xám thề. Tiếp đó ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong tay ai có người sống sao? Ít nhất để ta biết bọn người kia đến cùng là lai lịch gì. Để ta có thể nhanh lên đem lời thề hoàn thành. Diệt Phượng công tử, ta chỗ này có mấy cái người sống. Ta lúc ấy đang tại phơi cá khô, kết quả đột nhiên có 6 cái một tổ ra hỏa xông tới đánh ta. May mà ta phản ứng nhanh, nếu không ta phơi cá khô đều đã xong. Sau đó, ta cùng cái này 6 cái ra hỏa một cuộc ác chiến, ở giữa, ta lợi dụng hóa thành một bãi, vỡ vụn trên đất bắt sống 3 người sống. Những thứ khác mấy cái trốn. 3 người sống bây giờ còn chứa ở ta trong bình, thất sinh phù đạo hữu muốn lời nói, ta gửi qua bưu điện cho ngươi.
chờ ta theo Lan Tây đảo trở về, theo Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia mang cái tà tu, quay đầu lại liền đi ngươi cái kia lấy cái này mấy cái kẻ tập kích. Thất Sinh Phù phủ chủ nói. Ha 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 ha, nguyên lai các ngươi đều nhận lấy tập kích. Dạng này ta an tâm, ta còn cho rằng chỉ có một mình ta bị không hiểu thấu đánh, trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Bây giờ nhìn đến mọi người đều bị đánh qua, thoáng cái trong nội tâm liền thăng bằng. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Tống Thư Hàng, theo Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối đối với kẻ tập kích miêu tả đến xem những thứ này kẻ tập kích nhằm vào ngũ phẩm cấp tu sĩ xuất thủ, hơn nữa có bay rất nhanh máy phi hành. Tất cả tập kích đều có ngũ phẩm trở lên cảnh giới. Luôn cảm giác cái này thiết lập rất quen thuộc a. Các tiền bối, trong tay các ngươi có những thứ này kẻ tập kích bộ dáng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bắc Hà tán nhân, Thư Hàng online. Bạch tiền bối trở về rồi sao? Ngày hôm qua sẽ trở lại, bất quá là còn là bế quan trạng thái, bị phân thân của hắn truyền đưa tới. Bất quá hôm nay sáng sớm rời giường lúc, Khôi Lỗi tiên tử mang theo Bạch tiền bối pho tượng cùng Sở Sở rời đi phòng ăn. Ta đang chuẩn bị online hỏi một chút Điền Thiên tiền bối cùng Điền Điềm tiền bối, có phải là hắn hay không nhóm đem Bạch tiền bối đón đi? Tống Thư Hàng nói. Bắc Hà tán nhân, đẩy kính mắt biểu lộ nói cách khác, Bạch tiền bối còn là không có ở bên cạnh ngươi. Đồng quái tiên sư, đốt nến biểu lộ Cuồng Đao Tam Lãng, đốt nến biểu lộ Diệt Phượng công tử, đốt nến biểu lộ Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, ta chỗ này có kẻ tập kích thân thể, bất quá ta lúc ấy xuất thủ tương đối một lần nữa. Kẻ tập kích tử trạng tương đối máu tanh, ta đi chụp một cái truyền đi lên. Cần ta đánh cái mosaic trở lên truyền sao? Hoàng Sơn tiền bối vĩnh viễn là như vậy quan tâm. Không cần, mosaic thoạt nhìn sẽ rất quái dị, còn là từ bỏ. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Bên trên ám mục đi. Ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc nói. Một lát sau, Hoàng Sơn tiền bối đem ảnh chụp truyền ra. Kẻ tập kích lớn lên cùng nhân loại trên cơ bản tương tự, khuôn mặt tính toán bên trên tuấn Mỹ, khi bọn hắn chỗ mi tâm có một mai phù văn, lớn lên giống như mã hai chiều. Đồng quái tiên sư, bọn hắn mi tâm, là mã hai chiều sao? Quét quét qua, Cuồng Đao Tam Lãng, không có tác dụng đâu, ta quét qua, không có quét ra bất kỳ tin tức tới đây. Ta lúc ấy vô ích vui vẻ một trận, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật Tam Lãng tiền bối, ngươi còn thực quét a. Sau đó, hắn đưa tay tại trong nhóm đưa vào nói, ta biết một ít tin tức. Bọn người kia là một thứ tên là thiên nhân giới chủng tộc. Là chư thiên vạn giới bên trong thế giới. Bọn hắn thích làm nhất sự tình là săn bắn ngũ phẩm tu sĩ kim đan, cùng với ngũ phẩm yêu thú yêu đan. Nếu như không có thích hợp mục tiêu, bọn hắn cũng biết săn bắn một ít cùng loại kim đan đồ vật. Tỉ như cổ vu huyết mạch hạch tâm các loại. Hơn nữa, chúng nó ưa thích kim đan. Đối với lục phẩm, trên lục phẩm hoặc là tứ phẩm trở xuống tu sĩ, yêu thú liền hoàn toàn không có hứng thú. Săn bắn kim đan, có như vậy một chủng tộc, Lệ Chi tiên tử cau mày. Nếu thật như vậy, kia chủng tộc cùng tu chân giả chính là không chết không thôi quan hệ. Lần tới gặp gỡ, trực tiếp chém giết, tuyệt đối không thể để cho chúng nó đào tẩu một cái. Nguyên lai là thiên nhân tộc, ta tại sách cổ bên trong có nhìn thấy qua liên quan tới sự miêu tả của bọn nó, thiên nhân giới đã thật lâu không cùng thế giới của chúng ta liền thông, bây giờ tu chân giới trẻ tuổi thành viên, không biết chúng nó cũng rất bình thường. Thất Tu Thánh Quân lên tiếng nói. Bắc Hà tán nhân, đương kim thiên đại biến sắp tới. Chư thiên vạn giới thông đạo đều một lần nữa liền thông, phiền toái càng ngày càng nhiều. Hao tổn tâm trí, Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Thất Thu tiền bối có liên quan tới thiên nhân tộc kỹ càng tin tức sao? Sự xuất hiện của bọn nó phương thức, nhược điểm của bọn nó, năng lực. Đoàn người đem số liệu đều phát ta thu xếp một chút, đem số liệu phát đến quần chia sẻ bên trong. Gần nhất, ngũ phẩm cấp đạo hữu chú ý an toàn, xuất hành thời gian tốt nhất kết bạn mà đi, không muốn lạc đàn. Nếu có gặp gỡ thiên nhân tộc có thể chém giết liền tuyệt đối không muốn buông tha một cái. Bọn họ máy phi hành bỏ chạy tốc độ rất nhanh. Chú ý không muốn khiến chúng nó có trốn về máy phi hành cơ hội. Dám lấy tu sĩ kim đan là săn bắn mục tiêu, thật lâu không có gặp gỡ như vậy càn rỡ ra hỏa. Tô Thị A thất tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta đã tấn chức lục phẩm. Sớm biết như vậy, ta nhất định phải một lát tấn chức. Lục phẩm liền không cách nào hấp dẫn những thứ này thiên nhân tộc. Xem ra,
hắn muốn tìm cơ hội cùng trong gia tộc ngũ phẩm hậu bối hợp tác. Đến lúc đó, ngũ phẩm cấp hậu bối ở tiền bối lùa quái, hắn núp trong bóng tối, chờ quái dị thứ nhất là nhảy ra khai quái, nhất định rất thoải mái. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, người cũng gặp được thiên nhân tộc. Chúng ta Linh Điệp đảo thật không có bị tập kích qua. Thiên nhân tộc cường đại sao? Ừ, ta gặp gỡ chính là một chi săn bắn đại đội trưởng. Có 51 đầu thiên nhân tộc, 50 đầu ngũ phẩm, một cái lục phẩm. Tống Thư Hàng trả lời. Săn bắn trong đội ngũ, còn sẽ xuất hiện lục phẩm thiên nhân. Hoàng Sơn nhăn mày lại, đoàn người gặp gỡ đều là ngũ phẩm đội ngũ, hắn theo bản năng cho rằng săn bắn đội ngũ đều là ngũ phẩm. Nếu như còn có lục phẩm săn bắn đội, ngày đó người nguy hiểm đẳng cấp còn muốn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ừ, gia hỏa này bây giờ còn tại ta tư nhân trong không gian nhốt. Nếu như các tiền bối đối với hắn có hứng thú, đến lúc đó có thể kéo nó đi ra tra hỏi một ít tin tức đi ra. Ta cùng hắn hai bên ngôn ngữ không thông, không có cách nào khác giao lưu. Tống Thư Hàng nói. Diệt Phượng công tử, Tống Thư Hàng tiểu tử này, đối mặt 51 đầu thiên nhân, còn đem thiên nhân bên trong cái kia lục phẩm cấp cho đã tóm được. Diệt Phượng thật sâu trầm tư. Nhớ kỹ sớm nhất gặp gỡ Tống Thư Hàng thời gian, hắn là một trong nhóm tiểu manh mới. Khi đó, tiểu manh mới Tống Thư Hàng, còn phải mượn bản thân CPU tu luyện à. Chỉ chớp mắt lúc trước tiểu manh mới đã trưởng thành đến chính diện đánh 50 chỉ ngũ phẩm cộng một cái lục phẩm mức độ. Luôn cảm giác, trong trí nhớ mới sinh Tống Thư Hàng, giống như còn là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Thời gian qua thực nhanh a, a cái rắm. Tiểu manh mới trạng thái Tống Thư Hàng rõ ràng chỉ là ba cái nửa phía trước sự tình. Đối với thọ nguyên dài dòng buồn chán tu sĩ mà nói, 3 tháng vẫn thật là ngày hôm qua sự tình. Diệt Phượng công tử tâm tính thiện lương ghim, mệt mỏi quá thật là muốn lui quần. Hoàng Sơn tiền bối nói, Thư Hàng, lục phẩm thiên nhân có cái gì thủ đoạn công kích? Ách, cái kia, ta nhớ được hắn còn chưa tới kịp xuất thủ. Tống Thư Hàng đưa vào nói, vừa thấy mặt, ta trước thay đổi nho ra thánh nhân chi nhãn, cho bọn hắn tới một phát. Tiếp đó khởi động phòng ngự, ngăn trở cung tiễn cùng cây lao. Thừa cơ hội, ta lại thình lình cho lục phẩm thiên nhân tới một phát phôi thai ngưng thị. Lại nói tiếp, lục phẩm thiên nhân trên người có một cái cổ vu lưu lại nguyền rủa phát huy tác dụng. Tất cả thiên nhân đều tại nguyền rủa quỳ xuống, toàn diệt. Ta lại đem bị nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị hiệu quả hóa đá lục phẩm thiên nhân chuyển rời đến tư nhân thế giới, đưa hắn nhốt lại. Bắc Hà tán nhân, chẳng biết tại sao, đột nhiên, hắn cảm giác những thứ này thiên nhân nhóm có chút thương cảm. Rõ ràng bọn người kia là tu sĩ tử địch, chỉ cần bọn hắn không thay đổi mất săn bắn kim đan mau bệnh, tu chân giới cùng yêu tộc cùng giữa bọn họ liền không chết không thôi. Thế nhưng, nghe xong Tống Thư Hàng miêu tả về sau, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra thiên nhân tộc nhóm ôm phình bụng, tại Tống Thư Hàng dưới ánh mắt run lẩy bẩy hình ảnh. Hoàng Sơn tiền bối nếu như muốn nghiên cứu lời nói, ta đến lúc đó đem lục phẩm thiên nhân gửi tặng cho ngươi. Bất quá, phải đợi Bạch tiền bối xuất quan mới được. Tống Thư Hàng nói. Trăng sáng bao lâu có, nghiên cứu vị này lục phẩm thiên nhân sự tình liền giao cho ta đi. Ta đang chuẩn bị lên đường, hướng Lan Tây đảo đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem Điền Thiên cùng Điền Điềm có hay không có cần trợ giúp địa phương. Cuồng Đao Tam Lãng, trăng sáng bao lâu có là ai? Chúng ta trong nhóm có như vậy số một người sao? Hoàn toàn không có ấn tượng, Hoàng Sơn tiền bối, là mới đạo hữu sao? Trăng sáng bao lâu có? Là Túy Vương cư sĩ a, đồ đần Tam Lãng. Lệ Chi tiên tử nũng nịu nói, cái này đều không nhớ được, cư sĩ sẽ rất thương tâm. Trăng sáng bao lâu có? Thương tâm là cái gì? Với ta mà nói, thương tâm đã sớm là không thể nào chuyện. Bởi vì, ta cũng sớm đã không có tâm có thể đả thương. Vậy giao cho cư sĩ. Hoàng Sơn tiền bối nói. Hoàng Sơn tiền bối đương nhiên cũng quên mất trăng sáng bao lâu có đạo hiệu, đã như vậy, hắn cũng không kêu lên số, chỉ xưng hô cư sĩ đây là tương đối thông minh tác pháp. Túy Vương cư sĩ ngươi không phải chỉ có lục phẩm cảnh giới sao? Ngươi có nắm chắc nghiên cứu cái kia lục phẩm thiên nhân sao? Cuồng Đao Tam Lãng lại hỏi. Thất phẩm, trăng sáng bao lâu có thở dài nói. Túy Vương tôn giả, Cuồng Đao Tam Lãng chấn kinh rồi. Vì sao cư sĩ tấn chức tôn giả, bọn hắn một người cũng không biết. Tấn chức được một khoảng thời gian rồi. Kỳ thật, tấn thăng ngày đó, ta còn tại trong nhóm phát tin tức. Trăng sáng bao lâu có nói.
Bắc Hà tán nhân, có sao, có chuyện này sao, vì sao hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn nhanh chóng mở ra bản thân cuốn sổ. Liền hắn cuốn sổ bên trên, cũng không có ghi lại chuyện này. Chúc mừng cư sĩ, cảnh giới tiến thêm một bước. Bát phẩm đang nhìn, Bắc Hà tán nhân nói. Đoàn người cũng biết, bá vương cư sĩ lớn nhất tâm nguyện liền là tấn chức bát phẩm, nhân tiền hiển thánh, chư thiên vạn giới không người không biết quân, lại cũng sẽ không có người quên hắn đạo hiệu. Hiện tại, cư sĩ đã tấn chức thất phẩm, lấy cư sĩ tư chất, tấn chức bát phẩm cũng có hy vọng. Đúng rồi, nói trở lại. Cư sĩ là mấy long văn, mọi người trong lòng tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng mọi người đều ăn ý không có hỏi tới vấn đề này. Bởi vì hỏi lên, sẽ càng ghim bá giả cư sĩ tâm. Liên quan tới thiên nhân sự tình, mọi người đem tình báo của mình, số liệu, thiên nhân công kích phương thức, toàn bộ nói chuyện riêng phát ta. Ta cho người thu xếp một chút, tóm lại, ngũ phẩm đạo hữu gần nhất đi ra ngoài ngàn vạn cẩn thận. Hoàng Sơn tiền bối tổng kết nói, mặt khác, A Thất, ngươi nếu có muốn đánh thiên nhân kế hoạch, cái kia nghĩ biện pháp chơi đùa một chiếc thiên nhân máy phi hành đến. Ta muốn nghiên cứu một chút thứ này, tranh thủ phá giải một chút hắn cấu tạo. Đến lúc đó, tranh thủ đối mặt thiên nhân lúc, làm được trảm thảo trừ căn, khiến chúng nó không có bỏ chạy cơ hội. Hoàng Sơn rất lý giải Tô Thị A Thất tính cách, gặp gỡ loại càn rỡ thiên nhân, A Thất khẳng định nhìn không được, muốn ra mặt đánh một sóng. Ta thử xem, Tô Thị A Thất nói. Tống Thư Hàng nhìn đến đây, đưa vào nói, cái kia, nếu như là máy phi hành lời nói, ta chỗ này có một chiếc. Vốn là muốn thay đổi tạo một chút, đem hắn đổi thành thiên thuyền. Nếu như Hoàng Sơn tiền bối ngươi cần lời nói, ta nghĩ biện pháp đem hắn gửi cho ngươi. Hoàng Sơn tiền bối, làm gọn gàng, Thư Hàng, nếu quả thật nghiên cứu ra phá giải máy phi hành biện pháp, ngươi lần này phải ghi chép công đầu. Nếu như ngươi muốn thiên thuyền lời nói, đến lúc đó... Ta cho người vì ngươi định chế, hàng đặt theo yêu cầu, một thuyền. Hoàng Sơn tiền bối tại tu chân giới rất có uy vọng, quan hệ cực lớn. Vậy cảm ơn Hoàng Sơn tiền bối, Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn lại nói, A Thất, người bên kia cũng không muốn buông tha bắt máy phi hành. Nghiên cứu phá giải lời nói, nhiều mấy chiếc máy phi hành cùng nhau nghiên cứu, tiến độ có thể so với tương đối nhanh. Thu được, ta đi an bài, ngay lập tức đi săn bắn thiên nhân. Tô Thị A Thất nói. Lo cao về sau, Tô Thị A Thất bắt đầu liên hệ Tô Thị A Thập Lục. Hắn hy vọng Tô Thị A Thập Lục có thể tham gia lần này săn bắn thiên nhân kế hoạch, cái này đối với nàng tương lai mới có lợi. Liên quan tới thiên nhân thảo luận, tạm thời báo một giai đoạn. Tống Thư Hàng, đúng rồi, thiếu chút nữa quên tự ta online mục tiêu. Điền Thiên đảo chủ, Điền Điềm phó đảo chủ, hai vị tiền bối tại tuyến sao. Hắn muốn biết khôi lỗi tiên tử, Sở Sở cùng với Bạch tiền bối pho tượng, có phải hay không đem đến Điền Thiên trên đảo đi. Khôi lỗi tiên tử thời điểm ra đi, liền tấm tờ giấy đều không có để lại. Điền Thiên bọn hắn chỉ sợ bề bộn nhiều việc, hôm nay một mực không có online trả lời tin tức. Bắc Hà tán nhân nói, bọn họ Điền Thiên trên đảo, đúng lúc là một chỗ chư thiên vạn giới tọa độ không gian. Gần nhất, bọn hắn hiểu được bận rộn, thất sinh phù phủ chủ, Thư Hàng tiểu hữu. Ta nhanh đến Lan Tây đảo. Chúng ta trước gặp mặt, đến thời gian ta dẫn người đi Điền Thiên đảo, ta có Điền Thiên đảo vào trận lệnh bài, có thể trực tiếp vào đảo. Tống Thư Hàng trả lời, tốt, thất sinh phù tiền bối. Ta tại Lan Tây đảo phòng ăn, ta đem tọa độ cùng phòng ăn tọa độ phát ngươi. 2 giờ về sau, phòng ăn ngoại chuyển tới tiếng đập cửa. Tống Thư Hàng kết thúc minh tưởng tu luyện, đứng lên tiến đến mở cửa. Ngoài cửa. Thất sinh phù phủ chủ vẫn như cũ, một mặt uy nghiêm biểu lộ, mặc màu đen xinh đẹp áo choàng. Tiền bối, người cuối cùng đã tới. Tống Thư Hàng cười nói. Thất sinh phù phủ chủ thở dài, nói, trên đường lại gặp được một sóng thiên nhân tập kích. Cùng lần đầu, bọn người kia vừa xuất hiện, đánh ta một sóng. Tiếp đó lại đột nhiên chạy thoát rồi. Nếu không phải lúc này đi ra ngoài tương đối gấp, không có đem cường lực phù văn đóng, ta nhất định phải giết chết bọn hắn. Bị bọn hắn lãng phí một ít thời gian, ta nghĩ, thiên nhân nhóm vừa thấy mặt liền trốn, có thể là bởi vì tiền bối trên người của ngươi cái kia thiên hạ không người không biết quân hiệu quả. Tống Thư Hàng nói, thất sinh phù phù chủ hôm nay là ngũ phẩm cảnh giới, bát long văn. Đồng thời, trên người hắn còn mang thánh ấn. Những cái kia thiên nhân nhóm hẳn là cảm ứng được thất sinh phù phù chủ trên thân kim đan khí tức, vui vẻ đã chạy tới,
muốn đánh hắn một sóng, săn bắn hắn kim đan. Nhưng vừa thấy mặt, đột nhiên phát hiện vị này tu sĩ kim đan vậy mà giả heo ăn thịt hổ, là tân tấn huyền thánh thất sinh phù huyền thánh. Vậy là, những ngày này mọi người lại té cứ té đái chạy mất. Thất sinh phù phủ chủ ngẩng đầu ngắm trời, tâm nhét. Khác cửu châu nhất hào quần đạo hữu bị thiên nhân đánh về sau, ít nhất đều có thể chém giết mấy cái. Mà hắn, một cái đầu người cũng không có tới tay. Không nói trước việc này, cái kia tà tu có khỏe không? Thất sinh phù phủ chủ nói. Hắn thi triển một cái bí pháp, bây giờ còn không có chậm đến. Tống Thư Hàng hạc hạc cười một tiếng, đưa tay vẽ một cái, tà chú thuật sư bị theo trong hạch tâm thế giới chuyển đi ra. Vừa xuất hiện, sau khi hạ xuống, tà chú thuật sư mở to mắt, nhìn qua Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ. Thất sinh phù huyền thánh, tà chú thuật sư trong lòng mát lạnh. Lại nhiều thêm một vị huyền thánh. Tiểu tử, còn nhớ rõ năm đó Hổ Nha Sơn bên trên bị ngươi giết làm hại người miền núi sao? Thất sinh phù phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói. Lại là Hổ Nha Sơn sự kiện. Dược Hoàn, lúc này hắn chỉ sợ thật muốn lạnh. Tà chú thuật sư trong lòng lạnh vù vù, cũng không biết có cơ hội hay không, có thể thuận lợi tự sát, về nhà phục sinh. Xem ra, ngươi là không nhớ được, bất quá, ngươi không nhớ được không quan hệ, ta sẽ cho ngươi nhớ lại. Thất sinh phù phủ chủ nói. Dứt lời, hắn móc ra bản thân bút ký nhỏ, ở phía trên vẽ một cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại một cái lời thề có thể hoàn thành. Thất sinh phù tiền bối, gia hỏa này trên thân có thể sẽ có phục sinh bí pháp, người đến lúc đó phòng bị một ít. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói, dựa vào ta phục sinh nhiều lần kinh nghiệm, ta ngửi thấy trên người hắn có cùng loại thủ đoạn khí tức. Ấn ta phỏng đoán, hắn phục sinh thủ đoạn có lẽ rất thấp cấp, đại giới cũng rất lớn, xác suất thành công chỉ sợ cũng rất thấp. Bất quá chung quy là phục sinh thủ đoạn, cần phòng bị hắn tự sát. Nói như thế nào, hắn cũng là sống lại một lần nam nhân. Đối với cái này loại phục sinh thủ đoạn đã có một loại trực giác cảm ứng. Tà chú thuật sư, người thấy phục sinh khí tức là cái gì quỷ? Loại cảm ứng này phục sinh thủ đoạn phương pháp, lại để cho tà chú thuật sư kinh ngạc đến không cách nào hô hấp. Tốt, ta tâm lý nắm chắc, thất sinh phù phủ chủ dứt lời, đưa tay triệu hồi ra mấy đạo phù văn, rơi vào tà chú thuật sư trên thân. Đón lấy. Thất sinh phù phủ chủ lại đưa lên một cái bình nhỏ, giao cho Tống Thư Hàng, đây là lễ vật cho ngươi. Tống Thư Hàng, coi như là ngươi giúp ta bắt được gia hỏa này thù lao. Yên tâm, không phải là cái gì vật chân quý, chỉ là một ít có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Hơn nữa, dược hiệu rất yếu, đối với tu sĩ không có dùng. Ngươi có thể cho người bình thường sử dụng, thất sinh phù phủ chủ nói. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, cảm ơn tiền bối. Đây là thất sinh phù tiền bối chuyên môn vì hắn chuẩn bị lễ vật. Đi thôi, kế tiếp ta dẫn người đi Điền Thiên Đảo. Thất sinh phù phủ chủ nói. Đang khi nói chuyện, điện thoại của Tống Thư Hàng trên có tin tức. Hắn mở ra nhìn qua, là Điền Thiên Đảo chủ phát tới, Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu, người ở đâu, chúng ta đi tiếp ngươi. Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu. Thư Sơn áp lực đại là Tống Thư Hàng sớm nhất nói chuyện phiếm quần nickname. Về sau, hắn tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong quần danh xưng đổi thật nhiều lần. Đã từng có 7 đạo hiệu thay phiên dùng, mà gần nhất dùng tương đối nhiều chính là Bá Tống cùng Bá Đao Tống nhất. Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối, hiện tại cũng sẽ không có người gọi hắn Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu. Trừ phi là đối với Tống Thư Hàng tiến hành nói chuyện riêng thời gian, thấy Tống Thư Hàng tài khoản nickname. Thế nhưng, Điền Thiên Đảo chủ coi như là người quen. Coi như là nói chuyện riêng, cũng không có khả năng xưng hô hắn là Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu mới đúng. Trừ phi, không phải Điền Thiên Đảo chủ bản thân. Bên cạnh, thất sinh phù phủ chủ tế ra một cái ngọc tịnh bình, đem cái kia tà chú thuật sư chứa vào trong bình, nhốt lại. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, phát hiện Thư Hàng biểu lộ có chút không đúng, làm sao vậy? Tống Thư Hàng đem điện thoại di động của mình đưa lên, Điền Thiên tiền bối vừa phát một cái tin tức đến. Bất quá, có lẽ là ta nghĩ hơn nhiều, ta cuối cùng cảm giác Điền Thiên Đảo chủ có thể hay không xảy ra vấn đề. Thất sinh phù phủ chủ thấy Tống Thư Hàng trên tay, Điền Thiên Đảo chủ nói chuyện riêng phát tới Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu đồng dạng nhíu mày. Người trước hồi phục Điền Thiên Đảo hữu, liền nói ngươi hôm nay có việc gấp, lại để cho hắn ngày mai lại đến tiếp ngươi.
Thất sinh phù phủ chủ nói, tiếp đó, ta mang ngươi trực tiếp lên đảo, dù sao ta có chìa khóa. Mặc kệ Điền Thiên đảo chủ có phải hay không chuyện gì xảy ra, dù sao bọn hắn kế tiếp muốn lên đảo, tự mình đi nhìn xem có thể biết nguyên nhân. Tốt, Tống Thư Hàng nói. Hắn đưa tay trả lời Điền Thiên đảo chủ, Điền Thiên tiền bối, hôm nay ta đột nhiên có chút việc gấp. Ngươi có thể ngày mai lại đến tiếp ta sao? Điền Thiên đảo chủ, tốt, Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu. Chúng ta ngày mai gặp lại. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, đem hắn phòng ăn đóng cửa tốt về sau, cùng thất sinh phù phủ chủ hai người ngự kiếm, ngự đao, trực tiếp lướt tới hướng Điền Thiên đảo vị trí. Trên đường, Tống Thư Hàng một mực chú ý hạch tâm thế giới cùng bản thân liên hệ. Vô luận gặp gỡ cái gì nguy cơ, chỉ cần hạch tâm thế giới không có bị che đậy, Tống Thư Hàng cũng sẽ không bị buộc vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó, gặp gỡ nguy hiểm, hắn tiến lên có thể đánh, lui ra phía sau có thể sợ. Nhưng vấn đề là, hắn hạch tâm thế giới có đôi khi sợ so với hắn còn nhanh. Hơi bất cẩn, hạch tâm thế giới trước hết sợ là kính. Vì vậy, tại cảm giác Điền Thiên đảo có thể sẽ gặp chuyện không may về sau, Tống Thư Hàng tùy thời đều chú ý bản thân hạch tâm thế giới biến hóa. Nếu như hạch tâm thế giới trước sợ rồi, hắn lập tức liền mang theo thất sinh phù tiền bối rời đi. Có thể làm cho hạch tâm thế giới sợ tồn tại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại cùng thất sinh phù tiền bối có thể đối phó. Dù sao lần này, tuyệt đối không thể để cho hạch tâm thế giới trước sợ. Điền Thiên đảo cùng Lan Tây đảo khoảng cách rất gần, ngự đao phi hành dùng không được bao lâu có thể đến. Trên đường đi, bình an vô sự. Hạch tâm thế giới cùng Tống Thư Hàng liên hệ rất ổn định, không có muốn sợ dấu hiệu. Đuổi kịp ta, chúng ta muốn hơi tăng tốc độ, thất sinh phù phủ chủ nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời. Lúc này, hắn sử dụng là bảo đao phách toái, vòng bảo hộ cao cao bay lên. Cảm giác an toàn 10 phần, coi như là ngự đao tốc độ nhanh một ít cũng không cần sợ. Giang Nam Đại học thành bên trong Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba cùng Dương Đức phát hiện Tống Thư Hàng hôm nay biến bình thường rất nhiều. Tuy rằng như trước rất cẩn thận, tại một ít chi tiết bên trên lộ ra nữ tử lực lượng 10 phần. Nhưng tóm lại mà nói, đã ở vào bình thường trình độ. Mặt khác, gần nhất Cao Mỗ Mỗ phát hiện Tống Thư Hàng lúc nào cũng tại các đại mua sắm trên website đi dạo, tựa hồ đối với mua qua Internet sinh ra nồng đậm hứng thú. Hắn nhìn đồ vật rất phức tạp, đủ loại đồ vật đều có. Cao Mỗ Mỗ có mấy lần nhẹ qua Tống Thư Hàng sau lưng thời gian, thấy hắn đang mùi ngon nhìn xem mấy khoản xinh đẹp nữ trang. Đương nhiên, nam nhân nhìn nữ trang cũng không phải là cái gì chuyện cổ quái, nói không chừng là đưa cho bạn gái làm lễ vật đây này. Cao Mỗ Mỗ bản thân liền lặng lẽ dùng tiền nhuận bút là nha y mua qua không ít đáng yêu quần áo. Ngoại trừ nhìn nữ trang bên ngoài, Cao Mỗ Mỗ thấy Tống Thư Hàng còn dùng nhiều thời gian hơn đi lục soát một ít dinh dưỡng đất, vàng sao phân hóa học, thông dụng tính thực vật dinh dưỡng dịch thể. Các loại đồ vật. Thư Hàng đây là chuẩn bị tại trong ký túc xá loại cái gì thực vật sao? Thế nhưng không gặp hắn mua qua cái gì thực vật a? Đến, thất sinh phù phủ chủ mang theo Tống Thư Hàng, đáp xuống một mảnh nhìn như phổ thông hải vực. Nơi này chính là Điền Thiên đảo vị trí, bình thường có huyễn thuật trận pháp bao phủ, người bình thường không cách nào nhìn thấy Điền Thiên đảo vị trí. Lúc này, Điền Thiên trên đảo bảo vệ đảo đại trận mở ra, bao phủ toàn bộ đảo huyễn thuật trận pháp tăng cường. Vì vậy, liền tu sĩ cũng không dễ dàng khám phá tầng này huyễn thuật. Thất sinh phù phủ chủ mang theo Tống Thư Hàng đáp xuống tại mặt biển, hắn bóp chỉ tính toán, xác định tọa độ. Đón lấy, hắn đưa tay theo pháp khí không gian bên trong lấy ra một mảnh lá cây hình dáng tấm thuẫn. Đi theo đằng sau ta, chúng ta tiến nhập Điền Thiên đảo. Thất sinh phù phủ chủ nói. Hắn khởi động miếng lá cây này hình dáng tấm thuẫn, tiến nhập cái kia phiến hải vực bên trong. Tống Thư Hàng theo sát tại hắn sau lưng. Cái mảnh này tấm thuẫn là chìa khóa, có được cực cao quyền hạn. Coi như là bảo vệ đảo đại trận mở ra lấy, chỉ cần nắm giữ mặt này tấm thuẫn, tiếp đó tìm đúng tọa độ, có thể tiến nhập Điền Thiên đảo. Mặt này tấm thuẫn cùng thất sinh phù phủ chủ gắn liền, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, những người khác không cách nào kích hoạt cùng sử dụng hắn. Tống Thư Hàng đi theo tại phù chủ sau lưng hành tẩu, bốn phía tất cả đều là sương mù. Lấy hắn bây giờ thị lực, vượt qua một mét phía sau nên cái gì đều nhìn không tới. Trong lúc, hạch tâm thế giới biểu hiện rất ổn định, không có chịu ảnh hưởng. Chắc là hơn 20 giây sau, Tống Thư Hàng phát hiện hai mắt tỏa sáng.
hắn cùng phủ chủ đã xuyên qua bảo vệ đảo đại trận. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh ao nhỏ, ao trên mặt sinh trưởng thành từng mảnh lá sen, lại có mấy đóa các loại màu sắc hoa sen. Hồ nước bên cạnh, có bốn tòa pho tượng ngồi tại. Trái phải hai tòa pho tượng đầu to lớn vô cùng, thân thể rồi lại cực kỳ nhỏ, chỉ có đầu 1/10 lớn nhỏ. Trước sau hai tòa pho tượng vừa vặn trái lại, thân thể to lớn, đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu không nhìn kỹ đều cho là không đầu pho tượng. Bốn tòa pho tượng khoảng cách bên trong, có riêng một dòng suối nhỏ chảy. Có ba dòng suối nhỏ là hòa nhập vào, một cái là chảy ra. Đuổi kịp ta, phủ chủ nói khẽ, hắn thu hồi phiến lá tấm thuẫn, thân hình về phía trước nhảy, rơi vào hồ nước lá sen bên trên. Sau đó chân hắn điểm lá sen, nhanh chóng thường thường chảy ra dòng suối tháo chạy. Tống Thư Hàng thi triển quân tử vạn lý hành thân pháp, theo sát phía sau. Hắn học phủ chủ bộ dạng, nhấc chân tại lá sen bên trên nhẹ một chút, mượn nhờ lá sen sức nổi đi về phía trước. Nhưng mà, chân của hắn điểm tại lá sen bên trên lúc, lá sen bên trên sẽ lăng không nở rộ một đóa màu đen hoa sen, nâng lên thân hình của hắn. Bộ sinh liên. Theo Tống Thư Hàng cảnh giới càng ngày càng cao, bộ sinh liên tiêu hao càng ngày càng thấp, hơn nữa đã thành vì bị động kỹ năng. Có đôi khi Tống Thư Hàng chỉ cần đạp không mà đi, màu đen hoa sen sẽ chủ động hiển hiện. Tống Thư Hàng, tại thất sinh phù phủ chủ dưới sự dẫn dắt, hai người dọc theo dòng suối đi về phía trước, xuyên qua một mảnh trúc lâm, lại trải qua một mảnh bảy ngoặt tám rẽ mê cung trận. Cuối cùng, xuất hiện ở một tòa cổ điển tiên phủ cửa sau. Điền Thiên đạo hữu, ta đến Á, người ở không tại. Thất sinh phù phủ chủ đi vào tiên phủ cửa cổ kính phía trước, lên tiếng nói. Cổ kính trên có hào quang khẽ sáng ngời, xác định thất sinh phủ chủ thân phận. Sau đó, tiên phủ chi môn mở ra. Nơi này chính là Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ động phủ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thất sinh phủ chủ trả lời, nơi đây là Điền Thiên tiên phủ, Điền Điềm tiên phủ tại khác một chỗ. Ồ, ta còn cho là bọn họ hai người sẽ ở cùng một chỗ. Tống Thư Hàng nói. Bởi vì mỗi lần Cửu Châu Nhất Hào Quần nói chuyện phiếm thời gian, Điền Thiên cùng Điền Điềm lúc nào cũng đồng bộ xuất hiện. Lúc trước vừa gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần Tống Thư Hàng, còn chưa tới kịp cùng Vũ Nhu Tử gặp nhau phía trước, đầu làm Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối là trong tiên kiếm hai bệnh đoạn thời gian kia, hắn đều hoài nghi, Điền Thiên cùng Điền Điềm có phải hay không một người có được hai cái nói chuyện phiếm tài khoản cái chủng loại kia. Điền Thiên tiên phủ bên trong, lộ ra vô cùng hiện đại hóa. Thậm chí còn có loại khoa học viễn tưởng cảm giác 10 phần cảm giác. Cùng bên ngoài cái kia cổ điển tiên phủ hoàn toàn là hai loại phong cách vẽ. Thông đạo thường cách một đoạn thời gian, sẽ có một cánh trầm trọng kim loại phòng ngự cửa. Ở trên khắc rõ phòng ngự trận pháp cùng phù văn. Liên tiếp thông qua được 7 cánh phòng ngự phía sau cửa, thất sinh phủ chủ mới ngừng lại được. Phòng ngự cửa không có bị phá hư dấu vết, tiên phủ hệ thống phòng ngự cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Xem ra Điền Thiên đạo hữu bình an vô sự. Thất sinh phủ chủ nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi vào cuối cùng một cánh cửa trước mặt, cười gõ cửa, Điền Thiên đạo hữu, ta đến Á. Mặt khác, ta đem Thư Hàng tiểu hữu cũng cho mang tới. Cuối cùng một cánh cửa, sau nửa ngày đều không có mở ra. Ồ, chẳng lẽ không trong động phủ? Thất sinh phủ chủ nghi ngờ nói. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần. Cho Điền Thiên đảo chủ phát tin tức, Điền Thiên, ở đâu? Ta sẽ không lại loạn thề đạo hữu, ta tại động phủ mình bên trong A. Điền Thiên đảo chủ rất nhanh trả lời. Thất sinh phủ chủ lập tức biến sắc. Cùng Tống Thư Hàng Thư Sơn áp lực đại, ta sẽ không lại loạn thề là thất sinh phủ chủ nói chuyện phiếm tài khoản nickname. Lấy Điền Thiên đảo chủ cùng thất sinh phủ chủ quan hệ giữa, bình thường nói chuyện phiếm, không có khả năng xưng hô như vậy hắn. Thất sinh phủ chủ thu hồi điện thoại, đưa tay đặt tại trước một cánh cửa cuối cùng, liền chuẩn bị cưỡng ép mở cửa ra. Làm đem hắn tay đè trên cửa thời gian, cuối cùng đại môn rầm rầm mở ra. Xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt, là một gian duy nhất 15 mét vuông phòng nhỏ. Trong phòng có một tấm bàn máy tính, một cái ghế. Tiếp đó, trong phòng khắp nơi là cửa, tất cả lớn nhỏ cửa. Những thứ này cửa, hẳn là đi thông tiên phủ các nơi thông đạo. Bàn máy tính phía trước, không có một bóng người. Thất sinh phủ chủ cau mày, nhanh chóng về phía trước. Trước máy vi tính, phần mềm chat mở ra lấy,
đổ bộ lấy Cửu Châu Nhất Hào quần nói chuyện phiếm giới diện. Nói chuyện phiếm giới diện bên trên, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các đạo hữu đang tại nhanh chóng soát bình. Rồi sau đó đài, còn có mấy cái cửa sổ nhỏ. Trong đó có cùng Tống Thư Hàng, Thất Sinh Phù phủ chủ Khung Trát. Còn có cùng Lệ Chi Tiên Tử cùng với mấy vị không phải Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu Khung Trát. Cùng Thất Sinh Phù Khung Trát bên trong, bảo lưu lấy câu kia ta sẽ không lại loạn thề đạo hữu, ta tại động phủ mình bên trong a. Giới diện, Thất Sinh Phù phủ chủ đưa tay, móc ra điện thoại di động của mình, lần nữa cho Điền Thiên Đảo chủ phát tin tức, người người đâu? Đến cùng ở đâu? Lúc này, máy vi tính bàn phím tự động đánh. Điền Thiên Đảo chủ, ta sẽ không lại loạn thề đạo hữu, ta tại gian phòng của mình a. Treo máy nói chuyện phiếm, Tống Thư Hàng cả kinh nói, cỡ nào công nghệ cao? Ta quả nhiên còn là quá ngây thơ rồi, cái gì ngâm quần chuyên dụng phân thân, 24 tiếng đồng hồ vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ. Đều yếu phát nổ, ngâm quần chuyên dụng phân thân cùng 24 tiếng đồng hồ tại tuyến, căn bản so ra kém treo máy nói chuyện phiếm kỹ thuật a. Tống Thư Hàng nói, treo máy còn có thể tự động trả lời, hơn nữa trả lời còn hữu mô hữu dạng ra dáng. Quả thực sâu phát nổ có hay không có? Ngoại trừ sử dụng nói chuyện phiếm đối tượng tên sẽ xuất hiện lỗ thủng bên ngoài, cái này treo máy nói chuyện phiếm công năng quả thực cường hãn đến không cách nào hình dung. Trí tuệ nhân tạo sao? Cao Mỗ Mỗ có lẽ sẽ rất ưa thích cái đồ chơi này, bởi vì đã có thể treo máy nói chuyện phiếm lời nói, cái kia treo máy viết chữ viết nhỏ nói có đúng hay không cũng có thể làm được. Nếu quả thật chính là treo máy nói chuyện phiếm công năng lời nói, có muốn hay không mang một bộ trở về, cho Cao Mỗ Mỗ làm lễ vật? Không. Không đúng, chờ, thần kinh của ta có phải hay không quá thô một chút. Đột nhiên, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện. Bàn phím tại gõ động A, rõ ràng không có ngồi tại máy vi tính, thế nhưng tại nói chuyện phiếm lúc, Điền Thiên Đảo chủ máy vi tính bàn phím tự động tại đánh, tiếp đó chủ động trả lời Thất Sinh Phù phủ chủ tin tức. Vấn đề này cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thật rất kinh dị. Là phim kinh dị trong sẽ xuất hiện cảnh A. Bất quá. Bởi vì Tống Thư Hàng theo tiếp xúc tu chân giới về sau, theo bản năng sẽ đem một ít chuyện kỳ quái đều quy nạp đến đại não ta cũng cần đúc lại thế giới quan bản khối. Vì vậy, có đôi khi, hắn nhìn đến loại này kinh dị sự tình, phản ứng đầu tiên không phải không tốt, muốn sợ vãi tiểu mà là a, ta tam quan lại cần một lần nữa đánh cái miếng vá. Thần kinh có chút thô. Máy vi tính bàn phím tại chính mình động, Tống Thư Hàng nói. Thất Sinh Phù phủ chủ nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, cho Điền Thiên Đảo chủ phát tin tức, hello, Điền Thiên Đảo chủ, người hôm nay muốn hầu tử sao? Điền Thiên Đảo chủ máy vi tính bàn phím lần nữa bản thân bắt đầu chuyển động. 3333, tiếp đó trả lời Tống Thư Hàng tin nhắn, Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu, người đang nói cái gì? Ta tại sao phải hầu tử? Người ngày mai lúc nào có rảnh, ta đi tiếp ngươi. Trả lời hữu mô hữu dạng ra dáng, ngoại trừ trích dẫn sai rồi tên bên ngoài. Hình tượng này, nếu như phối hợp âm trầm âm nhạc, vững chắc phim kinh dị. Đây tuyệt đối không phải là cái gì treo máy nói chuyện phiếm công năng. Tống Thư Hàng xác định nói. Đồng thời, hắn nghĩ tới khác một loại khả năng. Đây là tu chân thế giới, một ít không khoa học sự tình, có thể theo tu chân phương diện đi giải thích. Tỷ như, một tảng đá cũng có lẽ thành tinh. Trở thành thạch cự nhân. Tỷ như, một tấm ngân phiếu cũng có thể thành tinh, trở thành ngân phiếu đại tiên. Thậm chí, cái mền cũng có lẽ có cơ hội thành tinh, tỷ như cái gì cũng có thể bán đại lão, luôn cảm giác cái mền mới là hắn bản thể. Vì vậy, một dàn máy vi tính có thể hay không thành tinh, máy vi tính tinh, Tống Thư Hàng nói. Trên lý luận mà nói, một kiện đồ vật thành tinh cần thật lâu thời gian. Đặc biệt là loại này không có sinh mệnh vật chất muốn sinh ra ý thức, càng là khó càng thêm khó. Giống như trước mắt loại này cỡ nhỏ máy vi tính, xuất hiện thời gian còn rất ngắn. Hắn thỏa mãn thành tinh điều kiện sao? Hoặc là, hắn có cái gì đại cơ duyên, tại ngẫu nhiên dưới tình huống, ra đời thuộc về hắn trí tuệ của mình? Không có khả năng, nếu như thành tinh lời nói, chúng ta thoáng cảm ứng một chút có thể cảm ứng ra tới đây. Thất Sinh Phù phủ chủ nói. Hắn sờ sờ cằm, quan sát đến bốn phía. Toàn bộ gian phòng rất chỉnh tề, không có chút nào hỗn loạn. Ngoại trừ cái này đài mở ra lấy, sẽ tự động trả lời bạn bè máy vi tính bên ngoài, liền lại không có bất kỳ khác thường. Có lẽ Điền Thiên đi ra,
chúng ta đến trên đảo địa phương khác tìm một chút nhìn xem Điền Thiên đạo hữu có ở đấy không. Phủ chủ nói. Phủ chủ đang khi nói chuyện, rồi lại thấy Tống Thư Hàng đột nhiên chuyển hóa làm sương mù hình thái. Tiếp đó, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại cái này máy tính bên trên. Từ khi phát hiện mình sương mù hình thái có thể miễn dịch giám định bí pháp mang đến miệng vết thương tác dụng phụ về sau, Tống Thư Hàng sử dụng lên giám định bí pháp càng thêm không kiêng nể gì cả. Dù sao thân thể sẽ không lại bị thương, nhiều nhất trên tinh thần bị đau xót. Nhưng đối với Tống Thư Hàng mà nói, trên tinh thần thống khổ đã là mưa bụi, không đáng kể chút nào. Thậm chí, mỗi ngày không đau bên trên như vậy vài lần, hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên máy vi tính, giám định bí pháp mang đến miệng vết thương, có sương mù theo trên người hắn phun ra đi. Bất quá chỉ cần ý niệm khẽ động, những thứ này sương mù lại sẽ trở về. Tống Thư Hàng giải trừ sương mù hình thức nghiến răng nghiến lợi. Sau một khắc, giám định bí pháp tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Điền Thiên đạo trưởng cá nhân máy vi tính, từ Điền Thiên đạo trưởng tự tay lắp ráp, cùng đối với máy vi tính đã tiến hành trình độ nhất định củng cố. Cái này máy tính chủ yếu dùng để cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu liên hệ, cùng với mua sắm, giải quyết ảnh chụp sử dụng. Ghi chú, tại ổ em mục nhỏ thu âm nhạc nhạc phổ bài hát tiếng Anh phổ Anh văn phiên dịch Trung văn nhạc phổ xuống, có một cái muội muội của ta đáng yêu nhất cặp văn kiện. Bên trong chân tàng lấy Điền Điềm tiên tử từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Là Điền Thiên đạo trưởng chân quý nhất bảo vật, Tống Thư Hàng, làm sao vậy, phát hiện cái gì sao? Thất Sinh phủ chủ lên tiếng hỏi. A, phát hiện một điểm đồ vật, Điền Thiên đạo trưởng, hết thuốc chữa. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Thất Sinh phủ chủ, không có việc gì, ta nói hết thuốc chữa là chỉ hắn có chút ưa thích cá nhân phương diện. Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói. Hắn tiếp tục thúc giục giám định bí pháp hiệu quả. Hắn muốn cũng không phải là tìm được muội muội của ta đáng yêu nhất cặp văn kiện tin tức, hắn muốn giải cái này máy tính vì sao có thể tự động gõ bàn phím trả lời người khác phát biểu. Điền Thiên đạo trưởng một chút tàn hồn còn sót lại tại máy vi tính bên cạnh, lấy đặc thù phương thức tồn tại, ký sinh với hắn bản thân tự tay cải tạo trong máy vi tính. Lại một đạo tin tức, hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Tàn hồn, Tống Thư Hàng biến sắc. Tàn hồn loại vật này, chỉ có chết mất phía sau mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, chết mất phía sau liền nguyên vẹn hồn phách đều không thể bảo trì, chỉ lưu lại một bộ phận hồn phách mới kêu tàn hồn. Lần này lại phát hiện cái gì? Thất Sinh phủ chủ gặp Tống Thư Hàng sắc mặt đại biến, trong lòng vọt lên không ổn dự cảm. Cái này máy tính bên cạnh, còn sót lại lấy Điền Thiên tiền bối một bộ phận tàn hồn. Lấy một loại đặc thù phương thức tồn tại, ký sinh tại trong máy vi tính. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Làm sao có thể, nếu như là tàn hồn lời nói, chúng ta vì sao không có chút nào cảm giác? Thất Sinh phủ chủ đưa tay, đặt tại trên máy vi tính. Tinh tế cảm ứng. Một lát sau, hắn đột nhiên biến sắc. Tại máy vi tính hạch tâm một cái củng cố trong trận pháp, vậy mà thật còn sót lại lấy một đám tàn hồn, là Điền Thiên đảo chủ khí tức. Điền Thiên có lẽ có phục sinh chuẩn bị ở sau, nếu như lầu một này tàn hồn còn bảo trì, hắn có lẽ còn có cơ hội phục sinh. Thất Sinh phủ chủ nhanh chóng nói. Đồng thời, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Điền Điềm phó đảo chủ điện thoại. Điền Thiên đã xảy ra chuyện lời nói. Cái kia Điền Điềm đây. Trong điện thoại, không có đã kết nối thanh âm. Cái này thật sự là xấu nhất khả năng, Điền Thiên đảo thật đã xảy ra chuyện. Thất Sinh phủ chủ trầm giọng nói, hắn trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Tống Thư Hàng lại một lần nữa câu thông bản thân hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới còn không có sợ điều này đại biểu lấy, ít nhất hiện tại hắn cùng Thất Sinh phủ tiền bối, còn là an toàn. Thất Sinh phủ chủ nhanh chóng tại Cửu Châu Nhất Hào quần trong phát tin tức, Điền Thiên đảo đã xảy ra chuyện, người nào có bảo hộ hồn phách thủ đoạn. Mời lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trước Điền Thiên đảo tới đây. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, Điền Thiên đảo đã xảy ra chuyện. Thế nhưng vừa rồi, Điền Thiên đạo hữu còn đang ở cùng ta giao lưu a. Điền Thiên chết rồi, chỉ để lại một đám tàn hồn. Ta chỉ dẫn theo một tấm bảo hộ hồn phách không tiêu tan phù văn. Trong tay cũng không có chế phù tài liệu. Vì vậy, người nào có thể bảo toàn hồn phách thủ đoạn, mau lại đây Điền Thiên đảo. Điền Thiên khi còn sống khẳng định có lưu trọng sinh pháp, bảo trụ cái này sợi tàn hồn, hắn còn có phục sinh hy vọng. Thất Sinh phủ chủ nhanh chóng đưa vào nói. Lúc này,
Tống Thư Hàng lại thấy máy vi tính bàn phím 333 gõ động. Điền Thiên đảo chủ, cái gì? Ta chết rồi, ta không phải khá tốt tốt sao? Ta sẽ không lại loạn thể đạo hữu, người ngã bệnh sao? Cuồng đao Tam Lãng, Lệ Chi tiên tử, lúc trước, Tam Lãng cùng Lệ Chi quả vải cũng cùng Điền Thiên đảo chủ hàn huyên vài câu. Tam Lãng cùng Lệ Chi quả vải, nickname liền là đạo hiệu, vì vậy cũng không có phát giác ngoài ý muốn tới đây. Mà bây giờ, vừa nhìn thấy Điền Thiên đảo chủ phát biểu, lập tức cũng cảm giác ra dị trạng. Điền Thiên cùng thất sinh phù đạo hữu quan hệ vô cùng tốt, hắn không có khả năng xưng thất sinh phù là ta sẽ không lại loạn thể đạo hữu. Hằng Hỏa tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, muốn nói am hiểu hồn phách chi đạo, muốn mời mấy vị này đạo hữu Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, tấn chức đại thánh nữ Đông Phương Lục, thất thu thánh quân. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, ta cũng cần một chút thời gian giải quyết trong tay sự tình, lại tiến về trước Lan Tây đảo. Đại La giáo bên cạnh có một cái chư thiên vạn giới thông đạo, Vũ Nguyệt chân quân gần nhất đang đau đầu việc này. Nàng khả năng ra không được, ta trước lên đường đi, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ cái gì. Nói thật, ta đối với công kích hồn phách có nghiên cứu, bảo hộ không phải ta am hiểu. Tấn chức đại thánh nữ Đông Phương Lục trả lời. Thất tu thánh quân, ta lập tức xuất phát, nhưng ta bây giờ cách khá xa. Thất tu thánh quân là cửu châu nhất hào quần trong đáng tin đại tiền bối, hắn là toàn bộ loại hình tu sĩ, hầu như không có bản khuyết điểm. Đã liền hồn phách chi đạo, hắn cũng có làm cho nghiên cứu. Vì đem lục tu tiên tử theo trói buộc bên trong giải thoát đi ra, hồn phách chi đạo là đương nhiên muốn đi sâu nghiên cứu đầu đề. Điền Thiên bây giờ là làm sao trạng thái, vì sao còn có thể trả lời nói chuyện phiếm? Bắc Hà tán nhân nghi ngờ nói. Điền Thiên đảo chủ, ta rất khỏe, ta trạng thái đặc biệt bổng, ta cảm giác mình coi như là tại 24 tiếng đồng hồ tại tuyến cũng không thành vấn đề. Hắn hiện tại phụ thân vào máy vi tính hạch tâm trong trận pháp, thành máy vi tính tinh, ta trước dùng phù văn giữ vững vị trí hắn tàn hồn. Cũng không biết Điền Thiên đảo đến cùng chuyện gì xảy ra. Bảo vệ đảo đại trận còn hoàn hảo không tổn hao gì, Điền Thiên tiên phủ cũng bình yên vô sự. Thất sinh phù phủ chủ nói. Dứt lời, hắn đối với Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiểu hữu, người trước trông coi cái này máy tính. Nếu như Điền Thiên tàn hồn có biến hóa, người lập tức cho ta biết. Ta đi một chuyến Điền Điềm động phủ, nhìn xem nàng tình huống bên kia. Dứt lời, thất sinh phù phủ chủ nhanh chóng lướt đi Điền Thiên tiên phủ, hướng Điền Điềm tiên tử vị trí lao đi. Tống Thư Hàng thở dài, hắn kéo ra máy vi tính cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem máy vi tính bàn phím không ngừng vang động, trên máy vi tính, Điền Thiên đảo chủ còn đang ở cùng trong nhóm đạo hữu nhóm trao đổi. Hắn giống như không biết mình đã chết đi sự thật. Nếu như Điền Thiên đảo chủ có phục sinh thủ đoạn lời nói, vì sao còn không có phục sinh? Tống Thư Hàng nói thầm. Có phải hay không là hắn phục sinh thủ đoạn mất đi hiệu lực? Nếu là như vậy, vậy hắn đối với Điền Thiên tàn hồn sử dụng một mai phục sinh kim tệ sẽ có hiệu quả sao? Tống Thư Hàng đưa tay ngoắc ngoắc, theo hạch tâm thế giới bên trong lấy ra một mai phục sinh kim tệ. Dù sao trong tay hắn phục sinh kim tệ số lượng đủ nhiều, nếu quả thật có thể sử dụng tới cứu Điền Thiên tiền bối, hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, đối với Tống Thư Hàng mà nói đều là đặc thù, trong lòng hắn có địa vị rất trọng yếu. Cho dù là tại trong hiện thực chưa từng gặp qua Điền Thiên đảo chủ cũng vậy. Bất quá, Điền Thiên tiền bối tu vi là mấy phẩm à? Tống Thư Hàng nói thầm. Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ, thường xuyên đồng thời tại Cửu Châu nhất hào quần trong qua lại, bất quá tựa hồ cho tới bây giờ không ai nhấp lên qua cảnh giới của bọn hắn. Ngũ phẩm, còn là lục phẩm, nếu như là lục phẩm lời nói, phục sinh kim tệ đối với hắn sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa, chỉ còn lại một đám tàn hồn Điền Thiên đảo chủ, có thể kích hoạt phục sinh kim tệ sao? Tống Thư Hàng lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Cửu Châu nhất hào quần lên tiếng hỏi. Điền Thiên tiền bối, người bây giờ là cảnh giới gì? Cảnh giới, đương nhiên là độc thân vài trăm năm đại ma pháp sư cảnh giới. Độc thân lâu như vậy về sau, ma lực của ta đã tích lũy đến tương đối đáng sợ mức độ. Điền Thiên đảo chủ trả lời. Bá Tống, độc thân mấy trăm năm đại ma pháp sư cảnh giới? Ta hỏi không phải cái này hay sao? Hơn nữa, Điền Thiên tiền bối người loại không có cứu tính cách. Nếu không phải đem trong máy vi tính che giấu chính là cái kia cặp văn kiện xóa bỏ lời nói thần thánh ma pháp đạo sư cảnh giới, tại hướng ngài vẫy tay. Hôm nay như trước không có đạo hiệu mới Vũ Nhu Tử, Điền Thiên tiền bối,
Tống tiền bối hỏi chính là ngài tu vi cảnh giới. Điền Thiên đạo chủ, thì ra là thế. Tu vi cảnh giới lời nói, ta hẳn là thần thánh ma đạo sư cảnh giới. Hôm nay như trước không có đạo hiệu mới Vũ Nhu Tử, Điền Thiên tiền bối là ma pháp sư. Nhất định, Điền Thiên đạo chủ trả lời. Bá Tống, Vũ Nhu Tử, người bị mang tiết tấu. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, Điền Thiên đạo hữu là uy tín lâu năm linh hoàng, đoạn thời gian trước nghe nói hắn có làm cho đột phá, nói không chừng đã tấn chức lục phẩm. Thư Hàng tiểu hữu người có phát hiện gì sao? Trong tay của ta có dư thừa phục sinh pháp khí, thế nhưng chỉ giới hạn ở lục phẩm trở xuống người sử dụng. Nếu như Điền Thiên tiền bối còn là ngũ phẩm cảnh giới lời nói, đến lúc đó ta phục sinh pháp khí có lẽ có thể phát lên công dụng. Tống Thư Hàng nói, Điền Thiên tiền bối tàn hồn cho tới bây giờ cũng không có phục sinh, ta lo lắng là hắn phục sinh chuẩn bị ở sau bị phá hư, khả năng xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn không thể lập tức phục sinh. Bắc Hà tán nhân, người phục sinh pháp khí mấy ngày hôm trước không phải tự bạo dùng xong sao? Lần kia chỉ dùng rất một mai, trên người ta còn có một chút. Bởi vì gần nhất chết tương đối tới tấp, ta duy nhất một lần theo cái gì hàng hóa đều có tiên tử cái kia mua một bộ đầy đủ phục sinh pháp khí. Tống Thư Hàng trả lời. Nói trở lại, tu chân giới thật là một cái tàn khốc địa phương a. Vẫn còn nhớ kỹ lúc trước, hắn quyết định chính thức tiếp xúc tu chân thời gian, ôm sáng nghe đạo, chiều tối chết cũng được quyết tâm, tại trên bàn phím đánh xuống mình ở Cửu Châu nhất hào quần câu đầu tiên phát biểu. Không nghĩ tới ngắn ngủn 5 tháng bên trong, hắn tự chết rồi lại chết, ngoại trừ Nho Gia Kim Liên thế giới sự kiện bên ngoài, sau đó hắn mỗi lần chết tư thế cũng không mang lặp lại. Sáng nghe đạo, chiều tối chết cũng được, đương nhiên cũng được, không chết qua 10 lần 8 lần, sao có thể xứng được với tại hạ nghe thấy đạo quyết tâm. Bắc Hà tán nhân, thấy Tống Thư Hàng tiểu hữu hôm nay còn có thể vui vẻ về sau, hắn cảm giác có chút vui mừng. Có thể nói ra gần nhất chết tương đối tới tấp loại này nặng nề lời nói, hơn nữa còn có thể bảo trì tích cực lạc quan tâm tính, là cỡ nào không dễ dàng chuyện tình. Lệ Chi tiên tử, Thư Hàng suy đoán có đạo lý. Điền Thiên phục sinh chuẩn bị ở sau nói không chừng nhận lấy quấy nhiễu. Trong tay của ta có một bộ tôn giả cảnh giới phía dưới đều có thể sử dụng phục sinh đại trận. Nếu như lúc cần thiết liền liên hệ ta, ta lấy tốc độ nhanh nhất mang trận pháp đi qua. Điền Thiên đảo chủ, ồ, không cần á, cảm ơn mọi người ý tốt. Ta cảm giác ta bây giờ trạng thái rất tốt, 24 tiếng đồng hồ đều có thể ngốc ở trong nhóm nói chuyện phiếm. Hơn nữa, bây giờ ta giống như cá ướp muối. Cái gì đều không cần nghĩ, cái gì phiền não đều không có. Ta không cần phục sinh cũng không việc gì đâu. Cuồng đao tam lãng, Điền Thiên đây là mất thông minh, mọi người động tác nhanh lên. Lại một lát lời nói, vạn nhất đem Điền Thiên sống lại về sau, hắn chỉ số thông minh giảm nhiều, sẽ không tốt. Điền Thiên đảo chủ phát biểu nói, hệ thống nhắc nhở, cuồng đao tam lãng đã bị ngài kéo vào sổ đen. Cuồng đao tam lãng, Điền Thiên tiên phủ bên trong. Tống Thư Hàng thở dài, đưa điện thoại di động để qua một bên. Tiếp đó hắn lần nữa khởi động thân thể xương mù hóa trạng thái, đưa tay hướng máy vi tính máy chủ Dương nhấn tới. Trong nhóm các tiền bối cũng không rõ ràng lắm Điền Thiên đảo chủ cảnh giới, vậy lại dùng giám định bí pháp giám định một lần đi. Lần này cần giám định Điền Thiên tiền bối cảnh giới, hy vọng cái này sợi tàn hồn có thể làm cho ta giám định ra vật hữu dụng tới đây. Tống Thư Hàng nói. Ngón tay của hắn tiếp xúc đến máy chủ Dương bên trên, máy chủ Dương kim loại vỏ ngoài lạnh buốt ừ, không có điện giật cảm giác. Sau đó, tinh thần hắn tập trung. Giám định bí pháp lần nữa kích hoạt. Lần này giám định đối tượng đổi thành trong máy vi tính che giấu Điền Thiên đảo chủ tàn hồn. Tống Thư Hàng trên thân, có mấy đạo xương mù phun ra đi. Nhưng lại rất nhanh trở về thân thể. Giám định bí pháp kết quả phù hiện ở đầu óc hắn. Điền Thiên đảo chủ tàn hồn, vẻn vẹn có được 1/10 trí nhớ tàn hồn, thực lực mạnh độ nhị phẩm. Thực lực mạnh độ nhị phẩm, Điền Thiên đảo chủ chỉ có nhị phẩm cảnh giới. Hoàng Sơn tiền bối đã từng nói qua Điền Thiên là uy tín lâu năm ngũ phẩm linh hoàng, thậm chí khả năng đã đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Số liệu này không đúng a? Chẳng lẽ giám định bí pháp phản hồi tới nhị phẩm chỉ chính là hôm nay Điền Thiên đảo chủ tàn phách cường độ? Giám định bí pháp cũng không phải là vạn năng, Tống Thư Hàng thở dài. Đồng thời, hắn lại thử tiếp tục thúc giục giám định bí pháp nhìn xem có thể hay không tìm ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Tỷ như Điền Thiên đảo chủ phục sinh thủ đoạn vì sao không có kích hoạt. Một lát sau,
lại có một đoạn tin tức phù hiện ở đầu óc hắn. Điền Thiên đảo chủ còn lại hồn phách, bị cuốn vào phong bế không gian. Hồn phách nghiền nát mức độ vượt qua phục sinh giới hạn thấp nhất, Điền Thiên đảo chủ sự tình chuẩn bị sống lại thần thuật không cách nào khởi động. Lần này giám định kết quả, cho Tống Thư Hàng một kinh hỉ. Phong bế không gian. Điền Thiên đảo chủ hồn phách cũng không có bị diệt sạch, mà là bị cuốn vào một chỗ kêu phong bế không gian địa phương. Nói cách khác, nếu có cơ hội đem Điền Thiên đảo chủ hồn phách mang về lời nói, bản thân hắn vì chính mình chuẩn bị sống lại thần thuật có thể khởi động. Vấn đề là, phong bế không gian là địa phương nào? Tống Thư Hàng ý đồ tiếp tục kích phát giám định bí pháp. Nhưng lần này, giám định bí pháp không cách nào nhận đến càng nhiều tin tức. Tống Thư Hàng vội vàng đem điện thoại di động của mình lấy ra tới đây, lúc này màn hình điện thoại di động vẫn sáng, vẫn còn Cửu Châu Nhất Hào Quần nói chuyện phiếm giới diện. Các tiền bối, có ai biết phong bế không gian là địa phương nào sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bắc Hà tán nhân, chưa từng nghe qua, hơn nữa nghe là cái rất hình dung từ, không giống như là cái địa danh. Hôm nay như trước không có đạo hiệu mới Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, ngươi lại tìm được đầu mối gì? Đúng vậy, Điền Thiên tiền bối còn lại tàn hồn bị cuốn vào đến phong bế không gian bên trong, ta suy nghĩ, nếu như có thể đem dư tàn hồn mang về, Điền Thiên tiền bối còn có cứu. Tống Thư Hàng trả lời. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Thư Hàng tiểu hữu là từ đâu tìm được manh mối? Manh mối bên trong có liên quan tới phong bế không gian khác miêu tả sao? Không có, hữu dụng manh mối chỉ có phong bế không gian cái từ này, ta cũng là không có chút nào đầu mối, cho nên muốn tìm các tiền bối hỏi một chút. Tống Thư Hàng nói. Hôm nay Tống tiền bối, giống như là thám tử lừng danh. Vũ Nhu Tử nói, Tống, thám tử lừng danh, Thư Hàng, là bí pháp, là của ta cái kia bí pháp phản hồi tới manh mối. Thất tu thánh quân, thất tu tiền bối có manh mối sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thất tu thánh quân, không có đầu mối, chính như Bắc Hà đạo hữu theo như lời, phong bế không gian nghe chỉ là từ. Một cái phong bế không gian, nếu như người muốn tìm chỗ như thế, chư thiên vạn giới vô số bí cảnh cũng có thể xưng bên trên là phong bế không gian. Hôm nay như trước không có đạo hiệu mới Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Chúng ta nói chuyện riêng, cuồng đao tam lãng, nói chuyện riêng. Vừa nghe đến cái từ này, hắn cảm giác mình ngón tay liền dục dịch ngóc đầu dậy. Vậy là, hắn nhịn không được phát mấy tấm bức vẽ. Một tấm cười tà nam nhân, nói chuyện riêng sẽ mang thai đó nha. Một vị nghiêm túc phụ khoa bác sĩ, nghe nói có người nói chuyện riêng mang thai. Ở đâu, ta lập tức liền đỡ đẻ. Một vị xinh đẹp cảnh sát, tất cả đơn vị chú ý, nói chuyện riêng sẽ mang thai, nói chuyện riêng sẽ mang thai. Tống Thư Hàng, một lát sau, Tống Thư Hàng yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, đối với mình mắt trái vỗ tấm rõ ràng lớn chiếu. Tiếp đó, đem hắn cái này tấm hình nói chuyện riêng gửi đi cho cuồng đao tam lãng. Một tấm nho gia thánh nhân chi nhãn ảnh chụp, đưa cho thân ái tam lãng tiền bối. Trong tấm ảnh, Tống Thư Hàng mắt trái giống như tản ra quỷ dị hào quang, làm cho người ta một loại nặng nề lực áp bách. Lườm ai người đó mang thai. Cuồng đao tam lãng, đồng thời. Vũ Nhu Tử phát tin tức cho Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, ta vừa rồi đột nhiên có cái ý tưởng. Người cái kia kỳ quái giám định loại hình bí pháp, có thể hay không như vậy thao tác. Tống tiền bối người trước lấy một trang giấy đi ra, ở phía trên viết lên phong bế không gian 4 chữ. Sau đó lại sử dụng giám định bí pháp giám định phong bế không gian nội dung. Có thể hay không nhận đến liên quan tới phong bế không gian tin tức. Vũ Nhu Tử cách tư duy, cùng người bình thường thật sự là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, nghe tựa hồ thật có thể thực hiện. Có lẽ thật có thể, chỉ cần ta nghĩ lấy giám định phong bế không gian nội dung, nói không chừng thật có thể thực hiện. Ta lập tức thử xem, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử, ngón tay cái biểu lộ Tống tiền bối nỗ lực lên. Tống Thư Hàng theo bản thân hạch tâm thế giới lấy ra giấy cùng bút, trên giấy viết lên phong bế không gian 4 chữ. Thử một lần, ngộ nhỡ thành công đây. Hắn nói khẽ. Hắn lúc này, còn không có giải trừ sương mù trạng thái hình thức. Vì vậy, trực tiếp đưa tay đặt tại chữ bên trên. Giám định bí pháp, Tống Thư Hàng nói khẽ. Trong đầu, không có khác tạp niệm, chỉ có một cái ý tưởng giám định phong bế không gian nội dung. Phong bế không gian rút cuộc là cái gì, tồn tại ở địa phương nào? Dù sao hiện tại sử dụng giám định bí pháp thời gian,
liền máu đều không cần chảy, Tống Thư Hàng sử dụng đặc biệt hào phóng. Dùng nhiều, còn có thể căng điểm kinh nghiệm kỹ năng. Thử xem lại không cần tiền một lát sau, sương mù hình dáng Tống Thư Hàng trên cánh tay, hiển hiện một chút xíu thương tích nhỏ. Loại trình độ này miệng vết thương, nếu như đặt ở bình thường nhục thân trạng thái lời nói, đó chính là cánh tay bị nhẹ nhàng phá vỡ ra mức độ. Lấy Tống Thư Hàng bây giờ nhục thân cường độ, máu cũng không kịp chảy ra, liền sẽ kín miệng. Tống Thư Hàng trong lòng một hồi thất lạc. Đã không cần nhìn giám định kết quả hắn đều có thể biết, thí nghiệm đã thất bại. Như vậy hơi trả giá thật nhỏ, lại có thể giám định ra cái gì hữu dụng tin tức. Một tấm phổ thông giấy, sản xuất tại ngày 20 tháng 5 năm 2019, tràn đầy yêu đương mùi vị thời gian. Ở trên có bá Tống Huyền Thánh Thân bút đề từ, cũng không có ẩn chứa bất kỳ linh lực khí tức. Tống Thư Hàng, quả nhiên không được a. Thành công sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, đã thất bại, chỉ có thể giám định ra trang giấy tin tức tới đây. Đáng tiếc, nếu như có thể thành công, ta có thật nhiều thú vị vừa lớn gan ý tưởng. Vũ Nhu Tử thất lạc nói. Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên có chút may mắn bản thân thí nghiệm đã thất bại, luôn cảm giác Vũ Nhu Tử những cái kia thú vị vừa lớn gan ý tưởng, sẽ mang đến cho hắn nặng nề tai nạn. Đúng rồi, Tống tiền bối, mời đem Điền Thiên Đảo chủ gian phòng ảnh chụp phát một tấm cho ta. Vũ Nhu Tử lại lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối trước ngươi tại Cửu Châu Nhất Hào quần trong đề cập tới, Điền Thiên Đảo chủ trong phòng, chỉ có máy vi tính còn mở ra. Mà toàn bộ tiên phủ phòng ngự trận cùng với bảo vệ đảo đại trận đều không hư hao chút nào. Hơn nữa, toàn bộ gian phòng rất chỉnh tề, không có giao thủ dấu vết. Nói cách khác, Điền Thiên tiền bối là ở phòng ngự toàn bộ triển khai trạng thái xuống, bị người một kích chém giết. Nhục thân tiêu tán, hồn phách nghiền nát, thậm chí cả trong cả quá trình, liền máu đều không có chảy ra một giọt tới đây. Hơn nữa, Điền Thiên đảo chủ hồn phách còn bị cuốn vào đến phong bế không gian bên trong. Vì vậy, ta nghĩ nhìn xem gian phòng ảnh chụp, có thể hay không phát hiện một chút manh mối. Vũ Nhu Tử nói. Vũ Nhu Tử vừa chấm dứt một ngày tu luyện, vừa vặn nhàn rỗi, có rất nhiều thời gian có thể một chút nghiên cứu. Tốt, Tống Thư Hàng nói. Hắn lui ra phía sau tới cửa vị trí, vỗ tấm Điền Thiên đảo chủ gian phòng toàn bộ chiếu, cấp phát Vũ Nhu Tử. Mấy phút sau, Tống tiền bối, ta có một cái to gan ý tưởng. Vũ Nhu Tử lại nói. Tống Thư Hàng, tim đập, không khỏi có chút nhanh hơn. Ngươi muốn không muốn giám định xuống bầu không khí. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Tống Thư Hàng, ngươi Tống tiền bối sẽ chết, Vũ Nhu Tử. Giám định bầu không khí cùng với giám định địa cầu mẫu thân, thuộc về chuyện rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ chết. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, bầu không khí cũng không cách nào bị giám định. Ta cẩn thận đem ảnh chụp mỗi một chỗ đều nhìn rồi, tiếp đó ta suy nghĩ, đối phương có phải hay không là trực tiếp xuyên thấu qua không gian, đối với Điền Thiên tiền bối tiến hành công kích. Lời nói như vậy, Tống tiền bối ngươi thử giám định xuống bầu không khí. Hoặc là nói, là giám định xuống Điền Thiên đảo chủ gian phòng cái này không gian có thể hay không phát hiện một chút manh mối. Nói không chừng, cái kia phòng bế không gian cửa vào, còn đang ở Điền Thiên tiền bối trong phòng. Vũ Nhu Tử nói. Xuyên thấu qua không gian tiến hành công kích. Cửu phẩm kiếp tiên sao? Tống Thư Hàng theo bản năng lại liên hệ rồi xuống bản thân hạch tâm thế giới, khá tốt, hắn còn không có sợ. Dính đến không gian, nếu như bạch tiền bối ở đây thì tốt rồi. Nói trở lại, trước mắt đến xem, khôi lỗi tiên tử cùng bạch tiền bối, sở sở cũng không có bị Điền Thiên đảo chủ mời được trên đảo. Cái kia khôi lỗi tiên tử mang theo bạch tiền bối pho tượng đã chạy đi đâu? Không phải khôi lỗi tiên tử đột nhiên đã yêu bạch tiền bối pho tượng, mang theo bạch tiền bối pho tượng bỏ trốn đi. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái hoang đường ý tưởng. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng đưa tay, hướng không trung lăng không ấn xuống. Giám định bí pháp, tiếp đó. Lần này ta nghĩ giám định xuống không gian cái này khái niệm. Tống Thư Hàng lần nữa kích hoạt giám định bí pháp. Sương mù hình dáng thân thể. Lại để cho hắn không cần lo lắng phun máu quá nhiều mà chết sự tình. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ đối với giám định bí pháp nắm giữ, cũng có thể đem giám định bí pháp mức độ nguy hiểm khống chế tại chính mình có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thử xem, có thể hay không thành công. Có thể hay không giám định không gian cái này khái niệm. Giám định bí pháp kích hoạt, không có bị bắt được mục tiêu.
đã thất bại, chỉ là không gian cái này khái niệm, quả nhiên còn là chưa đủ. Muốn kích hoạt giám định bí pháp ngón tay tiếp xúc đến vật dụng thực tế, là dễ dàng nhất đạt thành điều kiện. Nếu bản thân có thể thấy không gian lời nói không chừng mới có thể đối với nó tiến hành giám định đi. Đang lúc Tống Thư Hàng ý niệm trong đầu lơ lửng ở qua lúc, mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn bị kích hoạt lên. Theo Tống Thư Hàng lần lượt thi triển nhìn là mang thai hắn cùng nho ra thánh nhân chi nhãn ở giữa vừa vặn xứng độ càng ngày càng cao. Lần này, cảm ứng được Tống Thư Hàng cần thấy không gian ý nghĩ này thời gian, nho ra thánh nhân chi nhãn kịp thời cung cấp trợ giúp. Nho ra thánh nhân, chính là chân chính đứng ở tu luyện giả đứng đầu nhân vật, gần với thiên đạo tồn tại. Nếu như nguyện ý, ánh mắt của hắn có thể trực tiếp thấy vô số tọa độ không gian. Thông qua thánh nhân con mắt, Tống Thư Hàng trong phòng thấy được ba cái không gian thiết điểm. Thấy được, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Phong bế không gian rất có thể liền tồn tại ở cái này ba cái tọa độ không gian bên trong. May mắn mà có Vũ Nhu Tử, chỉ có ba cái thiết điểm, ta có thể từng cái một nếm thử. Tống Thư Hàng đưa tay, trước điểm hướng cái thứ nhất không gian thiết điểm nếu có mười mấy cái tọa độ không gian, chỉ là trên tinh thần thống khổ liền với hắn chịu được. Chỉ có ba cái lời nói, tinh thần thống khổ liền là mưa bụi. Giám định bí pháp khởi động, tại hắn xương mù hóa nhục thân bên trên, lại có một con đường nhỏ miệng vết thương hiển hiện. Đại giới nhỏ như vậy, Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ giám định đã thất bại? Lúc này, giám định bí pháp tin tức truyền tống đến trong đầu của hắn. Bá Tống Huyền Thánh Hạch Tâm Thế Giới, đây là một cái kỳ dị cá nhân thế giới, quyền sở hữu trở về Bá Tống Huyền Thánh tất cả. Hắn nối lại lấy Tà Liên Thế Giới, hơn nữa cùng Kim Liên Thế Giới cũng có một cái thông đạo, cái kia thông đạo hôm nay ở vào phong bế trạng thái. Tống Thư Hàng, Ni Mã, nguyên lai là hạch tâm thế giới của ta tọa độ không gian. Khó trách trả giá cao nhỏ như vậy. Còn tưởng rằng giám định đã thất bại. Lại nói, hạch tâm thế giới cùng Kim Liên thế giới ở giữa, cũng có thông đạo A. Ở vào phong bế trạng thái, hẳn là lúc ấy nho ra sự kiện bên trong, phong bế A. Tại hắn hiệp trợ xuống, Kim Liên thế giới triệt để phong bế, đứt đi cùng Tà Liên thế giới ở giữa thông đạo. Đồng dạng, cũng đứt đi Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới thông đạo. Tống Thư Hàng hít sâu, lần nữa đưa tay, điểm hướng thứ hai tọa độ không gian. Giám định bí pháp lần nữa khởi động. Sau một khắc, Tống Thư Hàng xương mù hóa thân thể điên cuồng khuếch tán, thời gian mấy hơi thở bên trong liền thả chỉ còn khung xương. Vọng Thiên, cái này đại giới quả thực tàn bạo, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Nếu như đổi thành nhục thân hình thức lời nói, đó chính là đem toàn thân máu cùng nước bộ phận toàn bộ ép khô mức độ. Khá tốt ta hiện tại có xương mù trạng thái hình thức. Tất cả xương mù toàn bộ trở về, một lần nữa ngưng tụ là Tống Thư Hàng thân thể. Theo sát mà đến không thể dùng lời nói diễn tả được kịch liệt đau nhức. To lớn thống khổ, lại để cho Tống Thư Hàng thiếu chút nữa đau nhức ngất đi. Lấy hắn bây giờ ý chí, đối với thống khổ chịu được mức độ, đều thiếu chút nữa đỡ không được. Chỉ kém một chút, thì đến được cực hạn của ta. Tống Thư Hàng hô hấp đều trầm trọng. Loại thống khổ này, còn sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Lần này đại giới cũng không nhỏ. Nếu như tiết điểm này còn không phải phong bế không gian lời nói, cái kia xuống một cái không gian tiết điểm, phải nghỉ ngơi một lát lại giám định. Ba chọn một, vận khí của ta không có lý do kém như vậy đi. Phong bế tọa độ không gian, đây là một cái quỷ dị không gian, một cái cùng hiện thế hoàn toàn trùng hợp, lại hoàn toàn bất đồng thế giới, hắn phảng phất như là thế giới bóng dáng. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới. Giám định bí pháp phản hồi tới tin tức rất nhỏ. Thành công. Tống Thư Hàng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng Vũ Nhu Tử đoán, phong bế không gian cửa vào, thật còn đang ở Điền Thiên đảo chủ trong phòng. Có thể tìm tới liền tốt. Kế tiếp, truyền tin Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, tiếp đó tìm kiếm Bạch tiền bối tung tích. Trước mắt, Cửu Châu Nhất Hào quần trong, Bạch tiền bối có được lấy không gian thiên phú. Linh Điệp tiền bối thì có được lấy ảnh hưởng không gian truyền tống trận pháp năng lực. Nhưng hắn hiện tại khả năng tại bế tử quan, thậm chí tại độ kiếp bên trong. Tay của Tống Thư Hàng chỉ theo tọa độ không gian bên trên thu hồi, tiếp đó toàn bộ người đau cuộn mình thành một đoàn. Rất lâu không có đau nhức thành như vậy. Điều này làm cho hắn hồi tưởng lại bản thân vừa nắm giữ giám định bí pháp cái kia đoạn thời gian. Bất quá khi đó,
hắn đáng yêu số một linh quỷ thường xuyên sẽ thay hắn bị oan, thay thế chủ nhân thừa nhận giám định bí pháp đau xót. Ti ti, Tống Thư Hàng đau rút hơi lạnh. Đồng thời, hắn đưa tay cầm ra điện thoại. Màn hình điện thoại di động vẫn sáng, ở vào cùng Vũ Nhu Tử trò chuyện trong quá trình. Tống Thư Hàng cho Vũ Nhu Tử phát giọng nói đau không cách nào đánh chữ, đau không cách nào hô hấp, đau muốn khóc, liền hô hấp đều là đau nhức. Vũ Nhu Tử, thành công, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Vũ Nhu Tử, tìm được phong bế không gian, là, đã tìm được, ngươi cùng Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối thông báo một tiếng. Phong bế không gian vẫn còn Điền Thiên Đảo chủ trong phòng. Mặt khác, mời trong nhóm tiền bối hỗ trợ tìm một cái bạch tiền bối, đến lúc đó cần bạch tiền bối trợ giúp. Tống Thư Hàng nói. Tống tiền bối, ngươi không sao chứ? Ngươi nói chuyện ngữ khí không đúng. Vũ Nhu Tử nhạy cảm nói. Tống Thư Hàng, ta không sao, liền là quá đau đớn. Giám định bí pháp đại giới, lần này là thật đau nhức thảm rồi, ta phải nghỉ ngơi một chút. Muốn ta hát một bài, để cho ngươi làm dịu xuống thống khổ sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, cảm ơn. Bất quá, ta yên tĩnh cuộn mình lập tức tốt. Thất sát ca gì gì đó, còn là tính. Coi như là Vũ Nhu Tử sướng có thể sẽ rất ngọt vui tai, thế nhưng ca từ, luôn cảm giác sẽ làm bản thân đau hơn. Chấm dứt cùng Vũ Nhu Tử trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng cuộn mình đến dưới đất. Thân thể mỗi một chỗ đều đau nhức, không có một mảnh địa phương là cõi yên vui. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong ba cái tọa độ không gian. Lần tới không bao giờ nữa tìm đường chết giám định tọa độ không gian. Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên, hắn phát hiện phong bế không gian tọa độ không gian, bắt đầu bành trướng. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, hắn lại quay đầu, nhìn về phía cái thứ nhất không gian tiết điểm. Quả nhiên, hạch tâm thế giới tiết điểm, chậm rãi biến bắt đầu mơ hồ, giống như nhận lấy áp chế. Không tốt, hạch tâm thế giới sợ rồi. Hạch tâm thế giới cái gì cũng tốt, thuận tiện thực dụng, Tống Thư Hàng hôm nay đã rất khó rời đi hắn. Vấn đề duy nhất liền là, hắn mỗi lần đều sợ quá nhanh. Nhưng lần này, Tống Thư Hàng sớm có chuẩn bị. Hạch tâm thế giới sợ rồi làm sao bây giờ? Đương nhiên là tại hắn triệt để sợ lúc trước, bản thân trước một bước trốn vào đi tị nạn. Bất quá, tại tị nạn phía trước hắn còn có một việc muốn làm. Tống Thư Hàng, nơi đây liền giao cho ngươi á. Tống Thư Hàng nghiến răng kêu lên. Hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, đem phân thân cho vứt ra đi ra. Thật vất vả đã tìm được liên quan tới phong bế không gian manh mối, không thể thì cứ như vậy uổng phí bỏ qua. May mà hắn có phân thân thuật, phân thân có thể thay thế hắn đi thể nghiệm phong bế không gian tìm kiếm manh mối. Đem phân thân lưu lại tại chỗ về sau, hắn đưa tay một chút. Thừa dịp hạch tâm thế giới còn không có bị cái kia phong bế không gian lực lượng che đậy mất lúc trước, một đầu chui vào trong đó. An toàn lục địa, an toàn, Tống Thư Hàng nằm ở hạch tâm thế giới hoạt tuyền bên cạnh, cuộn mình thành một đoàn. Có bộ phận nước suối theo hoạt tuyền bên trong tràn ra, rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Lạnh buốt hoạt tuyền nước suối, thoáng hóa giải điểm Tống Thư Hàng trên tinh thần thống khổ. Điền Thiên Đảo chủ trong phòng. Tống Thư Hàng phân thân cũng cuộn mình thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch, hắn run rẩy vươn tay ra, bắt lấy dưới đất điện thoại. Bản thể chạy quá nhanh, thậm chí ngay cả điện thoại không có tới kịp mang về. Phân thân cảm thán nói. Phân thân đưa tay ở trên hư không một chút, chuẩn bị đưa điện thoại di động truyền tống đến hạch tâm thế giới đi. Bất quá lúc này, hạch tâm thế giới đã bị triệt để che đậy, không cách nào câu thông. Sợ thực nhanh. Bản thể nếu như chậm một nhịp lời nói không chừng sẽ bị nhốt tại hạch tâm thế giới bên ngoài. Nghìn cân treo sợi tóc. Lúc này, cái kia quỷ dị phong bế không gian hoàn toàn mở rộng, đem Điền Thiên Đảo chủ gian phòng bao phủ trong đó. Phân thân đưa tay, tại trên điện thoại di động huy động một chút, muốn nhìn một chút điện thoại còn có. Hay không tín hiệu. Quả nhiên, liền tín hiệu cũng bị che kín. Phân thân nói thầm. Nếu có tín hiệu lời nói. Hắn còn muốn phát cái tin tức nhắc nhở một chút thất sinh phù tiền bối hiện tại không có biện pháp. May mà bản thân bản thể còn đang ở hạch tâm thế giới, chờ phong bế không gian tiêu tán về sau, có thể thông qua bản thể đi truyền tin thất sinh phù tiền bối. Tống Thư Hàng khống chế được phân thân, đưa điện thoại di động để qua một bên. Hắn muốn dùng phân thân làm mấy cái thí nghiệm, vì để tránh cho điện thoại tại thí nghiệm bên trong hủy diệt,
vì vậy trước đem hắn để qua một bên, chờ phong bế không gian tản ra, lúc sau bản thể thu hồi đi. Sau đó, Tống Thư Hàng khống chế được phân thân đi tới cửa hắn muốn dò một chút phong bế không gian phạm vi nhiều đến bao nhiêu. Nếu như đến phong bế không gian biên giới về sau, có biện pháp nào không đột phá không gian phong tỏa, bình an rời đi. Phong bế không gian bao phủ phạm vi, tựa hồ chỉ có gian phòng lớn nhỏ. Một khi đi tới cửa, Tống Thư Hàng cũng cảm giác bị một tầng bức tường vô hình ngăn cản. Hắn đưa tay hướng vách tường nhấn tới. Tầng này bức tường vô hình rồi lại không chút sức mẻ. Ngoại trừ tầng này bức tường vô hình bên ngoài, trong phòng sự vật đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phong bế không gian, liền như bóng với hình, coi như là triển khai, hiện thế bên trong mọi người cũng sẽ không có cảm giác. Hắn cùng hiện thế hoàn toàn trùng hợp, không chút nào xung đột. Kim cương cơ sở quyền pháp nhị, Tống Thư Hàng vung quyền, oanh hướng tầng kia vô hình vách tường. Quyền như lưu tinh. Mỗi một quyền đều mang theo vạn đều một lần nữa. Oanh 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 trong hư không, có từng tầng một rung động đẩy ra. Chỉ là cái kia vô hình vách tường không chút sức mẻ. Tống Thư Hàng thấy thế, lại đổi thành uy lực càng mạnh hơn nữa kim cương phục ma quyền, đồng thời kèm theo bên trên cương thủ hiệu quả. Liên tiếp số quyền xuống dưới, như cũ là một mảnh rung động đẩy ra, không nhận được hiệu quả gì. Xem ra, phải đổi thành càng mạnh hơn nữa quyền pháp mới được. Tống Thư Hàng nói, hắn thu quyền, đổi tư thế, chuẩn bị thi triển càng mạnh hơn nữa quyền. Một lát sau, Tống Thư Hàng phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình, kim cương phục ma quyền chính là hắn nắm giữ mạnh nhất quyền pháp. Đường đường ngũ phẩm kim đan linh hoàng, tại tu chân giới mới sinh trong mắt cũng là một vị đại lão cấp nhân vật, nắm giữ mạnh nhất quyền pháp vậy mà chỉ có nhị phẩm cấp bậc. Thật sự mất mặt, may mà ta am hiểu nhất không phải quyền pháp, mà là đao pháp. Tống Thư Hàng phân thân tự mình an ủi. Đón lấy, tâm ý của hắn khẽ động. 21 đầu viễn cổ thánh viên phù hiện ở phía sau hắn, mỗi đầu thánh viên tay nâng nho ra kinh văn, một mặt nghiêm túc. Thánh viên long lực thần công cộng nho ra kim cương thân cộng cương thủ. Ngay sau đó, bản mệnh kinh đan vận hành. Một giọt kim sắc linh lực xuất hiện ở Tống Thư Hàng ngón giữa, tại hắn đao ý thúc đẩy sinh trưởng xuống, hóa thành một chuôi bảo đao. Vô hình đao cổ, mực bạo quân song đao, bảo đao phách toái tất cả đều tại hạch tâm thế giới, hiện tại không lấy ra tới đây. Vì vậy, đành phải dùng linh lực hóa đao, gom góp lấy dùng một lát. Tống Thư Hàng hôm nay nắm giữ lấy ba đại đao pháp. Mạnh nhất làm thuộc về Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ cho phần thiên hỏa diễm đao, nhưng một đao kia Tống Thư Hàng còn chỉ lĩnh ngộ chút ra lông, không có Xích Tiêu kiếm tiền bối phối hợp, uy lực bình thường. Thứ hai là nghịch lân đao pháp. Long vũ thức, long lân thức, cùng với nghịch lân thức. Đây là một bộ siêu cường đao pháp, hơn nữa còn là không trọn vẹn, Tống Thư Hàng đến bây giờ đều không có đem hắn bổ sung toàn bộ. Thế nhưng, nó là phòng ngự đao, không có lực công kích. Thứ ba, là tật phong đao, còn gọi là tật phong đao. Bộ này đao pháp điên, liền Tống Thư Hàng mình cũng sợ. 10 đao đầu chém ra tới đây, một đao nhanh hơn một đao mạnh tại một đao. Nhưng mà... Nó là tam phẩm thời gian tu luyện đao pháp. Tống Thư Hàng, nói ra ngươi khả năng không tin. Nghìn năm đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, ngũ phẩm cảnh giới, am hiểu đao pháp trừ đi trước mắt sẽ chỉ chút ra lông phần thiên hỏa diễm đao bên ngoài, nắm giữ đao pháp mạnh nhất là tam phẩm. Mạnh nhất quyền pháp là nhị phẩm. Mạnh nhất thân pháp là quân tử vạn lý hành thăng cấp bản thiên hành kiệt, nhị phẩm cấp bậc. Ngược lại là thối thể công pháp, một môn mạnh hơn một môn. Thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân tất cả đều là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất lưu thối thể pháp. Đã liền cái kia môn rèn sắt thần kỹ cương thủ đều là biến dị. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương nhét, ta đây lệch môn có chút nghiêm trọng, có cơ hội nhất định phải học một chút xinh đẹp đao pháp mới được. Giống như Tô Thị A thất tiền bối chiêu đó thiên đao táng tinh hà liền đặc biệt xuất sắc, nghe cũng xuất sắc. Đương nhiên. Hắn cũng không phải muốn đi học thiên đao táng tinh hà, đó là thiên hà Tô Thị tuyệt học, hắn cũng không phải Tô Thị người, học được sẽ bị người chém. Hắn muốn học cùng loại thiên đao táng tinh hà dạng này lại xuất sắc, uy lực lại bảo. Kiếm pháp, ăn ta một đao, Tống Thư Hàng vung lên linh lực biến thành bảo đao, một chiêu tật phong đao hướng phía phong bế không gian vô hình vách tường chém tới. Một đao nhanh hơn một đao mạnh qua một đao. Tăng thêm ba đại thối thể công pháp gia trì, bốn hạt nhân kim đan linh lực bộc phát,
Tật Phong đao tại Tống Thư Hàng trong tay chém ra tiếp cận lục phẩm, thậm chí đã đạt tới lục phẩm cấp lực công kích. Oanh 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 oanh, cùng với lúc ban đầu, trong hư không, có từng tầng một rung động đẩy ra. Vô hình vách tường không chút sứt mẻ. Sau đó, Tống Thư Hàng lại khống chế được phân thân của mình, thử trưởng tâm lôi thiên sư chính pháp lôi pháp thiên lôi quang chỉ. Tất cả cũng không có hiệu quả. Nắm đấm cũng tốt, đao pháp cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, thứ này cứng mềm cũng không ăn. Có lẽ cũng chỉ có không gian hệ lực lượng mới có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Tống Thư Hàng phân thân nói. Trong lòng của hắn cũng không có thất lạc, vốn chính là thí nghiệm khảo thí. Khảo thí sau khi thất bại, hắn lại quay người, trở lại Điền Thiên Đảo chủ máy vi tính vừa phụ cận. Hiện tại, ta có lẽ coi như là ở vào phong bế không gian bên trong đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, thế nhưng, hắn cũng không có tìm được Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn, cũng không ở chỗ này. Hơn nữa, còn có một vấn đề. Điền Thiên Đảo chủ là chết như thế nào? Hắn là bị người nào đánh chết, liền nhục thân cùng đại bộ phận tàn hồn đều bị cuốn đi. Tống Thư Hàng suy tư nói. Phong bế không gian sau khi mở ra, ngoại trừ đưa hắn vây ở gian phòng ngoài rằm, cũng không có lực sát thương. Cái kia lúc ấy, Điền Thiên Đảo chủ như thế nào ngủm? Chẳng lẽ, là cái thứ ba tọa độ không gian? Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Sát hại Điền Thiên Đảo chủ tồn tại, có thể hay không tiềm phục tại cái cuối cùng tọa độ không gian bên trong? Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, phong bế không gian bắt đầu thu nạp. Bao phủ toàn bộ gian phòng, phong bế không gian bắt đầu lui về cái kia tọa độ không gian bên trong. Mà trong phòng duy nhất vật còn sống Tống Thư Hàng phân thân, cũng bị dính dáng hướng phong bế không gian thiết điểm hút đi. Tống Thư Hàng phân thân hoàn toàn không cách nào chống cự loại này lực hút. Không có nắm giữ không gian lực lượng người, căn bản không cách nào đối kháng không gian lực lượng. Nếu như tổ vu chúc phúc tại tay lời nói, có lẽ có thể bằng vào ở trên thuấn di năng lực, thoát ly không gian hấp xả. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là tay kia đeo trên bản thể trên tay, hiện tại không cách nào theo hạch tâm thế giới truyền tới. Mặt khác, nếu như lúc ấy Điền Thiên Đảo chủ cũng đối mặt dạng này lực hút, hắn có thể hay không nhục thân cùng hồn phách đều bị cuốn vào đến phong tỏa tọa độ không gian bên trong. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng phân thân đột nhiên cảm giác thân thể một hồi kịch liệt đau nhức. Thân thể giống như bị ném vào đến máy nghiền bên trong, bị nghiền thành bột phấn. Mà phong tỏa không gian lực hút lại cuộn thân thể của hắn bột phấn, đưa vào đến tọa độ không gian bên trong đi. Tống Thư Hàng không sai biệt lắm đã biết Điền Thiên Đảo chủ như thế nào ngủm được. Phịch, phân thân bị nghiền nát về sau, phân thân pháp thuật giải trừ. Trong hạch tâm thế giới, nguyên bản cuộn mình thành tôm bì bì hình dáng, tại hoạt tuyền bên cạnh thở dốc Tống Thư Hàng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phân thân giải trừ về sau, phân thân tử vong phía trước vẻ này kịch liệt đau nhức, không giảm chút nào chia sẻ cho bản thể. Tống Thư Hàng nguyên bản coi như là tại giám định bí pháp di chứng bên trong, tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lần này phân thân bị nghiền nát thống khổ phản hồi đến về sau, đã trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Đau chết ta, Tống Thư Hàng kêu thảm, chớp mắt, hạnh phúc hôn mê rồi. Đây là Tống Thư Hàng nhịn đau đạo tâm đại thành về sau, lần đầu tiên bởi vì kịch liệt đau nhức mà hôn mê. Đối với hắn hiện tại mà nói, đã hôn mê quả thực là quá hạnh phúc. Trong hôn mê, bởi vì trên tinh thần kịch liệt thống khổ, Tống Thư Hàng thân thể còn đang ở không ngừng run rẩy. Sở Các Chủ ngước mắt nhìn qua Tống Thư Hàng, nàng đang suy nghĩ, có muốn hay không đem Tống Thư Hàng làm thức tỉnh. Lúc này, theo Tống Thư Hàng trong thân thể, có một đạo thân ảnh mạnh ngồi dậy. Phảng phất như là linh hồn xuất khiếu, theo Tống Thư Hàng trên thân ngồi dậy. Sắp chết mang bệnh kinh sợ ngồi dậy. Sở Các Chủ cảm giác đau nhanh muốn khóc lên Tống Thư Hàng, có cái kỳ quái manh điểm. Vì vậy, nàng đang suy nghĩ cái gì có muốn hay không đem Tống Thư Hàng làm thức tỉnh, nhìn hắn nghiến răng nhịn đau bộ dáng. Đúng lúc này, theo Tống Thư Hàng trên người có thân ảnh đột nhiên ngồi dậy, dọa Sở Các Chủ nhảy dựng. Đột nhiên ngồi dậy thân ảnh, mặc váy dài màu tím nhạt. Nàng có được màu rám nắng tóc dài, bị cẩn thận bện thành bím tóc, treo ở vai bên cạnh. Thật dài tóc cắt ngang trán, mơ hồ che lại ánh mắt của nàng. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, đạo này thân ảnh đứng lên về sau, rất nhanh phát ra kêu thảm. Vành mắt của nàng đều đỏ, nước mắt không ngừng rớt xuống.
là Diệp Tư. Thân là linh quỷ của Tống Thư Hàng, tại dưới tình huống bình thường, nàng giác quan cùng Tống Thư Hàng là tương thông. Tống Thư Hàng cảm giác được nhiều đau nhức, cảm giác của nàng cũng không biết yếu đi nơi nào. Loại thống khổ này, đều nhanh đem nàng tươi sống đau nhức ngất đi thôi. Diệp Tư vội vàng trước chặt đứt cùng Tống Thư Hàng ở giữa giác quan chia sẻ. Hô, thật dài nhẹ nhàng thở ra về sau, Diệp Tư lại quay đầu, nhìn về phía chỉ còn lại có đầu sở các chủ. Các chủ, Diệp Tư vành mắt vừa đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chỉ cần vừa nhìn thấy chỉ còn lại có đầu sở các chủ, thiên khấp bảo điển lại bắt đầu tàn nhẫn đâm nàng nước mắt điểm, nàng khóc thương tâm cực kỳ. Sở các chủ, thiên khấp bảo điển cái gì cũng tốt, uy lực cũng cường đại. Thậm chí tại nàng xem tới đây, chỉ cần suy tính xuống dưới, thiên khấp bảo điển có được lấy thẳng vào kiếp tiên tiềm lực. Thậm chí, nếu như tâm tình lực lượng này trường sinh chi đạo còn không có bị người chiếm đi lời nói, tương lai Diệp Tư dựa vào thiên khấp bảo điển trùng kích trường sinh giả vị trí cũng có thể. Liền là động một chút lại khóc, để nàng cũng rất tâm nhét. Thật vất vả ngừng khóc khóc, Diệp Tư ngồi ở hoạt tuyền bên cạnh, các chủ, người lúc nào mới có thể khôi phục. Cái này cụ thể muốn bao nhiêu thời gian, ta cũng đẩy coi không ra. Bất quá ta hiện tại trạng thái đã khá nhiều, cổ dài ra, xương quai xanh đều dài ra tới. Sở các chủ an ủi. Các chủ ngươi xương quai xanh thật là đẹp mắt, Diệp Tư nói. Sở các chủ, ta muốn rời đi, các chủ, Diệp Tư đột nhiên nói. Sở các chủ, Diệp Tư trong ngực ôm bản thân cái kia vốn dày đặc bản mệnh kim thư, ta phải ly khai một thời gian ngắn, đoạn thời gian trước, thiên đế sống lại. Sau đó không lâu, thiên đế khí tức đột nhiên hư nhược rồi rất nhiều, mà đương kim thiên cũng không lại chuyển biến xấu. Trình Lâm phỏng đoán qua, đương kim thiên thông qua sống lại thiên đế. Tại bổ sung toàn bộ bản thân. Ngươi sợ thiên đế sẽ bởi vì Trình Lâm nguyên nhân, tìm ngươi gây chuyện. Sở các chủ cau mày lên tiếng hỏi. Trình Lâm là năm đó hủy diệt viễn cổ thiên đình thủ phạm một trong. Đây là trong đó phiền toái một trong, nhưng không phải ta rời đi nguyên nhân chủ yếu. Cụ thể lý do, hiện tại không thể nói ra được lời nói, liền sở các chủ cũng sẽ bị cuốn vào. Diệp Tư lên tiếng nói. Trên thực tế, Trình Lâm là quỷ thần mảnh vụn, mà thiên đế đồng dạng là đương kim thiên đạo dùng quỷ thần mảnh vụn đào tạo mà thành. Mặt khác, đương kim thiên đạo đằng sau hậu trường thông qua thiên đế cùng hắn viễn cổ thiên đình chi đạo, ý đồ bổ sung xong bản thân. Bất quá là năm đó, bởi vì Trình Lâm làm dối, viễn cổ thiên đình tan vỡ. Đương kim thiên đạo kế hoạch, nhìn qua tựa hồ là đã thất bại. Thế nhưng, dù ai cũng không cách nào xác định. Năm đó viễn cổ thiên đình tan vỡ có phải hay không là thiên đạo trong kế hoạch một khâu. Tại ta sau khi rời đi, mời các chủ ngài hỗ trợ trông nom Thư Hàng. Diệp Tư nói khẽ. Sở các chủ nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia các chủ, ta rời đi trước. Chúng ta lần sau gặp. Đang khi nói chuyện, nguyên bản Diệp Tư thân hình một phân thành hai. Một bộ phận như trước hóa thành Diệp Tư hình thái. Một bộ khác phận, rồi lại hóa thành một tôn thuần túy thượng giai linh quỷ. Cái vị này thượng giai linh quỷ khuôn mặt mơ hồ, không có giới tính, không có bất kỳ đặc thù. Trên người nó, không có bất kỳ thuộc về Diệp Tư hoặc Trình Lâm khí tức. Đêm này là thượng giai linh quỷ phân liệt sau khi rời khỏi đây, Diệp Tư chỉ một ngón tay. Này là thượng giai linh quỷ thay thế nàng, kế thừa nàng cùng Tống Thư Hàng linh quỷ khế ước tiến nhập Tống Thư Hàng trong cơ thể. Diệp Tư ngồi xổm Tống Thư Hàng bên người, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc của hắn, hẹn gặp lại, Thư Hàng. Đột nhiên, Tống Thư Hàng mạnh mở to mắt. Cặp mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm vào Diệp Tư. Diệp Tư bị dọa hoảng sợ, ngươi làm sao tỉnh? Hắc, chớ xem thường ta nhịn đau đạo tâm, coi như là lại kịch liệt thống khổ, chỉ cần chậm sau khi đi qua, ta nghiến răng có thể chống đỡ. Tuy rằng bị đau nhức hôn mê bất tỉnh, bất quá chỉ cần ta thích ứng loại trình độ này thống khổ, ta nhịn đau đạo tâm có thể nâng cao một bước. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói nếu như hắn lúc nói lời này, thân thể không phải rúng gió, thì càng khí phách. Ta phải ly khai một thời gian ngắn. Gặp Tống Thư Hàng sau khi tỉnh lại, Diệp Tư nói khẽ, tại ta rời đi thời gian, ngươi trong trí nhớ liên quan tới ta cái kia bộ phận trí nhớ sẽ mơ hồ, tựa như lúc ấy ngươi tiến nhập phòng tối. Nếu như ngươi đột nhiên không nhớ nổi ta, cũng không cần kinh hoàng. Tống Thư Hàng sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, phải bao lâu? Có lẽ rất nhanh, không được bao lâu thời gian. Diệp Tư nói. Tống Thư Hàng,
Trình Lâm tiên tử cùng đi với ngươi sao? Trình Lâm đã biến mất, từ loại nào mức độ mà nói, nàng đã triệt để biến mất. Diệp Tư nói, Tống Thư Hàng, họ Trương nam tử mụ mụ đã từng nói, càng là nữ nhân xinh đẹp lại càng sẽ gạt người. Trình Lâm liền thuộc về nữ nhân xinh đẹp đi chết, vì vậy liên quan tới nàng triệt để biến mất sự tình, Tống Thư Hàng một chữ cũng không tin. Diệp Tư bàn tay nhỏ bé còn đang ở Tống Thư Hàng trên đầu vuốt, lần sau gặp lại lúc. Nói đến đây thời gian, tay của nàng dừng lại. Tống Thư Hàng, ta chính là màu sắc rực rỡ. Diệp Tư dương dương đắc ý tuyên bố. Tống Thư Hàng, ý gì, cái này mấy cái từ tách đi ra, ta đều biết, cũng biết ý của bọn nó. Thế nhưng hợp cùng một chỗ về sau, ta thì có điểm không thể hiểu. Màu sắc rực rỡ, xinh đẹp màu sắc rực rỡ. Diệp Tư lần nữa nói, tay nhỏ bé của nàng lại tại Tống Thư Hàng trên đầu sờ tới sờ lui. Tống Thư Hàng tóc bây giờ là lông đầu đinh, ghim ghim. So với đầu chọc vuốt thoải mái hơn, Diệp Tư cuối cùng nói. Tống Thư Hàng, đúng rồi, còn có sự kiện. Diệp Tư lại nói. Tống Thư Hàng, ừ, lần sau gặp trước mặt lúc, nếu như ta biến thành ngươi, ngươi cũng không muốn kinh ngạc. Diệp Tư lại nói. Tống Thư Hàng, ha ha, chớ kinh ngạc, dù sao ta là linh quỷ. Diệp Tư dứt lời, đứng dậy, đã đến giờ. Nàng đứng lên, một cước bước ra. Hạch tâm thế giới vỡ ra một cái lối đi, Diệp Tư chui vào trong đó. Cũng không phải cửu phẩm kiếp tiên không gian năng lực, cũng không phải là bạch tiền bối cái loại này không gian thiên phú. Đây là hạch tâm thế giới đang phối hợp lấy Diệp Tư, mở ra một cái để nàng thông đạo rời đi. Tại Diệp Tư thân hình biến mất trong nháy mắt, Tống Thư Hàng ngực có một cái tiểu tay mạnh đưa ra ngoài, hướng về hư không chộp tới. Thế nhưng... cái này cái tay nhỏ bé không còn có cái gì bắt được. Là công đức xà mỹ nhân bàn tay nhỏ bé. Trình Lâm tiên tử cũng cùng Diệp Tư cùng một chỗ rời đi. Tống Thư Hàng nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Tiên tử, cũng chỉ có tại đối mặt Trình Lâm nữ đế thời gian, mới có thể thất thố như thế. Tống Thư Hàng ngực bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, vẫn không nhúc nhích. Sở các chủ tại hoạt tuyền bên trong phun bong bóng, trên người của ngươi tiên tử số lượng còn là không ít. Đoạn thời gian trước, Tống Thư Hàng trên người có linh quỷ Diệp Tư lại bổ sung lấy Trình Lâm. Tiếp đó có công đức xà mỹ nhân. Còn có biết ca hát tạo hóa tiên tử. Ngộ đạo thạch bên trên còn dài thông nương. Tống Thư Hàng vỗ nhẹ nhẹ công đức xà mỹ nhân bàn tay nhỏ bé, ta nói, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tay của ngươi có thể hay không trước rụt về lại. Nhìn thẳng đi, quả đấm của ngươi giống như cắm ở lồng ngực của ta, đặc biệt quái dị. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân nắm đấm theo Tống Thư Hàng ngực rụt trở về. Tiếp đó, lại từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu đưa ra ngoài, như trước bảo trì nhanh nắm chặt nắm đấm tư thế. Tống Thư Hàng, nếu không phải tại hạ hiện tại toàn thân không có một chỗ không đau, nhất định phải đem ngươi lôi ra tới đây, thật tốt nói một chút chỉnh lý. Bắt đầu, biến mất, lúc này, công đức xà mỹ nhân thanh âm vang lên. Cái gì biến mất, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác trong trí nhớ, có một chút trí nhớ tại mơ hồ. Là liên quan tới Diệp Tư trí nhớ. Thậm chí trên người hắn, bất kỳ cùng Diệp Tư có quan hệ manh mối, đều tại biến mất. Trong trí nhớ liên quan tới Diệp Tư cái kia bộ phận trí nhớ, toàn bộ bị một cái khuôn mặt mơ hồ thượng giai linh quỷ làm cho thay thế. Loại cảm giác này, cùng với Tống Thư Hàng đám người lúc ấy bị giam vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Diệp Tư tại hiện thế tồn tại dấu vết bị theo căn nguyên bên trên che đậy. Thậm chí hiện thế bên trong tồn tại liên quan tới Diệp Tư ảnh chụp, hình ảnh, cũng sẽ bị xóa đi. Sở tiền bối, Diệp Tư tại tránh né cái gì sao? Thừa dịp liên quan tới Diệp Tư trí nhớ còn không có hoàn toàn tiêu tán, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn muốn biết, Diệp Tư muốn tránh là ai? Nếu như chỉ là phổ thông kiếp tiên hoặc là trường sinh giả lời nói. Kỳ thật hoàn toàn không cần tránh. Cùng lắm thì hắn tích góp từng tí một trên trăm tên chuyện cười, đi bạch tiền bối chỗ đó ôm bắp đùi. Coi như là trường sinh giả, gặp gỡ bạch tiền bối cũng muốn quỳ. Tuy rằng Diệp Tư chưa nói, bất quá có thể là đương kim thiên đi. Sở các chủ nói, Tống Thư Hàng, đương kim thiên không phải mất thông minh sao? Trước đây thật lâu, hắn liền tiến nhập trình độ hóa giai đoạn. Nhưng dù thế nào loại, hắn còn là thiên đạo. Khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, ta cũng chỉ là suy đoán. Sở các chủ dứt lời, lại trầm xuống,
tiếp tục bắt đầu thổi bong bóng. Lại qua mấy phút sau, Tống Thư Hàng, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Sở Các Chủ ba người trong ấn tượng, liên quan tới Diệp Tư trí nhớ đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, liên quan tới Trình Lâm trí nhớ cũng biến lộn xộn, giống như cái sàng, tất cả đều là lỗ thủng, lại không nguyên vẹn. Công Đức Xà Mỹ Nhân tay kia cũng theo Tống Thư Hàng trên đầu đưa ra ngoài, tại trong hư không dùng sức cầm lấy. Thế nhưng, cái gì cũng bắt không được. Hai tay của nàng nắm chặt nắm tay, cắm ở Tống Thư Hàng trên đầu, vẫn không nhúc nhích. Tống Thư Hàng, ta nhớ được, ta có chuyện phải xử lý. Tống Thư Hàng nắm tóc, đúng rồi, ta sắp đi ra ngoài. Phong bế không gian đã trở về thiết điểm, ta mau mau đến xem. Dứt lời, Tống Thư Hàng bản thể theo trong hạch tâm thế giới chui ra ngoài. Làm nhục thể của hắn bước vào Điền Thiên Đảo chủ gian phòng nháy mắt, hắn cảm giác mình thân thể một nhẹ. Nhục thân này là thân xác thối tha, chóc ra. Hồn phách của hắn theo nhục thân bên trong chui ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một phiến đại môn. Phong bế không gian cửa vào. Tựa hồ tại mời mọc hắn tiến nhập. Ha ha, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở cửa mời ta đi vào, ta liền sẽ đi vào sao? Quá ngây thơ rồi, ta cũng sẽ không như vậy tìm đường chết. Ta mỗi lần tìm đường chết lúc trước, đều là chuẩn bị tâm lý thật tốt, tính toán tốt đại giới, trải qua một loạt nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới có thể cân nhắc làm hay không. Tại hồn phách của mình đang không có bảo hộ dưới tình huống, hắn là không thể nào tiến nhập phong bế không gian. Còn nữa, phục sinh kim tệ thời gian làm lạnh cũng còn không tới, trước mắt hắn chết không nổi. Vậy là Tống Thư Hàng hồn phách hướng dưới đất nhục thân nằm đi. Hồn phách ly thể, đối với người bình thường mà nói là tai nạn trải qua. Một cái không cẩn thận, hồn phi phách tán, thân thể sẽ biến thành người sống đời sống thực vật, khổ không thể tả. Thế nhưng đối với tu sĩ, đặc biệt là ngũ phẩm kim đan linh hoàng mà nói, hồn phách ly thể cùng không có gì lớn đối với tu sĩ kim đan mà nói, cái này gọi là nguyên thần xuất khiếu. Tống Thư Hàng tấn chức ngũ phẩm về sau, có thể sử dụng cái này ngũ phẩm thiên phú loại hình năng lực, bất quá hắn một mực còn chưa tới kịp nếm thử. Vì vậy, coi như là bởi vì ngoại lực xuất khiếu, chỉ cần nằm xuống lại là được rồi, không có gì hay lo lắng. Tống Thư Hàng hồn phách, nằm lại nhục thể của mình bên trong. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, có cái gì cùng theo hồn phách của hắn cùng một chỗ, đâm về tới nhục thể của hắn bên trong. Đoạt xá, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ phong bế chi môn đem hồn phách của hắn theo nhục thân bên trong lôi ra tới đây về sau, còn sẽ thừa cơ đoạt xá nhục thể của hắn? Nghĩ đoạt xá nhục thể của hắn? Hi hi! Nhục thể của hắn có khổng lồ công đức lực lượng hóa thành tiên tử hộ thể, bên trong có 4 hạt nhân, linh quỷ thủ hộ, còn có một thánh một ma 2 đại ấn. Lại thêm hắn tu luyện nho ra kim cương thân cộng thánh viên long lực thần công. Coi như là cửu phẩm kiếp tiên nghĩ đoạt xá nhục thể của hắn, cũng muốn suy nghĩ một chút có thể hay không ứng phó khổng lồ như thế công đức lực lượng cùng song thánh ấn uy hiếp. Để ta nhìn xem, dám tiến vào ta nhục thân đến cùng là vật gì? Tống Thư Hàng nói. Hắn ý niệm khẽ động, rất nhanh phát hiện tiến nhập thân thể của hắn đồ vật. Nói đúng ra, cái này đồ vật cũng không có tiến nhập thân thể của hắn, mà là phụ thân vào hắn thái dương chỉ bên trên. Đồng thời, một cái ý niệm truyền tới. À, ngắt mạng, vì sao ngắt mạng, tất cả tin tức đều phát không đi ra, không có tín hiệu, không thể nói chuyện phiếm, không thể lên mạng. Làm sao bây giờ, quả thực tất cả ướp muối. Tống Thư Hàng. Ta ban đầu đã giống như một cái cá ướp muối giống nhau, nếu như ngắt mạng lời nói, ta liền cá ướp muối cũng làm không nổi nữa. Không có internet cá ướp muối, liền giống như đã mất đi mộng tưởng, không có chút giá trị. Tống Thư Hàng, là ngươi, cá ướp muối đại lão. Không đúng, là ngươi, Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Cùng hắn ý thức cùng một chỗ tiến nhập nhục thân, là Điền Thiên Đảo chủ hồn phách. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Chẳng biết tại sao theo máy vi tính bên trong bò lên đi ra, chui vào đến Tống Thư Hàng công đức ngón trỏ bên trong. Ồ, thông nét, cá ướp muối đại lão kinh hỉ nói, hắn tựa hồ cảm ứng được Tống Thư Hàng ý thức. Nhưng một lát sau, hắn vừa nghi hoặc nói, kỳ quái, nói chuyện phiếm giới diện đây. Tống Thư Hàng, không, còn không có thông nét, còn không có thông nét, ông T, R, E, I, ngắt mạng muốn nước tới khi nào? Điên rồi. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn trả lời. Tống Thư Hàng, nếu như ngươi tiếp tục ngốc ở ta công đức trên ngón tay,
người vĩnh viễn đều liền không lên mạng. Vĩnh viễn không thể lên mạng. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn đã trầm mặc, một lát sau, hắn chân thành nói, để ta chết đi. Điền Thiên tiền bối xem nghiện rất nặng a, có lẽ. Hắn cần đặc thù trị liệu. Trở về đi, Điền Thiên tiền bối. Hiện tại phong bế không gian bao phủ đã tản đi, sau khi trở về ngươi có lẽ có thể một lần nữa lên mạng. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống, đem công đức ngón trỏ phóng tới máy vi tính máy chủ bên cạnh. Cũng không biết đảo chủ tàn hồn có thể hay không trở lại trong máy vi tính đây. Lúc đầu nay đã là tàn hồn, còn như vậy qua lại dày vò, có thể hay không có tiêu hao. Tống Thư Hàng trong lòng có chút lo lắng. Điền Thiên đảo chủ tàn hồn rất thuận lợi theo Tống Thư Hàng công đức ngón tay bên trên rời đi. Tàn hồn hóa thành một cọng lông nhung nhung quang điểm, hướng máy vi tính máy chủ bên trong chuyển đi. Tống Thư Hàng thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên người hắn tùy thân mang theo tiền bối tiên tử đã nhiều, tạm thời không có muốn gia tăng tùy thân mang theo Điền Thiên đảo chủ ý tưởng. Vì vậy, đảo chủ nếu là có thể trở về máy vi tính, liền không thể tốt hơn. Điền Thiên đảo chủ tàn hồn tới gần máy vi tính máy chủ. Đón lấy, hắn bị bắn ra. Tống Thư Hàng, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Điền Thiên đảo chủ bị bắn ra đi? Lông mềm như nhung quang điểm không có buông tha, hắn tiếp tục hướng trong máy vi tính chui vào. Nhưng hắn vừa khẽ dựa gần máy vi tính máy chủ, liền lại bị bắn bay. Điền Thiên đảo chủ tàn hồn, bị chính hắn lưu lại bảo hộ trận pháp cho từ bỏ. Chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng lòng có chút ít ẩn ẩn có rút đau đớn. Hắn nhớ tới nhà mình cái kia vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tiếp đó, hắn cũng có chút đồng bệnh tương liên. Điền Thiên tiền bối, ngươi còn là trước kèm theo đến ta công đức trên ngón tay đi. Tống Thư Hàng đạo tại Điền Thiên tiền bối phục sinh phía trước hết tùy thân mang theo Điền Thiên đảo chủ một thời gian ngắn đi. Dù sao không được bao lâu thời gian. Thế nhưng, lông mềm như nhung quang điểm không có muốn trở về ý tứ. Không cách nào lên mạng cá ướp muối còn sống còn có ý gì. Vậy là, Điền Thiên đảo chủ tàn hồn tiếp tục hướng máy vi tính đánh tới. Tống Thư Hàng thở dài, đưa tay bắt hướng Điền Thiên đảo chủ tàn hồn. Không thể để cho hắn lại tiếp tục nữa, nếu như lại đụng xuống dưới lời nói, Điền Thiên đảo chủ tàn hồn đều xong đời. Đến lúc đó, liền thật liền phục sinh hy vọng cũng bị mất. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng bắt được Điền Thiên đảo chủ tàn hồn, trong lúc, cổ tay của hắn không cẩn thận đụng phải máy vi tính máy chủ. Trong chốc lát, có một loại cường đại lực bắn ngược tác dụng tại tay của Tống Thư Hàng trên cổ tay. Tống Thư Hàng, không đúng a, Điền Thiên đảo chủ máy vi tính máy chủ. Không có cường đại như vậy bắn ngược bảo hộ đi. Hơn nữa, cổ tay hắn tiếp xúc đến máy vi tính máy chủ thời gian cảm giác. Liền giống như đụng phải một tầng bức tường vô hình. Một loại không ổn dự cảm xông lên đầu. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, dùng sức đâm hướng máy vi tính máy chủ. Đông một tầng rung động lay động ra, máy vi tính máy chủ cùng hắn hai bên, có một tầng bức tường vô hình ngăn cản, lại để cho hắn không cách nào tiếp xúc. Phong bế không gian. Thế nhưng, phong bế không gian không phải đã lui đi sao? Hắn hạch tâm thế giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo cũng một lần nữa kết nối vào nữa a. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, lợi dụng nho ra thánh nhân chi nhãn hướng cái không gian kia tiết điểm nhìn lại. Tại đó, phong bế không gian biến thành đại môn như trước tồn tại. Tống Thư Hàng lập tức câu thông bản thân hạch tâm thế giới không có sợ, như trước tồn tại. Ta đây hiện tại tính là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng cau mày, hắn đưa tay hướng điện thoại di động của mình chụp tới. Đông ngón tay của hắn còn không có tiếp xúc đến điện thoại, liền giống như đánh lên một tầng vô hình trở ngại. Không chỉ có là máy vi tính, điện thoại, dù sao là Điền Thiên đảo chủ trong phòng vật sở hữu, Tống Thư Hàng đều không thể tiếp xúc đến. Liền giống như, Tống Thư Hàng cùng mấy thứ này ở vào hai cái khác nhau duy độ thế giới. Tống Thư Hàng trong lòng cái loại này cảm giác bất an càng phát ra trầm trọng. Ta sẽ không đã bị cuốn vào đến phong bế không gian bên trong đi. Có lẽ tại hắn hồn phách cùng nhục thân chia sẻ nháy mắt, cũng đã bị cuốn vào đến phong bế không gian bên trong. Ngay cả như vậy lời nói, trước mắt cánh cửa này, sẽ không phải là rời đi phong bế không gian thông đạo. Muốn thông qua hắn rời đi sao? Nghĩ như vậy lúc, trước mắt cánh cửa này giống như biến càng phát ra có lực hấp dẫn. Có quỷ sẽ đi vào đây. Tống Thư Hàng ha ha cười một tiếng. Hắn đưa tay mang theo Điền Thiên đảo chủ tàn hồn trở về đến bản thân hạch tâm thế giới.
chỉ cần hạch tâm thế giới không có sợ, chính là như vậy cường đại. Coi như là hạch tâm thế giới cửa ra vào bị hạn chế tại phong bế trong không gian cũng không quan hệ. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, còn nối lại lấy Bạch Tiền Bối Tà Liên thế giới. Hắn có thể thông qua Tà Liên thế giới là ván cầu, tới trước Cửu U thế giới, lại từ Cửu U thế giới nhảy trở lại hiện thế. Ta có cửa sau ta kiêu ngạo, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Thuận lợi trở về đến hạch tâm thế giới về sau, Tống Thư Hàng trong lòng một hồi an tâm. Hắn trước quay về Hoạt Tuyền bên cạnh. Hạch tâm thế giới Hoạt Tuyền có được lấy đặc thù khôi phục hiệu quả. Liền sở các chủ thân thể cũng có thể khôi phục, nói không chừng cũng có thể bồi dưỡng Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Hoạt Tuyền bên trong, sở các chủ đang ngẩn người. Nàng hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sở tiền bối, ta trước đem Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn phóng tới Hoạt Tuyền bên cạnh, người hỗ trợ chiếu cố một chút hắn. Tống Thư Hàng nói, sở các chủ không phản ứng chút nào, giống như căn bản nghe không được Tống Thư Hàng thanh âm. Sở tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn đưa tay, tại sở tiền bối trước mắt lắc. Thế nhưng, sở các chủ giống như căn bản nhìn không tới một dạng với hắn, không phản ứng chút nào. Tống Thư Hàng trong lòng mát lạnh. Cái kia phong bế không gian sẽ không xâm nhập đến hắn hạch tâm thế giới rồi à. Thế nhưng, hạch tâm thế giới là địa bàn của hắn, là đệ tam thiên đạo tác phẩm. Nếu như phong bế không gian xâm nhập nơi này, hắn không có khả năng không phản ứng chút nào. Suy tư về, Tống Thư Hàng đưa tay điểm hướng sở các chủ khuôn mặt gò má. O-O-N-G trong hư không lay động một hồi rung động, tay của Tống Thư Hàng chỉ không cách nào đụng chạm lấy sở các chủ. Hoạt Tuyền bên trong, sở các chủ đột nhiên trừng trong mắt, bốn phía dò xét. Kỳ quái, luôn cảm giác có người tại đâm ta, nàng nói khẽ. Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn nghĩ tới khác một loại khả năng. Có lẽ, dị biến không phải hạch tâm thế giới, mà là hắn Tống Thư Hàng cái này thân thể. Thân thể của hắn chịu ảnh hưởng, đối với hiện thế cùng hạch tâm thế giới mà nói, hắn giống như ở vào cái khác duy độ. Nếu thật như thế, Tống Thư Hàng đưa tay hướng sở các chủ đầu sờ soạng, tuy rằng ở giữa cách một tầng bình chướng vô hình, nhưng tay của Tống Thư Hàng nhìn qua quả thực đang sờ sở các chủ đầu. Đã sớm nghĩ làm như vậy à? Hoạt Tuyền bên trong, sở các chủ toàn thân không được tự nhiên. Nàng không ngừng đổi lấy vị trí, nhưng luôn cảm giác có người tại sở tóc của nàng. Vô luận nàng làm sao tránh né, đều tránh không khỏi. Sở các chủ, nàng khua lên gương mặt, chìm vào đến Hoạt Tuyền dưới đáy đi. Tống Thư Hàng cười ha hả thu tay lại. Kế tiếp, đi tìm Bạch Tiền Bối đi. Tuy rằng Bạch Tiền Bối một mực nói, cũng không có việc gì đều không nên quấy rầy hắn. Nhưng hiện tại, tình thế nghiêm trọng, hắn cảm giác mình có cần thiết triệu hoán Bạch Tiền Bối hiện thân. Nói không chừng cái này phong bế không gian trạng thái, Bạch Tiền Bối cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú đây. Tống Thư Hàng mang theo Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn đi vào hạch tâm thế giới một khối trên bãi cỏ. Nơi này là hạch tâm thế giới lúc ban đầu liền sinh ra địa phương, cũng là Tà Liên thế giới lần đầu tiên kết nối vào hạch tâm thế giới địa phương. Thường cách một đoạn thời gian, Tà Liên thế giới cùng hạch tâm thế giới liền sẽ ngẫu nhiên sinh ra một cái thông đạo. Lúc ban đầu lúc, Thông Nương liền thuận theo cái thông đạo này chạy đến Bạch Tiền Bối chỗ đó qua. Bất quá hôm nay, Tà Liên thế giới thông đạo còn không có mở ra. Không có biện pháp, chỉ có tự động triệu hoán. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Bạch Tiền Bối không có trả lời hắn triệu hoán. Tống Thư Hàng lại thử kêu một lát. Bạch Tiền Bối tựa như không nghe thấy tiếng kêu của hắn. Chẳng lẽ làm như ta ở vào cái này hình thức lúc, liền Bạch Tiền Bối cũng không cách nào cảm ứng được ta. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cái này kỳ quái duy độ hình thức như vậy sâu, liền Cửu U Chúa Tể đều có thể che đậy. Nếu thật như vậy, chỉ sợ cái này phong bế không gian cùng thiên đạo có quan hệ. Bằng không mà nói, không có khả năng liền Bạch Tiền Bối đều bị ảnh hưởng đến. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, không quá hay a, nếu như không cách nào liên lạc với Bạch Tiền Bối, ta phải một mực ở vào cái này hình thức bên trong. Đến lúc đó có thể cùng ta giao lưu chỉ có Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Ta sẽ điên mất, thế nhưng, nếu như cái này hình thức thật liền Bạch Tiền Bối đều cảm ứng không đến hắn mà nói, cái kia chờ qua mấy ngày Tà Liên thế giới cùng hạch tâm thế giới thông đạo một mở ra, hắn phải hay không phải có thể thuận theo thông đạo,
đi tìm Bạch Tiền Bối, tiếp đó nhìn hắn gần nhất tại bận rộn cái gì. Dù sao Bạch Tiền Bối cũng cảm ứng không đến hắn hiện tại, đến lúc đó, nói không chừng có thể ngoài ý muốn thấy Bạch Tiền Bối vô cùng nhiều bí mật nhỏ. Sâu hơn vào suy nghĩ một chút, nếu như Bạch Tiền Bối nhìn không tới hắn mà nói, cũng liền đại biểu cho Béo Cầu cũng nhìn không tới hắn. Vì vậy, thuận tiện còn có thể đi tìm Béo Cầu, xem hắn gần nhất đang làm cái gì âm mưu, ngẫm lại cũng cảm giác kích thích. Muốn nhìn liền nhìn, cửu u chúa tể bí mật, đều có thể tùy tiện nhìn, có phải hay không rất sâu. Hơn nữa, là hai vị cửu u chúa tể bí mật A. Xuất ra đi đều thuộc về nghìn vàng không đổi cấp độ SSS tin tức. Nếu như có thể gặp gỡ cái gì cũng có thể bán đại lão, nói không chừng còn có thể đem tin tức bán cho hắn. Ha 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 ha, đến lúc đó ngươi bị Béo Cầu giết chết, đừng oán ta. Béo Cầu vốn là muốn nhận đến ngươi, chính ngươi đưa hàng tới cửa, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch Tiền Bối thanh âm, trực tiếp tại Tống Thư Hàng trong lòng vang lên. Tống Thư Hàng, cái này lúng túng. Hắn xoa nhẹ mặt, Bạch Tiền Bối, ngài tới rồi ngài đến đây lúc nào? Theo ngươi suy nghĩ, muốn đi Tà Liên thế giới nhìn lén ta đang làm gì đó lúc, ta mà bắt đầu chú ý ngươi rồi. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, đọc tâm thuật loại vật này, một chút tư ẩn cũng không cho người lưu a. Ngày đó ta nếu là thiên đạo, nhất định phải lại để cho đọc tâm thuật theo chư thiên vạn giới biến mất. Đọc tâm thuật loại vật này căn bản không cần phải tồn tại ở thế gian. Bạch Tiền Bối, ha 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 ha, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, đừng đọc tâm, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không biện pháp thật tốt nói chuyện phiếm. Ta không dùng đọc tâm thuật, ta chỉ dùng nhìn nét mặt của ngươi đã biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng bên ngoài, hắn còn phải lại thêm cái mặt cũng thẳng thuộc tính. Đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới cùng Tà Liên thế giới thông đạo mở ra. Bạch Tiền Bối hình chiếu thể theo Tà Liên thế giới bên trong chui ra. Chỉ thấy Bạch Tiền Bối hình chiếu thể trên thân, khoác một cái lại để cho Tống Thư Hàng cảm giác được nhìn quen mắt chăn đơn. Tống Thư Hàng, chờ, cái mền này, chẳng lẽ chính là kia, cái gì cũng có thể bán đại lão chăn đơn. Bạch Tiền Bối, cái gì cũng có thể bán đại lão chơi trốn tìm trò chơi thua. Tống Thư Hàng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tính toán thời gian, cảm giác cái gì cũng có thể bán đại lão có lẽ đã chịu qua trò chơi thời gian đi. Lại nói tiếp, tên kia tương đối có thể tránh, cuối cùng còn là ẩn núp đến game over, ta đều không có bắt được hắn. Trên người hắn chăn đơn quả thực không giống bình thường, Bạch Tiền Bối trả lời. Vậy ngài trên thân cái mền này, Tống Thư Hàng chỉ vào trên người hắn chăn đơn lên tiếng hỏi. Ừ, chính là hắn trên thân cái kia, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, Bạch Tiền Bối không phải đã nói rồi, nếu như cái gì cũng có thể bán đại lão thắng chơi trốn tìm trò chơi lời nói, hắn liền sẽ buông tha cho bắt bớ cái gì cũng có thể bán đại lão sao? Ha ha ha, các ngươi còn là tin lời của ta a? Ta thế nhưng là cửu u chúa tể a, lời của ta các ngươi cũng tin. Ta nói buông tha bắt bớ, các ngươi còn là tin ta liền buông tha. Cái gì cũng có thể bán tại game over không lâu sau, liền đi ra cùng người giao dịch, vậy là đã bị ta bắt được. Bạch Tiền Bối ha ha cười nói. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, lúc này ta muốn nói điểm thế là tốt hay không nữa. Thế nhưng Bạch Tiền Bối nói lại thật có đạo lý cửu u chúa tể lời nói, vậy mà cũng tin. Đã tin tưởng, bị hố cũng không thể trách bất luận kẻ nào. Tống Thư Hàng nhìn qua cái mền này, có chút thương cảm, lại có chút hít chịu tội cảm giác bởi vì cái mền này, rất có thể liền là cái gì cũng có thể bán đại lão bản thể. Cái mền này tương đối có ý tứ, ta nghiên cứu vài ngày mới nghiên cứu ra hắn nguyên lý tới đây. Hiện tại đang tại chế tác phỏng chế, chờ phỏng chế sáng tác ra tới đây về sau, cái mền này có thể trả lại cho cái gì cũng có thể bán. Bạch Tiền Bối vung vẩy cái mền, nói. Ồ, cái này không phải cái gì cũng có thể bán đại lão bản thể. Ta cho là hắn là mền tinh, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối, mền tinh, chậc chậc, ý nghĩ của ngươi rất có ý tứ. Nguyên lai cái gì cũng có thể bán đại lão không là mền tinh. Tốt rồi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, gần nhất bận bịu muốn chết. Có tìm ta có chuyện gì? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng vội vàng chỉ mình nói, Bạch Tiền Bối, ngươi xem ta bây giờ là không phải có thay đổi gì. Ngũ phẩm cảnh giới, 4 hạt kim đan, Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng, không không, ta không phải nói cảnh giới.
Ta là nói ta trạng thái A, ta hiện tại có lẽ ở vào một cái phong bế không gian hình thức, bây giờ ta không cách nào tiếp xúc đến hiện thế bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả hạch tâm thế giới bên trong những người khác, ta cũng không cách nào tiếp xúc. Hơn nữa, người khác cũng nhìn không tới ta. Vừa rồi, liền sở các chủ đều không thể thấy ta. Nàng thế nhưng là trường sinh giả cảnh giới. Nghiêm túc mà nói, nàng bây giờ là nửa bước trường sinh giả cảnh giới, còn không có tấn chức hoàn thành, đã bị đánh đứt gãy. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, đây không phải trọng điểm là của ta trạng thái. Loại này đặc thù trạng thái, Bạch Tiền Bối ngài biết không? Chưa thấy qua, loại trạng thái này quả thực tương đối đặc thù, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, có biện pháp giải quyết sao? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngươi như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng, liền đi nghịch chuyển biến trở về tới đây. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối không thể giải trừ ta loại mô thức này. Thời gian sử dụng ở giữa nghịch chuyển thủ pháp có lẽ có thể giải quyết, bất quá cụ thể muốn làm sao làm, cần thật tốt nghiên cứu một chút. Bạch Tiền Bối lại nói, nhưng ta hiện tại muốn nghiên cứu đồ vật rất nhiều. Bận không qua nổi, hơn nữa, béo cầu đã tìm được ta cũ hàng ổ, ta muốn vội vàng hố hắn. Đối với Bạch Tiền Bối mà nói, hố béo cầu so với giải trừ Tống Thư Hàng trên thân trạng thái muốn trọng yếu hơn. Tống Thư Hàng, ừ, nếu như ngươi muốn đi nghịch chuyển bản thân trạng thái lời nói, này cho ngươi mượn. Bạch Tiền Bối đưa tay tại trong hư không một chảo, một cái màu đen chăn đơn bị kéo ra ngoài, ném hướng Tống Thư Hàng, đây là thất bại phỏng chế số 1, mặc dù là thất bại phẩm cấp, nhưng đối với ngươi mà nói hắn hiệu quả có lẽ cũng không tệ lắm. Tống Thư Hàng đưa tay đón này màu đen chăn đơn. Nhưng làm tay của hắn tiếp xúc đến cái mền lúc, tầng kia vô hình bức tường ngăn cản lần nữa hiển hiện, hắn không cách nào tiếp nhận Bạch Tiền Bối mượn hắn cái mền này. Tống Thư Hàng, người cái này hình thức thật đúng là phiền toái. Bạch Tiền Bối lại bắt lại cái mền, tính, đi thôi. Tống Thư Hàng, ta cùng ngươi đi hiện thế xem một chút đi, vừa vặn cũng có thể thí nghiệm một chút cái mền này hiệu quả. Bạch Tiền Bối che kín trên thân chăn đơn. Cái mền này, rất đặc thù. Cái gì cũng có thể bán mang theo hắn thời gian, liền Bạch Tiền Bối đều không thể tập trung vị trí của đối phương. Hiện tại vừa vặn có thể thử xem, lấy nó bọc lời nói, tại hiện thế có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Bạch Tiền Bối người muốn theo giúp ta đi ra ngoài, Tống Thư Hàng kinh hỉ nói. Nguyên bản cũng chỉ là muốn tìm Bạch Tiền Bối, nhìn xem có hay không có liên quan tới phong bế không gian manh mối. Có hay không có giải quyết trên người hắn loại này cổ quái trạng thái phương pháp? Không nghĩ tới Bạch Tiền Bối vậy mà nguyện ý bồi hắn đi ra ngoài giải quyết phong bế không gian ảnh hưởng. Đây quả thực là mua một hạt hạt vừng rồi lại đưa cái trái dưa hấu. Thừa dịp Bạch Tiền Bối không có đổi ý, Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động. Hạch tâm thế giới mở ra, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối xuất hiện ở Điền Thiên Đảo Chủ trong phòng. Điền Thiên Đảo Chủ gian phòng. Cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa. Trên máy vi tính, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu còn đang ở nhanh chóng nói chuyện phiếm. Bạch Tiền Bối đi ra về sau, liếc mắt liền thấy cái kia phong bế cánh cửa không gian. Cánh cửa này bên trên, mang theo cùng Tống Thư Hàng trên thân khí tức cùng trạng thái. Đây là cùng loại âm ảnh thế giới không gian. Không đúng, đẳng cấp bên trên tựa hồ cao hơn nữa cấp một ít. Ngược lại là có chút ý tứ. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, đi, chúng ta đi vào. Trực tiếp đi vào không có vấn đề. Tống Thư Hàng nói, lúc trước phân thân của ta bị cuốn đi vào lúc, trực tiếp bị nghiền thành vỡ nát. Đừng lãng phí thời gian, ta thời gian đang gấp. Bạch Tiền Bối đưa tay nhẹ nhàng đẩy, Tống Thư Hàng bên người hiển hiện một quái dị rung động. Nhưng tầng này rung động căn bản không cách nào ngăn trở Bạch Tiền Bối. Một cỗ lực đạo tác dụng tại Tống Thư Hàng trên thân. Đưa hắn chụp về phía cái kia phong bế cánh cửa không gian. Ngay sau đó, Bạch Tiền Bối đồng dạng, bước vào cái kia phong bế cánh cửa không gian bên trong. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Phong bế cánh cửa không gian quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Điền Thiên Đảo chủ gian phòng trong góc, Diệp Tư thân hình hiện ra. Bất quá nàng lúc này cũng không phải thật thể, mà là một loại hình chiếu trạng thái. Thư Hàng biến mất, tiếp đó một đạo khác khí tức, là vị kia đáng sợ Bạch Tiền Bối khí tức. Diệp Tư nhẹ nhàng hít hà. Đón lấy, nàng yên tâm lại. Nếu như Tống Thư Hàng là cùng vị kia đáng sợ Bạch Tiền Bối cùng một chỗ lời nói, nàng liền không cần lo lắng. Hình chiếu tiêu tán.
Diệp Tư bản thể, xuất hiện ở một cái kim sắc sa mạc bên trong. Tại nơi này sa mạc không gian bên trong, có từng tòa hoàng kim pho tượng dựng đứng. Diệp Tư chân đạp hư không, nhảy mấy cái, từ không trung rơi xuống, hạ xuống một cái to lớn pho tượng trên tay. Pho tượng này, là một cái đầu đội mũ phượng tiên tử pho tượng viễn cổ thiên đình giao chỉ nữ đế Trình Lâm pho tượng. Tại Trình Lâm pho tượng bên cạnh, đứng thẳng một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân pho tượng. Có một vị áo bào đỏ đạo trưởng, đang ngồi ở pho tượng trên bàn tay, nhắm mắt minh tưởng. Đạo nhân đỉnh đầu, có một vòng minh nguyệt quang luân, tản ra đạo quang huy. Tu luyện giả chỉ cần thấy cái này quang luân, trong lòng có thể vọt lên đủ loại tình cảm. Quang luân tựu như cùng là tấm gương, vô luận cái nào đẳng cấp tu sĩ, đang nhìn đến cái này đạo hào quang, có thể theo bên trong chiếu rọi ra bản thân, kết hợp với đạo hào quang, có thể nhận đến khác nhau cảm ngộ. Đây là chỉ thuộc về trường sinh giả biểu tượng. Như Tống Thư Hàng ở đây lời nói, có thể nhận ra vị này đạo nhân. Xích tiêu kiếm chủ nhân, phần thiên hỏa diễm đao người sáng tạo xích tiêu tử đạo trường. Cho dù ở trường sinh giả bên trong, hắn cũng là đứng đầu cấp bậc. Tại Diệp Tư đối diện, đứng thẳng một cái nho ra tu luyện giả pho tượng, kia trên lòng bàn tay ngồi một vị nhìn như điên nhà nho. Hắn áo mỹ quan lộn xộn, đã liền trên chân giày đều chỉ mặc một cái. Lúc này, trong tay của hắn bưng lấy một cuốn thánh nhân kinh thư, yên lặng quan sát. Nho ra 12 kiếp tiên đứng đầu đạo tử. Thời kỳ viễn cổ lúc trước, hắn cũng đã là kiếp tiên tu vi, hơn nữa là nho ra 12 kiếp tiên đứng đầu. Nho ra đại kiếp nạn sau đó, hắn liền ở vào điên trạng thái, một mực ở trong biển rộng chạy như điên. Mà bây giờ, đỉnh đầu của hắn đồng dạng có một vòng minh nguyệt quang luân. Đạo tử, đồng dạng đã là trường sinh cảnh giới. Thậm chí, không có ai biết đạo tử ra sao thời gian bước vào cảnh giới này. Đạo tử pho tượng bên cạnh, thì là một cái vạm vỡ kim cương tượng, chỉ cần thấy cái vị này kim cương tượng, Diệp Tư trong lòng liền sẽ hiện lên một loại cảm giác giống như toàn bộ thế giới cơ bắp, đều mọc đến pho tượng này lên. Kim cương một tay dựng thẳng trường, một tay duỗi thẳng. Duỗi thẳng trên bàn tay ngồi một vị đồng dạng ánh vàng rực rỡ tăng nhân. Cái này tăng nhân bộ dáng. Cùng với lúc trước Tống Đầu Gỗ tiến đến nghĩ cách cứu viện Sở Các Chủ lúc, có vài phần tương tự. Nhưng cái này tăng nhân, cũng không phải Tống Đầu Gỗ. Tăng nhân chặp lại hai bàn tay, yên lặng niệm tụng lấy kinh văn. Đỉnh đầu của hắn, vừa loại hiện lên trường sinh giả đại đạo Quang Luân. Bắc Phương đạo hữu muốn đi qua sao? Lúc này, Xích Tiêu Tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Tư, mỉm cười nói. Bắc Phương tiền bối không muốn cùng ta gặp mặt. Diệp Tư trả lời, đang ngồi đều trường sinh giả đại lão, liền nàng một cái lục phẩm tiểu manh mới, áp lực to lớn. Nàng sở dĩ có thể xuất hiện ở nơi đây, bởi vì nàng đại biểu cho chính là Trình Lâm. Đồng thời, ở đây trường sinh giả, cũng đều là lần đầu tiên tụ tập ở này. Lúc này, đạo tử bỏ xuống kinh văn, lên tiếng nói, trước đó đã nói, ta đồng ý tham gia cái này thiên đạo nhất định mất chức liên minh, nhưng mục tiêu của ta trực chỉ thiên đạo. Ừ, bần đạo mục tiêu, là muốn bồi dưỡng một vị thiên đạo, nếu như đạo tử đạo hữu có cơ hội này cùng năng lực, bần đạo thậm chí có thể trở thành ngươi trợ lực. Xích Tiêu Tử lên tiếng nói. Năm đó, ý tưởng đột phát, cảm giác mình trong tay cái kia gốc hành có thể trở thành thiên đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhất định là bản thân lúc ấy động kinh,